Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, nghe ngươi kiểu nói này, giống như rất có đạo lý dáng vẻ, bất quá ta vẫn là rất muốn cùng ngươi nhận thức một chút. Lưu Hải Dư tướng xe gắn máy dừng ở ven đường, chỉ bên hồ nói, bên kia trò chuyện. Hứa Thuần Lương đi theo Lưu Hải Dư đi vào bên hồ, Lưu Hải Dư từ trong túi móc ra một bao nhăn nhăn nhúm nhúm thuốc lá, chào hỏi một chút Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương biểu thị không cần. Lưu Hải Dư rút ra một điếu thuốc, Hứa Thuần Lương móc ra bật lửa giúp hắn đốt lên. Lưu Hải Dư sửng sốt một chút, vẫn là cúi đầu đốt lên thuốc lá, trong lòng suy nghĩ người này mục đích. Hứa Thuần Lương nói, tạ ơn. Lưu Hải Dư cười nói, tại sao muốn cảm ơn ta? Hứa Thuần Lương nói, ta tại Nguy Sơn đảo bệnh viện công tác thời điểm, một đêm bên trên có người hướng ta trong khe cửa lấp một phong thư, nhắc nhở ta đề phòng có người bố cục trả thù. Lưu Hải Dư nói, người khác hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ giúp ngươi, khả năng ngươi trước có ân cùng người ta đâu, cho nên người ta mới có qua có lại, không ai nợ ai, từ đây cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ tốt bao nhiêu. Kỳ thật trong lòng hai người đều đã minh bạch đối phương nhận ra mình, dứt bỏ bọn hắn thân phận của nhau không nói, giữa bọn hắn cũng không có bất kỳ cừu hận, Hứa Thuần Lương đã giúp Lưu Hải Dư cũng nhắc nhở qua Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, trước đó không lâu, Nguy Sơn đảo nhà máy rượu dưới mặt đất phát hiện một đầu trộm động một phía khác vừa vặn ở vào ngư thủy tình tiệm cơm địa điểm cũ phía dưới. Lưu Hải Dư nói, ngươi là cảnh sát à? Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, ta không là cảnh sát, ta chỉ là nhận biết cảnh sát. Lưu Hải Dư cười nói, người trẻ tuổi ngươi thấy thế giới cũng không phải là toàn bộ, ta chỉ có thể khuyên ngươi một câu, không nên cùng ta như vậy người giang hồ phát sinh liên hệ, mặc dù ngươi thật sự có chút bản sự. Nhưng là một khi cùng giang hồ phát sinh liên hệ, người đời này đều sẽ phiền phức không ngừng, hảo hảo thời gian bất quá, tội gì đến quá thay. Hứa Thuần Lương nói, nhà máy rượu phía dưới có đồ vật gì? Lưu Hải Dư nói, đi qua truyền ngôn phía dưới là Trương Lương mộ, Trương Tử Phòng tướng Hoàng Thạch Công truyền cho hắn Thái Công binh pháp cùng, làm sách cùng một chỗ chôn cùng. Hứa Thuần Lương nói, hai dạng đồ vật đều là lão cổ đồng. Lưu Hải Dư cười nói, nào có cái gì lão cổ đồng? Nhà máy rượu phía dưới cũng không phải Trương Lương mộ, ta tiến trước khi đi, sớm không biết bị người vào xem bao nhiêu lần. Hứa Thuần Lương nửa tin nửa ngờ nhìn qua hắn. Lưu Hải Dư nói, thiết hạ xà trận hại ngươi người cùng chế tạo khí ga bạo tạc chính là một đám người, bọn hắn hại ta nguyên nhân là ta nửa đường cắt bọn hắn đổ vật, lúc ấy ta cũng không biết ngươi cùng bọn hắn cũng có thù, phát cảm giác bọn hắn nghĩ muốn hại ngươi, nhớ tới ngươi dù sao đã cứu tính mạng của ta, cho nên cho ngươi lưu lại cái mẩu giấy nhắn tin. Hứa Thuần Lương nói, ngươi trộm bọn hắn thứ gì? Lưu Hải Dư mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía phương xa mặt hồ, một chút tang vật thôi. Hứa Thuần Lương nói, như thế nói đến ngươi còn là một vị hiệp đạo. Lưu Hải Dư cười ha ha, ta không tính là cái gì hiệp đạo, bất quá ta không bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý, càng sẽ không cầm lão tổ tông đồ vật bán cho người ngoại quốc đổi tiền, tối đa cũng chính là trộm cũng có đạo. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đã đều chạy trốn, vì cái gì không đi xa điểm? Lưu Hải Dư nói, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua, càng là địa phương nguy hiểm ngược lại càng an toàn, Nguy Sơn hồ vùng này tình huống tương đối phức tạp, đi qua thuộc về việc không ai quản lý, lại nói, ta cũng quen thuộc bên này sinh hoạt, không nỡ đi. Hứa Thuần Lương vậy mới không tin hắn, có thể để cho một cái đạo tặc bốc lên phong hiểm lưu tại nơi này nguyên nhân chỉ có một cái, kia là hắn còn có mưu đồ, chung quanh nơi này phân bố không ít di tích cổ hán mộ, nói không chừng hắn còn dự định kế tục gây án. Lưu Hải Dư hít một hơi thuốc lá nói, ta sự tình đều nói cho ngươi, ngươi thật muốn báo cảnh, ta cũng không ngăn ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta mới lười nhác quản người khác nhàn sự. Lưu Hải Dư nghe hắn nói như vậy, một trái tim thoáng buông xuống, xem ra Hứa Thuần Lương cũng không phải là hướng về phía mình tới, cũng không có báo cảnh ý tứ, các ngươi liền là tới nơi này ăn cơm. Hứa Thuần Lương nói, ăn cơm chỉ là thuận tiện, ta đến tìm một cái gọi thì Thái Bình người. Lưu Hải Dư nghe vậy khẽ giật mình, thì Thái Bình. Hứa Thuần Lương nói, làm sao? Ngươi biết. Lưu Hải Dư gật đầu nói, người này tại Tế Châu khá là danh khí, danh xưng là cổ thượng tảo lúc rời hậu nhân, đích thật là vị đạo môn cao thủ ta nhớ được hắn 3 năm trước đây mới được thả ra, tuyên bố từ đây kim bồn tẩy tay, cải tà quy chính, đúng, hắn tại Tế Châu cổ thành mở một nhà bác cổ hiên. Hứa Thuần Lương nói, không tệ, chính là hắn. Ngươi tìm hắn làm gì? Hứa Thuần Lương nói, ta có người bằng hữu tại siêu tập giáp cốt văn, trên tay hắn vừa vặn có một ít, cho nên ta muốn tìm hắn làm cái giao dịch.
Lưu Hải Dư nói, dạng gì giáp cốt văn, cầm cho ta xem một chút. Hứa Thuần Lương tìm lấy điện thoại ra bên trong ảnh chụp cho hắn nhìn, Lưu Hải Dư sau khi xem nói, vật như vậy không phải có rất nhiều sao. Hứa Thuần Lương nói, đáng tiền không phải xương rồng bản thân, mà là phía trên văn tự. Lưu Hải Dư nói, hắn muốn bao nhiêu tiền. Hứa Thuần Lương nói, trong tay hắn có 7 khối, ra giá hơn 1000 vạn. Lưu Hải Dư hít vào một ngụm khí lạnh nói, thật sự là dám muốn a, khó trách gần nhất xương rồng hành tình tăng. Hứa Thuần Lương nói, trên tay ngươi có hay không? Nếu có ta có thể giúp ngươi giới thiệu người mua. Lưu Hải Dư nói, cho ta 300 vạn, ta giúp ngươi tướng cái này xương rồng làm ra. Hứa Thuần Lương không khỏi nở nụ cười, Lưu Hải Dư đây là muốn đen ăn đen a, mặc hàm là có tiền dù sao chuyện này là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, mình cần gì phải phức tạp. Nếu quả thật nghĩ đen ăn đen, hắn cũng không cần để Lưu Hải Dư xuất thủ. Lưu Hải Dư nói, 300 vạn, ngươi cho ta 300 vạn là được. Hứa Thuần Lương vẫn chưa trả lời, chính hắn trước hết xuống giá. Hứa Thuần Lương nhìn không được đùa hắn, 30 vạn ta có thể cân nhắc. Thành giao. Hứa Thuần Lương lúc này mới ý thức được mình tại cò kè mặc cả phương diện quá không am hiểu. Thì thái bình tiền đặt cọc vẫn là phải cho, Hứa Thuần Lương đem tài khoản giao cho Mặc Hàm. Tài đại khí thô Mặc Hàm không chút do dự hướng trong số tài khoản đánh 200 vạn. Cùng ngày Hứa Thuần Lương cũng không theo thuyền trở về Nguy Sơn Đảo, hắn để Vương Kim Vũ cùng Phổ Kiến đi trước. Thì Thái Bình vững tin 200 vạn tới sổ về sau rất nhanh liên hệ hắn, biểu thị vào lúc ban đêm có thể dẫn hắn đi xem một chút vật thật, nhưng là hắn cũng có một điều kiện, chính là Hứa Thuần Lương chỉ có thể lại mang một người tới. Bạch Mộ Sơn tại xế chiều hôm đó đã tới Tế Châu Cổ Thành. Cùng hắn cùng một chỗ cùng đi còn có học sinh của hắn An Lương, còn có hai vị người đồng hành, thân cao thể tráng, xem xét chính là người luyện võ. Hứa Thuần Lương đối với cái này cũng không dị nghị, người ta Mặc Hàm rút tiền, đương nhiên muốn bảo đảm đầu tư an toàn, bất quá lần này Mặc Hàm cũng không tự mình đến. Hứa Thuần Lương cùng Tiết An Lương đã có trận chưa từng gặp mặt, Tiết An Lương đối Hứa Thuần Lương có thể nói là vừa hận vừa sợ, tại Nam Giang hắn ý đồ trộm cướp Hứa Thuần Lương trong tay xương rồng. Kết quả bị Hứa Thuần Lương xáo lộ, chúng eo quấn bạc triệu kỳ độc, không thể không lại lần nữa đến nhà quỳ cầu. Hiện tại Tiết An Lương còn dựa vào Hứa Thuần Lương cho hắn xích diễm đan tiêu trừ độc trong người tính, nghe nói muốn một năm mới có thể hoàn toàn quét sạch độc tính. Tiết An Lương giả bộ người không việc gì, hắn cùng Hứa Thuần Lương ở giữa bí mật cũng không nghĩ khiến người khác biết. Hứa Thuần Lương cũng không cùng hắn tiếp xúc, chủ yếu là phòng ngừa người khác hoài nghi, giữ lại Tiết An Lương tại Bạch Mộ Sơn bên người còn có tác dụng lớn. Nương 7 giờ tối, Hứa Thuần Lương cùng Bạch Mộ Sơn một nhóm 5 người tới Thái Bạch Hoa Thanh Sơn Thôn, kỳ thật Hứa Thuần Lương sáng hôm nay đã tới một lần, bất quá lần kia thì Thái Bình không tại, bởi vì thì Thái Bình đã nói trước, Tiết An Lương cùng hai người khác tại cửa thôn bãi đỗ xe chờ, từ Hứa Thuần Lương cùng Bạch Mộ Sơn cùng đi gặp thì Thái Bình. Thì Thái Bình đã trở về nhà, trong nhà không có những người khác, lớn cửa khép hờ, chuyên các loại lấy bọn hắn đến. Song phương mục đích đều rất rõ ràng. Liền hàn huyên đều tỉnh lược. Bạch Mộ Sơn nói ngay vào điểm chính, đồ đâu? Thì Thái Bình trước lấy ra một tờ bản dập, Bạch Mộ Sơn tiếp nhận thấy rất cẩn thận. Hắn nghiên cứu bản dập thời điểm, Hứa Thuần Lương đứng dậy, đi thăm một chút thì Thái Bình nhà viện tử, thì Thái Bình cũng đi theo ra ngoài, thấp giọng nói, ngươi không mang những người khác đến đây đi. Hứa Thuần Lương tức giận nói, xa như vậy con đường, để chúng ta đi tới sao? Lái xe tại cửa thôn chờ lấy đâu? Thì Thái Bình nhẹ gật đầu, lại nói, hắn hiểu giáp cốt văn. Hứa Thuần Lương nói, người vấn đề thật đúng là không ít, vậy ngươi không ngại nói cho ta biết trước, những này xương rồng là từ chỗ nào có được. Thì Thái Bình nói, tóm lại đều là đường ngay tử, ta kỳ thật cũng là bị người ủy thác. Bạch Mộ Sơn nhìn đại khái 5 phút đồng hồ, đem bọn hắn gọi tới, để thì Thái Bình tướng nguyên kiện lấy ra nhìn xem. Thì Thái Bình nói, đồ vật không ở nơi này. Bạch Mộ Sơn không vui nói, tiền đặt cọc ngươi đã thu, hiện tại nói cho ta đồ vật không ở nơi này. Bỏ ra 200 vạn thế mà không gặp được chính phẩm, đổi thành ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Thì Thái Bình nói, đồ vật không là của ta, người bán nói thế nào ta liền làm như thế đó. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi đến cùng có muốn hay không bán, không muốn bán coi như xong. Thì Thái Bình cười nói, có chuyện ta cũng không hướng các ngươi nói rõ. Kỳ thật người bán trong tay hết thảy có 36 khối xương rồng. Bạch Mộ Sơn mừng rỡ trong lòng quá đỗi, mặt ngoài vẫn giả bộ phong ba không sợ hãi, nếu như đối phương trong tay coi là thật có 36 khối xương rồng,
như vậy bộ này đồ vật có lẽ có thể một lần tập hợp đủ. Hứa Thuần Lương thờ ơ lạnh nhạt, phản chính tự mình mua không nổi, bất quá dựa vào mình hiểu biết chữ nghĩa năng lực, chỉ cần những này xương rồng để chính mình coi trọng một chút liền biết thật giả, khẳng định phải so Bạch Mộ Sơn vị này giáo sư chuyên gia đáng tin cậy nhiều, hắn mừng rỡ song phương đạt thành giao dịch. Bạch Mộ Sơn nói, chỉ cần trong tay ngươi xương rồng là ta muốn, ngươi có bao nhiêu ta mua bao nhiêu. Hứa Thuần Lương thầm than, Bạch Mộ Sơn hoa loan ngọc xuyên tiền không có chút nào đau lòng, từ ngữ khí của hắn đến xem, bọn hắn khẳng định là cùng một bọn, mà lại có được cộng đồng lợi ích, nhớ tới Bạch Mộ Sơn đã biến mất không thấy gì nữa ung thư xương cùng loan ngọc xuyên không thuốc tự lành bệnh ở động mạch vành, hai người này liên thủ cũng thì chẳng có gì lạ. Thì Thái Bình lại lắc đầu, người bán đổi chủ ý. Bạch Mộ Sơn lạnh lùng nói, người đang tiêu khiển chúng ta sao? Thì Thái Bình nói, ngài trước hết nghe ta nói hết lời, người bán có ý tứ là, hắn không cần tiền, hắn muốn lấy vật đổi vật. Bạch Mộ Sơn ngạc nhiên nói, lấy vật đổi vật. Thì Thái Bình gật đầu nói, không tệ, nghe nói các ngươi từ Tôn Trường Lợi trong tay mua đến một chút xương rồng, ta người ủy thác cũng phi thường tò mò, nghĩ dùng trong tay xương rồng cùng các ngươi tương hỗ trao đổi, bù đắp nhau, tài nguyên cùng hưởng. Bạch Mộ Sơn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế, hắn nhìn qua Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương giang tay ra, ý là ngươi đừng nhìn ta, ta chính là cái đáp cầu dắt mối môi giới, không quan hệ với ta. Bạch Mộ Sơn nói, làm sao cái đổi pháp? Thì Thái Bình nói, một vật đổi một vật, một chương đổi một chương, mọi người ai cũng không mất mát gì, kia 200 vạn làm giao dịch tiền đặt cọc, hoàn thành giao dịch đường cũ hoàn trả. Hứa Thuần Lương bắt đầu cảm thấy có ý tứ. Vốn cho rằng thì Thái Bình phía sau màn người bán là đồ tài, bây giờ mới biết người ta cũng là chạy, hoàng đế nội kinh thiên dưỡng thiên, mà đến, nói cách khác đám người này đều rõ ràng xương rồng nội dung cực kỳ chân quý. Bạch Mộ Sơn nói, ngươi cho ta suy tính một chút. Hắn đi ra cửa gọi điện thoại, không bao lâu liền trở lại, biểu thị trao đổi có thể, chỉ có thể nguyên vật trao đổi, giáp cốt văn vốn là tối nghĩa khó hiểu, nếu là đối phương tại bản dập trên làm tay chân, chẳng phải là sai lấy chút xíu chênh lệch chi ngàn dặm. Về phần giao dịch thời gian cụ thể lần này cần từ bọn hắn đến định. Hứa Thuần Lương nhìn song phương đạt thành ăn ý, không bài trừ tướng mình dứt bỏ đơn độc giao dịch khả năng, bất quá hắn trước đó phục chế thì Thái Bình cung cấp tấm kia bản dập, chắc chắn sẽ không thu hoạch được gì. Hứa Thuần Lương có loại cảm giác, thì Thái Bình thế lực sau lưng cũng không đơn giản, tại quá trình giao dịch mà biểu hiện đến phi thường cẩn thận, sự tình phát triển trở nên khó bề phân biệt, càng ngày càng khó trưởng khống. Rời đi Thanh Sơn thôn về sau, Hứa Thuần Lương dựng lấy bọn hắn đi nhờ xe đi Tế Châu cổ thành, đêm đó liền ở tại Hứa gia đường phố cổ thành khách sạn. Bạch Mộ Sơn đám người kia ở tại Tế Châu mới thành, song phương xin từ biệt, phân biệt thời điểm, Bạch Mộ Sơn đặc địa hướng Hứa Thuần Lương giải thích một chút, chuyện này cần trước hết mời bày ra Loan Ngọc Xuyên, dù sao xương rồng người sở hữu là hắn, chờ có kết quả sẽ trước tiên thông chi Hứa Thuần Lương, giao dịch thời điểm hy vọng hắn cũng có thể ở đây. Hứa Thuần Lương nghe ra người này hẳn là muốn đánh tiêu băn khoăn của mình, để cho mình không cần phải lo lắng bọn hắn làm ra người mới lên giường, bà mối ném qua tường sự tình. Đã là 10 giờ tối, Hứa Thuần Lương sau khi rửa mặt, trước cho Mai Như Tuyết gọi điện thoại, nói cho nàng mình là đại biểu Hồ Sơn Trấn tới khảo sát Tế Châu du lịch kiến thiết tình huống, ngày mai hắn sẽ trực tiếp trở về Đông Châu. Mai Như Tuyết đã nghe nói Hoa Niên tập đoàn cùng Xích Đạo vốn liếng đạt thành chuyển nhượng hiệp nghị sự tình. Còn tưởng rằng là Hứa Thuần Lương từ đó giật dây thúc đẩy, hỏi qua hắn về sau mới biết được chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Hứa Thuần Lương để Mai Như Tuyết giúp hắn hỏi thăm một chút Xích Đạo vốn liếng đến tột cùng dự định tại Nguy Sơn đảo như thế nào bố cục, luôn cảm thấy Mặc Hàm mỗi lần xuất thủ phía sau có chút quá đột nhiên. Hứa Thuần Lương dự định lên giường lúc nghỉ ngơi, Lưu Hải Dư thế mà gọi điện thoại đến đây. Lời của ngươi nói chắc chắn sao? Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút. Nhớ tới ban ngày cùng Lưu Hải Dư nói đùa dùng 30 vạn mua xuống xương rồng sự tình. Hứa Thuần Lương nói, đương nhiên chắc chắn, người đạt được xương rồng rồi. Lưu Hải Dư nói, người ra, ta dẫn người đi một chỗ. Hứa Thuần Lương đi vào phía trước cửa sổ xem xét, nhìn thấy một người cưỡi xe gắn máy mang theo mũ giáp liền ở bên ngoài, nhìn thân hình hẳn là Lưu Hải Dư. Hứa Thuần Lương không biết hắn làm sao tra được chỗ ở của mình. Bất quá Lưu Hải Dư đã có thể tại cảnh sát cùng môn song trọng truy tra hạ toàn thân trở ra, chứng minh người này vẫn là khá là bản lãnh. Hứa Thuần Lương mặc quần áo tử tế đến đi ra bên ngoài, cưỡi xe gắn máy các loại hắn người quả thật là Lưu Hải Dư. Lưu Hải Dư nói, lên xe. Hứa Thuần Lương ngạc nhiên nói,
đi chỗ nào? Lưu Hải Dư nói, chợ quỷ. Hứa Thuần Lương nghĩ không ra ở xã hội hiện nay cũng có chợ quỷ tồn tại, hắn bên trên Lưu Hải Dư xe gắn máy, Lưu Hải Dư mang theo hắn một đường hướng Tây. Mặc dù bóng đêm thâm trầm, Hứa Thuần Lương cũng có thể phân biệt ra được Lưu Hải Dư dẫn hắn tiến về Bắc Hồ làng trài phương hướng, đầu mùa xuân gió vẫn lộ ra hơi lạnh thấu xương, Hứa Thuần Lương phỏng lấy Lưu Hải Dư động cơ, chẳng lẽ hắn thật tướng 30 vạn nhìn ở trong mắt. Lưu Hải Dư lái xe gắn máy đi tới Bắc Hồ làng trài phụ cận một cái nhỏ bến tàu, trên bến tàu ngừng lại một chiếc cano. Cano trên một người mặc quần áo khoác đầu tóc rối bời người gầy đã đợi đã lâu, hai tay của hắn chép tại quần áo khoác ống tay áo bên trong. Miệng bên trong ngậm lấy một điếu thuốc, híp mắt lại nhìn qua người tới, nhận ra Lưu Hải Dư về sau, bờ môi giật giật, dài nửa tấc khói bụi rớt xuống, nửa đường liền bị gió đêm thổi tan. Lão Hải, làm sao mới đến a? Lão Hải là hắn đối Lưu Hải Dư xưng hô. Lưu Hải Dư cười hắc hắc nói, tiếp vị đại lão bản. Lưu Hải Dư mời Hứa Thuần Lương bên trên cano, người gầy khởi động cano, phá vỡ trên mặt hồ lụa mỏng sương mù, hướng về đen như mực mặt hồ chỗ sâu chạy tới. Hứa Thuần Lương dùng bả vai đụng một cái Lưu Hải Dư, thấp giọng nói, đây là đi chỗ nào? Lưu Hải Dư ra vẻ thần bí nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bao lâu? Lưu Hải Dư nói, 20 phút, nhớ kỹ a, đến lúc đó, không thể sử dụng điện thoại, không thể chụp ảnh, trên thị trường nhìn thấy bất cứ chuyện gì đều muốn nát tại trong bụng, nhìn bên trong thứ gì có thể mua, chỉ có thể dùng tiền mặt, trên người ngươi nếu là không có, ta có thể cho ngươi mượn, chờ một lúc trở về ngươi trả lại cho ta. Cho ta hai điểm lợi là được. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ người này nhưng đủ hắc, bất quá hắn lần này ra đặc biệt dẫn 3.000 khối tiền mặt. Sau 20 phút, bọn hắn đã tới Tây Sơn Hồ chỗ sâu. Hắc ám trên mặt hồ, có một chiếc dài ước 40 mét, tự trọng 1.000 tấn song cơ song mái chèo thuyền hàng đậu ở chỗ đó, thuyền đèn đuốc sáng choang. Thuyền hàng chung quanh có vài chục chiếc cơ động thuyền cùng cano. Hứa Thuần Lương thầm than. Nghĩ không ra màn đêm phía dưới Nguy Sơn Hồ còn có chỗ như vậy, Lưu Hải Dư cho hắn một đỉnh lão đầu mũ, kéo xuống chỉ lộ ra một đôi mắt, đây là để phòng người khác đem hắn nhận ra. Đến chợ quỷ người rất nhiều đều không muốn bị người khác nhận ra, cho nên tận khả năng ẩn tàng thân phận của mình, Lưu Hải Dư nghĩ đến đổ là phi thường chu đáo, bất quá hắn cũng không phải cho không, chào giá 1.000, Hứa Thuần Lương biết rõ hắn thừa dịp lửa ăn cướp, vẫn là ra mua, ai bảo hắn có cần đâu, buồn bực nhất chính là... Đó là cái nón xanh, hắn cảm giác Lưu Hải Dư là có chủ tâm cố ý tuyển cái này nhan sắc xáo lộ hắn, con hàng này cũng không phải cái thứ tốt. Cano gần sát thuyền hàng, Lưu Hải Dư dọc theo cầu thang mạn bò lên, Hứa Thuần Lương cũng theo sát hắn lên thuyền. Có hai tên đại hán vạm vỡ phụ trách giữ vững bong tàu cửa vào, Lưu Hải Dư móc ra sớm chuẩn bị tốt 1.000 khối tiền, đây là tiến vào chợ quỷ ra trận khoán, không luận cao thấp quý tiện, đối xử như nhau. Hứa Thuần Lương nhìn qua tóc cắt ngang trán dư ra trận phí, trong lòng tự nhủ này 1.000 khối là ta ra. Hứa Thuần Lương leo lên bong tàu, nhìn thấy bong tàu trên sắp hàng một cái có chút quy mô phiên chợ, mọi người ngay tại chỗ bày quầy bán hàng bán thương phẩm, người đến người đi, cò kè mặc cả vô cùng náo nhiệt. Chợ quỷ lịch sử lâu đời, bình thường lựa chọn tại rạng sáng kinh doanh, bởi vì trên thị trường mua bán hàng hóa hơn phân nửa là lai lịch không rõ, thậm chí là phạm pháp phạm tội mà phải cần thủ tiêu tang vật. Cũng có không hợp cách thương phẩm hay là tàn thứ phẩm thậm chí đồ dỏm, đây đều là không chiếm được bảo hộ, cho nên trên cơ bản đều là làm một cú, khảo giáo nhãn lực của ngươi cũng khảo giáo vận khí của ngươi. Thời cổ còn có một số vương công quý tộc muốn bán thành tiền trong tay giá trị phẩm, nhưng là bình thường cũng không tốt xuất đầu lộ diện, đến xã hội hiện nay, cũng có tham quan ô lại lợi dụng chợ quỷ thủ tiêu tang vật, phòng ngừa một chút không cần thiết phiền phức. Thương gia đã không giấy phép cũng sẽ không bại lộ thân phận. Dù sao xảy ra chuyện ngươi cũng cơ bản tìm không thấy ta. Hứa Thuần Lương sớm mặc lên lão đầu mũ, chỉ lộ ra một đôi mắt, hắn dù sao cũng là thể chế bên trong người, ở loại địa phương này bị người nhận ra luôn luôn không tốt, bất quá lên thuyền về sau phát hiện, trừ hắn ra, trên thuyền căn bản không có những người khác mang lão đầu mũ, liền liền Lưu Hải Dư mình cũng không có mang cứ như vậy phản cũng có vẻ Hứa Thuần Lương có chút khác loại. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ cái này trong cơ bản trên đều là người xấu. Liền tự mình một người bình thường, ngược lại rõ rệt mình không bình thường. Lưu Hải Dư cho Hứa Thuần Lương giới thiệu tình huống bên này, Hứa Thuần Lương tản bộ trong chốc lát liền yên lòng, hiện trường có vài trăm người, mà lại tất cả mọi người vội vàng chọn lựa hàng hóa, có kẻ mặc cả, căn bản không có công phu chú ý đừng người. Lưu Hải Dư mang theo Hứa Thuần Lương đi vào bán xương rồng địa phương,
Hứa Thuần Lương ngồi xổm xuống nhìn một chút, xương rồng là thật, nhưng có phải là hắn hay không muốn? Hứa Thuần Lương nhìn mấy khối, hướng Lưu Hải Dư lắc đầu, nếu như nói Lưu Hải Dư hơn nửa đêm đem hắn mang tới nhìn cái này vậy coi như không nhiều lắm ý nghĩa. Lưu Hải Dư thấp giọng nói, đến rồi. Hứa Thuần Lương lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đã thấy người thấp nhỏ thì Thái Bình xuất hiện tại chợ quỷ bên trong. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian cúi đầu xuống giả ra chọn lựa đồ vật dáng vẻ, để tránh bị thì Thái Bình phát hiện, để hắn càng thêm ngoài ý muốn chính là, thì Thái Bình bên người còn có một người, lại là Bạch Mộ Sơn, kỳ thật hắn hiện tại mê đầu đóng mặt dáng vẻ đối phương rất khó nhận ra. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm mắng, Bạch Mộ Sơn, người đại gia, ban đêm lúc chia tay còn cùng ta lời thề son sắt hứa hẹn, giao dịch nhất định mời ta ở đây, hiện tại liền đem ta cho ném qua một bên. Hắn cũng không nghĩ tới hai bên cạnh thông đồng nhanh như vậy, quả thực là ăn nhịp với nhau, vốn đang coi là đến qua mấy ngày mới có thể giao dịch đâu, chẳng lẽ Bạch Mộ Sơn tùy thời đều tướng kia mấy khối xương rồng mang ở trên người. Hứa Thuần Lương đã sớm đối Bạch Mộ Sơn nhân phẩm không ôm kỳ vọng, cho rằng lúc trước Hứa Gia Quyên đi ra xương rồng mất tích liền cùng hắn có quan hệ. Nhưng là Mặc Hàm lần này cũng không tử tế, chuyện lớn như vậy nàng không có khả năng không biết, thế mà liền một điểm phong thanh đều không lộ ra cho mình. Mặc Hàm gần nhất liên tiếp làm hai kiện không chính cống sự tình, cùng Hoa Niên tập đoàn tự mình đạt thành chuyển nhượng hiệp nghị cũng đem mình mơ mơ màng màng, tiểu ni tử cánh cứng cáp rồi, muốn đem lão tử bỏ qua một bên bay một mình, có tin ta hay không đem ngươi cánh thiên sứ cho bẻ gãy. Hứa đại giáo chủ trong lòng âm thầm quyết tâm. Lưu Hải Dư vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, bị người vứt bỏ tư vị không dễ chịu a. Hứa Thuần Lương nói, bọn hắn với ai giao dịch? Lưu Hải Dư nói, không rõ lắm. Bất quá có cùng môn tham dự trong đó. Hứa Thuần Lương nao nao, chẳng lẽ là Hàn Thiên Chỉ đám người kia? Chuyện này liên lụy đến càng ngày càng rộng. Lưu Hải Dư nói, người biết Mạnh Tuyết Phong sao? Hứa Thuần Lương lắc đầu, bất quá hắn nhớ kỹ ban đầu ở Đại Hồ hồi thu công ty trả thù thời điểm, kia hai hàng đã từng đề cập qua Mạnh Tuyết Phong danh tự. Lưu Hải Dư nói, người còn tính hay không đếm? Hứa Thuần Lương nhìn qua Lưu Hải Dư cười nói, ngươi cùng cái này họ Mạnh chỉ sợ có thủ đi, vô luận ta có hay không xuất hiện, ngươi đều phải xấu chuyện tốt của hắn có đúng hay không. Lưu Hải Dư ha ha cười nói, dù sao ta muốn vật kia cũng vô dụng, không bằng kiếm chút ngoại khoái. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, một lời đã định, 30 vạn nói đến thật không quý, Lưu Hải Dư nếu là có thể nào tướng xương rồng giúp hắn đoạt tới tay, hắn nguyện ý giao số tiền kia. Lưu Hải Dư xòe bàn tay ra cùng hắn vỗ tay minh ước, thấp giọng nói. Ngươi tùy tiện dạo chơi, nửa giờ sau, vô luận ta có thể hay không đắc thủ, ngươi cũng đường cũ trở về, cano ở phía dưới chờ ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi sẽ chờ ta. Lưu Hải Dư gật đầu nói, nhất định chờ ngươi. Lưu Hải Dư đứng dậy đi vào trong đám người, Hứa Thuần Lương xa xa nhìn qua Bạch Mộ Sơn, nhìn thấy hắn đi theo thì Thái Bình tiến vào một con thùng đựng hàng, bong tàu bên trên có hơn 10 cái thùng đựng hàng. Trong đó có mấy cái bị lâm thời cải tạo thành văn phòng, cũng là tiến hành đại tông cùng bí mật giao dịch địa phương. Bởi vì lo lắng bị bọn hắn nhận ra, Hứa Thuần Lương cũng không dám cùng quá gần, hôm nay vẫn là gấp gáp một điểm, nếu như Lưu Hải Dư sớm giao cái đáy, mình sẽ chuẩn bị đến càng đầy đủ một chút. Hứa Thuần Lương tại bầy ra thấy được một mặt gương đồng, chủ quán ra giá 5.000, Hứa Thuần Lương thuận miệng trả cái 1.000, nghĩ không ra người ta trực tiếp đồng ý thành giao. Hứa Thuần Lương lập tức ý thức được có kè mặc cả tuyệt không phải mình sở trường, chợ quỷ quy củ chỉ cần ngươi trả giá người ta đồng ý, ngươi nhất định phải mua xuống, Hứa Thuần Lương chỉ có thể mua xuống gương đồng, lại làm bộ cầm lấy một thanh võ sĩ đao. Một vạn, đường đường chính chính đông doanh võ sĩ đao, năm đó phi hổ đội từ quỷ tử trong tay đoạt tới chiến lợi phẩm. Hứa Thuần Lương nhìn một chút cây đao này, chất lượng thép cũng không tệ, đáng tiếc mình không mang nhiều tiền như vậy, quá đắt. Ngươi trả giá a. 100, Hứa đại giáo chủ định đem vừa bị hố tiền lại cho kiếm về. Chủ quán cho hắn một cái liếc mắt, người mẹ nó tiêu khiển ta à. Lúc này một thanh âm từ phía sau vang lên, cây đao này ta muốn. Hứa Thuần Lương quay người nhìn lại, đã thấy một vị thân cao mã đại nữ tử ra hiện ở bên cạnh hắn, lại là mẹ nó người quen, Vũ Viên Nghĩa con gái nuôi Hắc Yến. Hứa Thuần Lương tại Hạ Bi cùng với nàng từng có giao thủ, nữ nhân này võ lực gặp không thấp, am hiểu sử dụng phục hợp cung ghép. Lần trước cho Hứa Thuần Lương tạo thành phiền toái không nhỏ, nghĩ không ra mình nhận biết bại hoại toàn đều tập trung vào trên thuyền này tới. Hứa Thuần Lương thầm than oan ra ngõ hẹp, bất quá mình mang lấy lão đầu mũ, Hắc Yến con mắt nhìn chằm chằm đao hẳn là không có nhận ra mình,
Hứa Thuần Lương quay người hướng khác quầy hàng đi đến, đi vài bước, liếc mắt thấy, Hắc Yến ngay tại trả tiền. Hứa Thuần Lương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra chiếc này thuyền hàng chính là một cái cỡ lớn thủ tiêu tang vật hiện trường, hôm nào liên hệ hạ cảnh sát đối với nơi này tiến hành một lần đại tảo đảng. Hứa Thuần Lương đối Lưu Hải Dư người này cũng không hiểu rõ, mặc dù biết hắn cùng cùng môn có thù, nhưng là con hàng này có thể hay không tướng xương rồng trộm ra còn khó nói. Hắn lặng lẽ hướng Bạch Mộ Sơn tiến vào thùng đựng hàng đi đến, Hứa Thuần Lương sắp tới gần thùng đựng hàng thời điểm, nhìn thấy Lưu Hải Dư tại cách đó không xa cùng ba người nói gì đó, vừa nói chuyện còn vừa chỉ điểm lấy hắn. Hứa Thuần Lương lập tức cảm thấy không ổn, quả nhiên, những người kia đồng thời nhìn về phía hắn, sau đó hướng hắn đi nhanh tới. Hứa Thuần Lương xoay người rời đi, Lưu Hải Dư người này cũng không phải kẻ tốt lành gì, hiển nhiên bắt hắn cho bán. Sau lưng truyền đến giống to một tiếng, đội nón xanh, người đứng lại đó cho ta. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm than, hôm nay để Lưu Hải Dư cho xáo lộ, toàn bộ thuyền hàng bên trên, mấy trăm người liền hắn một cái nón xanh, gặp được loại này đột nhiên tình trạng, biện pháp tốt nhất chính là tướng nón xanh cho hái được, lẫn vào trong đám người, nhưng là hái mũ liền mang ý nghĩa hắn muốn lấy diện mục thật sự gặp người, thật đúng là tiến thối lưỡng nan. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian hướng nhiều người địa phương đâm. Ba tên đại hán bước nhanh hướng hắn đuổi theo. Hứa Thuần Lương tách ra đám người, đối diện một cao khoảng 2 mét đại hán bọc đánh mà tới, giang hai cánh tay ý đồ tướng Hứa Thuần Lương ôm lấy, Hứa Thuần Lương sao có thể để hắn đạt được, thân thể chùn xuống, lấy tinh diệu linh xà bát bộ, từ đối phương dưới nách chui ra. Đại hán ôm cái chạy không tải thân lại nhìn, Hứa Thuần Lương đã chạy trốn tới container khu, mấy tên đại hán đuổi tới phụ cận, Hứa Thuần Lương đã bỏ tới thùng đựng hàng phía trên. Lấy thân thủ của hắn tránh đi mấy người còn không dễ dàng. Một gã đại hán cũng cố gắng bò lên trên thùng đựng hàng, hai tay vừa mới khoác lên thùng đựng hàng biên giới, liền bị Hứa Thuần Lương một cước giẫm trên tay, đau đến con hàng này kêu thảm một tiếng, không thể không buông hai tay ra nhảy về mặt đất. Lưu Hải Dư chỉ vào thùng đựng hàng trên Hứa Thuần Lương lớn tiếng kêu lên, cảnh sát, nón xanh là cảnh sát mặc thường phục. Lần này lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Hứa Thuần Lương trên thân. Phải biết nơi này giao dịch là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đám người này vừa mới nghe được cảnh sát ra hiện có chút sợ hãi, bất quá nhìn thấy Hứa Thuần Lương độc thân một người, cho rằng người này chính là cái lẫn vào chợ quỷ nội ứng. Từng cái cầm lên ra hỏa hướng Hứa Thuần Lương tới gần, kêu gào, đem hắn ném tới trong hồ cho ăn con rùa. Hứa Thuần Lương nhìn qua cái này từng cái ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, trong lòng thầm mắng, còn không biết ai đi trong hồ cho ăn con rùa. Cái này từng cái có đầu óc hay không, nội ứng có ta ăn mặc như vậy sao? Không phải mang nón xanh kia à dễ thấy. Có hai người bò tới bên cạnh thùng đựng hàng bên trên, hai con thùng đựng hàng ở giữa khoảng cách vẫn chưa tới 2 mét. Bọn hắn bay lên không vượt qua đoạn này khoảng cách, đi vào Hứa Thuần Lương chỗ tập trung dương bên trên. Hứa Thuần Lương chỉ vào xa xa Lưu Hải Dư vui tươi hớn hở hướng hắn ôm quyền. Hứa Thuần Lương ý tứ đến người này chính là muốn dùng loại phương thức này hấp dẫn lực chú ý của mọi người, dạng này hắn mới tiện hạ thủ, con hàng này tuyệt đúng là cái lão giang hồ, bất quá cái này hại người không lợi mình thủ đoạn quá ti tiện. Một cây ống sắt quét về phía Hứa Thuần Lương đầu, mắt thấy là phải đánh trúng, Hứa Thuần Lương thân ảnh lại hư không tiêu thất, hai người quay người tìm kiếm mục tiêu thời điểm, Hứa Thuần Lương bắt lấy cái này hai hàng đầu hung hăng đâm vào một lên. Hai cái đầu như là bowling đụng vào nhau, bồng. Một tiếng, hai người trước mắt sao vàng bay loạn, cái này còn nhờ vào Hứa Thuần Lương thủ hạ lưu tình, không phải trực tiếp tướng cái này hai hàng đầu đụng bể tương. Mới đánh bại hai cái, lại có hơn 10 người bò lên trên thùng đựng hàng, Hứa Thuần Lương không muốn ham chiến, bay lên không nhảy lên, nương tựa theo kinh người bật lên lực, trực tiếp nhảy qua hơn 3 mét khoảng cách, rơi vào cánh bắc thùng đựng hàng bên trên. Lập tức liền có đám người xúm lại đi qua, Hứa Thuần Lương trở thành trên thuyền người người có thể chu diệt số một công địch. Thì Thái Bình lúc này từ thùng đựng hàng bên trong ra, nhìn thấy bị đám người hợp nhau tấn công Hứa Thuần Lương, hắn không biết con hàng này là lộ nào thần thiên, ngẩng lên mặt xấu xem náo nhiệt. Hứa Thuần Lương cũng nhìn thấy Thì Thái Bình, cầm lấy cuống họng hô lớn, Thì Thái Bình, tranh thủ thời gian qua tới giúp ta. Người chung quanh nhao nhao hướng Thì Thái Bình nhìn lại, Thì Thái Bình không hiểu ra sao, hắn căn bản không biết cái này nón xanh, dắt cuống họng kêu lên, ta căn bản không biết ngươi, hắn là cảnh sát mặc thường phục. Vừa rồi Lưu Hải Dư nói Hứa Thuần Lương là cảnh sát, hiện tại thì Thái Bình lại nói như vậy, tất cả mọi người vững tin không thể nghi ngờ, từng cái tranh nhau chen lấn muốn đem cái này nội ứng thường phục bắt lại vứt xuống thuyền.
Hứa Thuần Lương đã quyết định thì thái bình cái mục tiêu này, từ thùng đựng hàng trên nhảy xuống, một cước tướng một tráng hán đá bay, chung quanh đếm bàn tay duỗi tới nghĩ phải bắt được Hứa Thuần Lương, nhưng Hứa Thuần Lương thân thể vặn một cái, liền đào thoát cái này từng cái bàn tay, như cùng một con xảo trá tàn nhẫn cá trạch từ trong đám người khe hở bên trong chui ra ngoài. Thì Thái Bình vốn đang giật dây đám người vây công Hứa Thuần Lương, coi là Hứa Thuần Lương đã trở thành cá trong chậu, nhưng không nghĩ tới người này trong đám người trái tránh phải tránh, cấp tốc hướng mình tới gần. Thì Thái Bình càng xem càng cảm thấy không ổn, đừng nhìn có mấy chục hơn trăm người liên thủ vòng vây đội nón xanh ra hỏa, nhưng là căn bản không ngăn cản được người này tiến lên bộ pháp, thoáng qua ở giữa, khoảng cách của song phương rút ngắn đến nguyên lai một nửa, thì Thái Bình ý thức được con hàng này thật là hướng về phía mình tới. Nào còn dám đứng tại chỗ xem náo nhiệt, hắn xoay người bỏ chạy. Lúc này trên thuyền máy phát điện ra mau bệnh, tàu hàng đột nhiên mất điện, hiện trường lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Thì Thái Bình một đường phi nước đại, thẳng đến phía trước thùng đựng hàng, hắn tự xưng cổ thượng tảo lúc rời hậu thế tử tôn, treo tường càng hộ thực lực tuyệt không phải hời hợt, chớ nhìn hắn dáng người thấp bé, bật lên lực nhưng vượt xa thường nhân, chạy lấy đà sau bật lên hai lên, hai tay trèo tại thùng đựng hàng bên trên. Hai tay hơi vừa dùng lực, đã bỏ tới thùng đựng hàng bên trên. Hứa Thuần Lương cũng đi tới phía dưới, nguyên địa lên nhảy, tay phải tại thùng đựng hàng biên giới một dựng, mượn lực đi vào thùng đựng hàng bên trên, thì Thái Bình dọc theo thùng đựng hàng đỉnh chóp bước nhanh chạy, Hứa Thuần Lương nâng tay lên bên trong ống sắt, chiếu lấy thì Thái Bình phía sau lưng liền đã đánh qua. Ống sắt giống như quạt gió xoay tròn mắt thấy là phải đánh trúng thì Thái Bình hậu tâm. Đột nhiên truyền đến vù vù tiếng xé gió. Một mũi tên đi theo trên khán đài bắn ra, bằng tốc độ kinh người cùng độ chính xác bắn trúng cây kia ống sắt. Đinh! Thốc nhọn đụng vào ống sắt phía trên, va chạm đến đốm lửa bắn tứ tung. Thì Thái Bình tránh thoát hắc côn, trên không trung quay người 360 độ, hai con chân to vững vàng rơi vào bong tàu phía trên. Tàu hàng điện lực chưa đến để khôi phục, trên khán đài Hắc Yến cầm trong tay phục hợp cung ghép, dương cung cài tên, một chi thập tự tiễn nhắm ngay phía dưới Hứa Thuần Lương. Âm lãnh sát cơ theo gió đêm cách không đưa đến Hứa Thuần Lương bột trước, thừa dịp đám người vòng vây Hứa Thuần Lương, nàng bò lên trên phòng quan sát, chiếm cứ thuyền hàng trên vị trí có lợi nhất, đứng ở chỗ này, phía dưới hết thảy thu hết vào mắt, cơ hồ tất cả mọi người tại phạm vi công kích của nàng bên trong. Mất điện để thùng đựng hàng bên trong trở nên đen kịt một màu, ngay tại giao dịch Bạch Mộ Sơn cảm thấy không lành, phát giác được có người thừa cơ lẻn vào đến thùng đựng hàng bên trong. Bạch Mộ Sơn trở tay chính là một trưởng vỗ ra, trong bóng tối có người cũng là một đường nghênh kích, song trưởng giao thoa, song phương thân thể đều là chấn động, lúc này lại có một người xuất thủ, trong bóng tối vang lên phịch một tiếng trầm đục, là tay đường đánh trúng thân thể thanh âm. Một cỗ hàn khí bức người uyển giống như thủy triều quét sạch toàn bộ thùng đựng hàng, trong bóng tối có người bởi vì bị cái này đột nhiên xuất hiện luồng không khí lạnh bắt buộc, liên tiếp đánh hai nhảy mũi. Lúc này điện lực rốt cục khôi phục ngay tại giao dịch song phương nhìn về phía bàn dài, phát hiện vừa mới lấy ra trưng 7-8 khối xương rồng đã không cánh mà bay. Bạch Mộ Sơn sắc mặt trở nên xanh xám, cái này mất đi 8 khối xương rồng bên trong có hắn mang tới 4 khối, người nào lớn mật như thế, dám tại dưới mắt của bọn họ đánh cắp xương rồng. Hắc Yến nhắm chuẩn Hứa Thuần Lương lồng ngực lại là một tiễn bắn ra, Hứa Thuần Lương cơ hồ tại đồng thời khởi động, hắn hữu hiệu tránh đi Hắc Yến một tiễn này công kích. Hắc Yến một kích không trúng, mảy may không ngừng lại, một mũi tên tiếp lấy một tiễn, liên xạ 5 mũi tên, nhưng là nàng bắn tên tốc độ từ đầu đến cuối so Hứa Thuần Lương chạy trốn tốc độ chậm hơn nửa nhịp, vũ tiễn vĩnh viễn chỉ có thể bắn trúng Hứa Thuần Lương thân sau thùng đựng hàng đỉnh chóp, từng nhánh vũ tiễn đính tại thùng đựng hàng bên trên, thốc nhọn xuyên thấu đỉnh chóp sắt lá, đủ thấy phục hợp cung ghép lực xuyên thấu mạnh. Hứa Thuần Lương đã như là linh viên bò hướng phòng quan sát, may mắn Hắc Yến rời đi Hứa Thuần Lương lực chú ý. Thì Thái Bình mới có thể thở dốc, nhìn thấy nón xanh đã leo lên phòng quan sát, thì Thái Bình bị người này vũ dũng cường hãn dọa cho bể mật gần chết, hắn không dám tiếp tục dừng lại thêm, trước tiên rời đi tàu hàng. Hắc Yến nhìn thấy Hứa Thuần Lương tới nhanh như vậy, cầm trong tay phục hợp cung ghép bỏ đi, rút ra vừa mới mua hàng đông doanh đao, hét lớn một tiếng phóng tới Hứa Thuần Lương, một đao hướng hắn bổ tới. Hứa Thuần Lương lách mình tránh thoát nàng một đao, đông doanh đao bổ vào phòng quan sát trên hàng rào. Phát ra keng một tiếng vang lên, hàng rào bị chém ra một đạo vết đao, lưỡi đao lại lông tóc không tổn hao gì, đủ thấy đông doanh đao chi sắc bén. Hứa Thuần Lương chiếu vào Hắc Yến bụng dưới chính là hung hăng một quyền, hắn rất ít đánh nữ nhân, nhưng là Hắc Yến tuyệt không phải một nữ nhân bình thường. Hắc Yến chịu một quyền, hướng về sau lảo đảo rút lui hai bước,
nàng am hiểu cự ly xa công kích, vừa rồi liên xạ 5 mũi tên đều không thể thương tới Hứa Thuần Lương mảy may, hiện tại cận thân tương bác, đã không có bất kỳ phần thắng, Hắc Yến không dám ham chiến, bỗng nhiên bay lên không vượt qua hàng rào đi theo trên khán đài nhảy xuống. Hứa Thuần Lương trong lòng khẽ giật mình, cái này phòng quan sát đến bong tàu chỉ ít 3 tầng lầu cao, người bình thường nhảy đi xuống không chết cũng phải quẳng gãy xương, đuổi theo xem xét, phía dưới lại là một cái bồn nước, Hắc Yến sớm đã chọn tốt đường lui, thân thể đâm vào bồn nước, kích thích mảng lớn bọt nước. Lúc này Hứa Thuần Lương nhìn thấy Lưu Hải Dư đã trượt hướng về phía lối ra, đây rõ ràng là phải thừa dịp loạn đào tàu. Hứa Thuần Lương vô tâm ham chiến, vượt qua phòng quan sát trực tiếp nhảy xuống, hắn không có lựa chọn bồn nước, mà là trực tiếp rơi vào một con thùng đựng hàng đỉnh chóp, như là lá khô rụng địa, lặng lẽ. Vòng vây Hứa Thuần Lương những cái kia tiểu thương, nhao nhao cầm lấy đồ vật hướng hắn ném mạnh, trong đó không thiếu tần gạch hán ngói loại hình đồ dỏm, trong lúc nhất thời đinh đinh cạch cạch bên tai không dứt, mặc dù người công kích đông đảo, nhưng là không một có thể rơi vào Hứa Thuần Lương trên thân. Hứa Thuần Lương rơi xuống chi sau tiếp tục hướng phía trước chạy, từ thùng đựng hàng trên nhảy tới bong tàu bên trên, sau đó hắn trực tiếp vượt qua tàu hàng hàng rào trực tiếp nhảy vào băng lãnh trong hồ nước. Lưu Hải Dư lúc này đã leo lên cano, người gầy lập tức khởi động cano chạy lái ra khỏi một khoảng cách, nhìn thấy nón xanh từ trên tàu chở hàng đâm đầu xuống hồ, Lưu Hải Dư mím môi ngắn ngủi do dự về sau, lớn tiếng nói, đón hắn đi lên. Cano đánh một vòng, đi vào Hứa Thuần Lương rơi xuống nước địa phương, Hứa Thuần Lương vừa mới hiện lên, Lưu Hải Dư hướng hắn vươn tay, đem hắn kéo lên cano. Người gầy lái cano hướng phương xa chạy tới, rất nhanh liền biến mất tại bóng đêm đen kịt bên trong. Hứa Thuần Lương toàn thân ướt đẫm, về trước đầu nhìn xem có người hay không đuổi theo, vững tin không có truy binh, lúc này mới tướng ướt rầm rề nón xanh hái xuống, hung hăng hướng Lưu Hải Dư trên mặt ném đi, hận nhất người khác xáo lộ từ mình. Lưu Hải Dư nhưng không có làm ra cái gì tránh né động tác, hai tay khoanh ôm lấy cánh tay, thân thể run lẩy bẩy. Nón xanh nện ở trên mặt hắn, lại rơi trên mặt đất, Lưu Hải Dư bỗng nhiên phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Hứa Thuần Lương thế mới biết hắn thụ thương. Người gầy nói, lão Hải, không có sao chứ. Lưu Hải Dư lắc đầu, không có. Sự tình, hắn lúc nói chuyện hàm răng run lên, căn bản không giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Một chốc lát này sắc mặt trắng bệch, lông mày trên ngưng kết một tầng xương trắng, hô hấp chỉ ở giữa phun ra nuốt vào ra đại lượng bạch hơi. Hứa Thuần Lương liếc mắt liền nhìn ra Lưu Hải Dư hẳn là chúng hàn độc, hắn đưa tay nén tại Lưu Hải Dư áo lót. Lòng bàn tay rơi vào Lưu Hải Dư huyệt linh đài bên trên, một cỗ tựa như gió xuân ấm áp nội lực cách quần áo từ huyệt linh đài bên trong đưa vào Lưu Hải Dư thể nội, Hứa Thuần Lương nội lực mới vừa tiến vào đối phương huyệt linh đài, liền cảm giác Lưu Hải Dư thể nội hàn khí từ bốn phương tám hướng hướng huyệt linh đài vọt tới, ý đồ tướng nội lực của hắn đẩy ra ngoài cơ thể. Hứa Thuần Lương đã có thể xác định Lưu Hải Dư trúng hàn độc không thể nghi ngờ, đưa tay tại Lưu Hải Dư cái trán sờ soạng một chút, nơi tay chạm lạnh buốt, tựa như sờ đến một khối hàn băng. Hứa Thuần Lương không dám cưỡng ép lợi dụng nội lực bức lui Lưu Hải Dư thể nội hàn độc, Lưu Hải Dư kinh mạch đã thụ thương, nếu như áp dụng cưỡng ép khu lạnh phương pháp, sẽ chỉ tăng thêm hắn kinh mạch bị hao tổn tình trạng. Lưu Hải Dư khuôn mặt từ bạch hiện thanh, lông mày tóc kết lên một tầng xương trắng, quanh thân không ngừng run rẩy, vừa rồi hắn còn có thể nói chuyện, hiện tại lạnh đến không nói nổi một lời nào, chỉ có một đôi mắt tại trái phải chuyển động. Người gầy nói, đưa bệnh viện đi, hắn khả năng bị bệnh cấp tính. Hứa Thuần Lương nói, là chúng hàn độc, đi bệnh viện cũng không có tác dụng gì, có hay không địa phương an toàn, ta giúp hắn khử độc. Người gầy nói, có. Sau 15 phút, người gầy cano từ Nguy Sơn Hồ lái vào già kênh đào, tại một tòa rách dưới bến tàu bên cạnh dừng lại. Lưu Hải Dư lúc này đã tứ chi cứng ngắc, ngay cả đứng lập năng lực cũng không có, người gầy đưa tay đi đỡ hắn, vừa đụng phải bàn tay của hắn, liền như là bị rắn cắn rút tay về đi, lạnh quá. Người gầy phản ứng đầu tiên chính là Lưu Hải Dư chẳng lẽ chết rồi. Người sống sờ sờ nào có nhiệt độ cơ thể thấp như vậy. Bất quá nhìn Lưu Hải Dư hiển nhiên còn có hô hấp, trong lỗ mũi hai đạo bạch hơi phun một cái, con mắt cũng đang thỉnh thoảng chuyển động kỳ thật Lưu Hải Dư cũng là kiệt lực trèo trống, sợ người khác cho là hắn chết rồi. Hứa Thuần Lương tướng Lưu Hải Dư đeo lên, người gầy tại phía trước vì hắn dẫn đường. Đi vào phụ cận một tòa rách dưới trước nhà đá, người gầy đẩy cửa phòng ra. Bên trong mặc dù không có điện ngược lại là có một chiếc khẩn cấp đèn, mở đèn lên về sau, nhìn thấy gian phòng bên trong chỉ có một cái giường, một bàn hai ghế dựa,
đồ dùng trong nhà tất cả đều rách tung tóe, không biết từ chỗ nào nhặt được. Người gầy nói, nơi này như thế nào? Hứa Thuần Lương gật đầu nói, người giúp ta dìu hắn ngồi xuống, bỏ đi áo của hắn. Người gầy dựa theo Hứa Thuần Lương làm, bỏ đi Lưu Hải Dư áo, chỉ gặp Lưu Hải Dư trên thân trải rộng vết sẹo, vai phải địa phương còn có một cái hình tròn vết sẹo, xem xét chính là đạn dấu vết lưu lại. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ cái này Lưu Hải Dư đến tột cùng kinh lịch như thế nào gặp trắc trở, trên thân thế mà có nhiều như vậy vết sẹo. Người gầy chỉ vào Lưu Hải Dư hậu tâm, lục đường ấn. Hứa Thuần Lương sớm đã lưu ý đến Lưu Hải Dư hậu tâm chỗ trưởng ấn bảy biện ra màu xanh thẫm, cùng chung quanh làn da phân giới tươi sáng, đưa thay sờ sờ trưởng ấn, sờ lòng bàn tay chỗ nóng rực phi thường, trưởng ấn xung quanh làn da lại rét lạnh như băng. Người gầy nói, muốn hay không đưa bệnh viện. Hứa Thuần Lương nói, người đi ra ngoài trước trông coi, không được để bất luận kẻ nào tiến đến, ta không gọi ngươi, ngươi cũng không thể tiến đến. Người gầy nhẹ gật đầu, mặc dù hắn cùng Hứa Thuần Lương không quen, nhưng nhìn qua người này giống như rất có bản lĩnh. Hứa Thuần Lương đưa bàn tay dán tại Lưu Hải Dư hậu tâm, lặn vận nội lực, tướng một phần nhỏ chân khí đưa vào Lưu Hải Dư thể nội, Lưu Hải Dư lúc đầu như là rơi vào trong hầm băng, đến hắn đưa tới cỗ này chân khí, cảm giác thể nội đưa vào một dòng nước ấm. Hàm răng lại lần nữa run rẩy lên, vừa rồi miệng lưỡi đã đông cứng, ngay cả lời cũng không thể nói. Ta lạnh quá, có thể hay không đem điều hòa không khí mở ra. Hứa Thuần Lương thở dài nói, ngươi là đông lạnh hồ đồ rồi, cái này rách dưới phòng ở nào có cái gì điều hòa không khí, đừng nói điều hòa không khí, coi như cho ngươi một cái lò lửa ôm, ngươi vẫn là sẽ cảm thấy lạnh, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi chúng tu la huyền âm đường. Nếu như không lập tức loại trừ trong cơ thể ngươi hàn độc, chỉ sợ ngươi không chết cũng phải tàn phế. Lưu Hải Dư biết Hứa Thuần Lương cũng không có nói chuyện giật gân, trông mong nhìn qua hắn nói, ngươi, cứu ta. Hứa Thuần Lương nói, không có ý nghĩa, ngươi cũng thảm đến nước này còn cùng ta chơi sáo lộ, ta là cứu ngươi. Lưu Hải Dư căn bản không phải ý tứ này, Hứa Thuần Lương đương nhiên biết rõ, chỉ là cố ý nói như vậy. Lưu Hải Dư run giọng nói, ta, nếu là có chủ tâm hại ngươi, liền sẽ không, quay đầu tiếp ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi nếu là không quay đầu tiếp ta, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Lão Lưu à lão Lưu, thiệt thòi ta như thế tín nhiệm ngươi, ngươi dám sáo lộ ta, bắt ta làm mồi, nếu như không phải mệnh ta lớn, nay muộn liền bị ngươi hại chết trên thuyền. Lưu Hải Dư run rẩy nói, xương rồng tất cả đều cho ngươi. Hứa Thuần Lương nói, chỗ nào đâu? Đúng quần, bên trong. Hứa Thuần Lương giải khai Lưu Hải Dư túi quần, hướng bên trong sờ một cái, bên trong cất giấu một cái túi, trong bao vải có hắn từ trên thuyền trộm tới 8 khối xương rồng, con hàng này thật đúng là sẽ tìm địa phương giấu, chỗ này tao khí. Hứa Thuần Lương nói, người thật là không phải cái thứ tốt. Lăng tại dưới ánh đèn kiểm tra một chút xương rồng, cái này 8 khối xương rồng, có 4 khối là hắn thấy qua. Còn có 4 khối là đã đi qua chưa từng thấy qua, Hứa Thuần Lương ngầm từ mừng rỡ, hôm nay lần này không uổng công, vô luận Lưu Hải Dư thiết hạ nhiều ít cái bẫy, người thắng sau cùng vẫn là chính mình. Hứa Thuần Lương tướng xương rồng cất kỹ. Lưu Hải Dư cho là hắn muốn đi, run giọng nói, cứu. Hứa Thuần Lương nói, đừng nói ngươi gọi ta cứu, hiện tại ngươi gọi ta đại gia đều vô dụng, lừa ta hại ta liền không nói, ngươi trả lại cho ta làm một đỉnh nón xanh. Đáng giận nhất còn âm ta 1.000 khối tiền, sĩ có thể giết không thể nhục ngươi biết không? Ngươi tự sinh tự diệt đi thôi. Lưu Hải Dư tội nghiệp nhìn qua Hứa Thuần Lương, đã lạnh đến nói không ra lời, con hàng này nhân phẩm không đến mức như thế ti tiện a. Xương rồng đều lấy cho ngươi đi, ngươi bây giờ muốn vứt bỏ ta mà đi. Hứa Thuần Lương ngoài miệng nói để hắn tự sinh tự diệt, nhưng cũng không hề rời đi ý tứ, móc ra mang theo người túi châm, tính ngươi mạng lớn. Nể tình ngươi giúp ta tìm đến mấy khối xương rồng phân thượng, ta còn là giúp ngươi giải độc, bất quá trình này có chút đau, ngươi chịu đựng chút. Hứa Thuần Lương rút ra một cây kim châm cứu, nhìn qua Lưu Hải Dư nói, không nói lời nào. Làm sao, ngươi không muốn ta cứu ngươi? Lưu Hải Dư trong lòng tự nhủ ta không phải không nói lời nào, là ta nói không nên lời, hiện tại đừng nói miệng, liền tư tưởng đều sắp bị đông lạnh tê dại, hắn dùng sức nháy nháy mắt, ý là ta nghĩ, ta quá muốn. Hứa Thuần Lương nói, cứu người có thể, người phải đáp ứng về sau giúp ta tìm về cái khác xương rồng, người nếu là đồng ý liền nháy mắt mấy cái. Lưu Hải Dư tranh thủ thời gian nháy mắt, mạng sống quan trọng,
hiện tại Hứa Thuần Lương nhắc tới điều kiện gì hắn đều đáp ứng, chỉ là con hàng này đến cùng có thể hay không chỉ tốt chính mình. Hứa Thuần Lương nói, về sau ngươi nếu là dám quỵt nợ, ta liền cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ đòi lại. Lưu Hải Dư hiện tại không cách nào nói chuyện, coi như hắn có thể nói chuyện khẳng định cũng sẽ không chút do dự đáp ứng, hắn lại không ngốc, trước tiên đem mệnh bảo trụ lại nói. Hứa Thuần Lương hơi làm chuẩn bị, bắt đầu vì hắn trị liệu. Chọn lựa đầu tiên chi câu dưới huyệt châm. Chi, nhánh cây phân nhánh, câu, cống rãnh, nên huyệt tên ý chỉ tam tiêu kinh khí huyết ở đây hút nóng khuếch tán. Chi câu huyệt vật chất là ngoại quan huyệt truyền đến dương nhiệt chi khí, thủy thấp ít, đến bản huyệt sau lại bởi vì tiến một bước hút nóng mà chướng tan thành cao áp chi khí, này khí ấn bản thân dương nhiệt đặc tính theo tam tiêu kinh kinh mạch mương nói mà lên, hướng ra phía ngoài mà đi, khuếch tán chi khí cũng như cây phân chia xiên, lại tên chi câu. Bản huyệt khí huyết vận hành biến hóa biểu hiện ra thuộc tính ngũ hành thuộc hỏa, bản huyệt vật chất là hút nóng sau ngược lên thiên bộ dương nhiệt chi khí, vận hành lúc ngược lên biến hóa biểu hiện ra lửa viêm trên đặc thù. Chi câu huyệt là thủ thiếu dương tam tiêu kinh thường dùng huyệt một trong, ở vào cẳng tay bên lưng, đương dương ao cùng cùi trỏ liên tuyến thượng, cổ tay ngang lưng văn trên ba tấc xương trụ cẳng tay cùng xương cổ tay ở giữa. Hứa Thuần Lương lấy kim châm cứu đâm vào Lưu Hải Dư chi câu huyệt, đi thẳng tiến châm một tấc, áp dụng bổ pháp, tướng ngoại bộ dương nhiệt chi khí xuyên thấu qua kim châm cứu dẫn vào khiếu huyệt, nắng ấm chi khí từ cuối chi nhánh rót vào, dần dần tiến vào kinh lạc trụ cột, đây là một loại ôn hòa khu hàn phương thức. Kỳ thật nghĩ phải nhanh chóng trốn thoát hàn độc, có thể trực tiếp tướng nội lực đưa vào Lưu Hải Dư huyệt linh đài, lợi dụng nội lực ngăn chặn Lưu Hải Dư thể nội hàn độc, tiến tới tướng hàn độc bức ra kinh mạch của hắn. Chỉ là như vậy phương pháp đối thi cứu người cùng người bị thương yêu cầu cũng rất cao. Hứa Thuần Lương bên này không có vấn đề gì, nhiều nhất hao tổn một chút nội lực, nhưng là Lưu Hải Dư liền không nói được rồi, hắn đối Lưu Hải Dư tình trạng cơ thể cũng không nắm chắc, không biết Lưu Hải Dư kinh mạch tình trạng có thể hay không tiếp nhận loại này trực tiếp bá đạo khu hàn phương thức. Lưu Hải Dư kinh mạch tại hàn độc ảnh hưởng dưới đã kinh biến đến mức yếu ớt, không bằng bình thường cường đại, nếu như cưỡng ép mức độc, rất có thể tổn thương tải lên tổn thương. Hứa Thuần Lương cho nên quyết định áp dụng tương đối ôn hòa phương thức, trước lợi dụng châm cứu bổ sung nắng ấm chi khí, ấm áp kinh mạch của hắn, chờ đến kinh mạch khôi phục nhất định hoạt tính, có được co giãn, lại khai thác nội lực khu hàn phương pháp. Dương nhiệt chi khí liên tục không ngừng đạo nhập chi câu huyệt. Hứa Thuần Lương lại tuyển hỏa chủ huyệt ở vào bắp chân, đương thứ nhất mở đất xương cùng thứ hai mở đất xương kết nối bộ chi thẳng trước hãm bên trong. Hỏa chủ huyệt lấy tên hỏa chủ, tức tâm chủ. Đóng đủ quyết âm thông tay quyết âm, cùng tên trải qua tương thông, hỏa chủ huyệt chung quanh lại có thái trùng mạch, dựa vào kim châm thái trùng huyệt, có thể trị trái tim tê liệt, có mạnh tâm khôi phục hiệu quả. Hàn độc để Lưu Hải Dư nhiệt độ cơ thể chợt hạ xuống, nhiệt độ thấp dẫn đến nhịp tim chậm chạp, kim châm hỏa chủ huyệt nhưng cải thiện trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động khôi phục bình thường, liền có thể tướng ấm áp khí huyết không ngừng chuyển vận đến toàn thân kinh lạc. Thái trùng huyệt, thái trùng là mộc kinh thổ huyệt, mộc chủ gân chủ phong, thổ chủ thịt chủ ẩm ướt, can kinh thủy thấp tập tục ở đây huyệt sông lên phía trên đi, thiếp xương tiến châm có thể thông thận trị lạnh. Lưu Hải Dư cảm giác một cỗ dòng nước ấm từ tay chân của mình huyệt đạo tiến nhập thể nội, tựa như tia nước nhỏ hòa tan băng tuyết, bị hàn độc tê dại kinh mạch dần dần khôi phục hoạt tính. Hứa Thuần Lương theo thứ tự hành châm về sau, cuối cùng lại đem tay phải chống đỡ tại Lưu Hải Dư huyệt linh đài phía trên, lặn vận nội lực. Một cỗ hùng hồn nhiệt lưu rót vào Lưu Hải Dư huyệt linh đài bên trong, giống như trường giang đại hà chảy vào Lưu Hải Dư toàn thân các nơi kinh mạch. Lưu Hải Dư bị đông cứng đến tê dại thân thể, bỗng nhiên ở giữa như là từ mùa đông khắc nghiệt tiến vào mùa xuân ba tháng, thoải mái hắn kém chút không có kêu thành tiếng, cảm giác tự thân sinh mệnh cũng tại từng chút khôi phục. Nhưng là theo tiến nhập nội lực trong cơ thể không ngừng tăng cường, Lưu Hải Dư kinh mạch tiếp nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Như tê liệt cảm giác đau trải rộng toàn thân, Lưu Hải Dư cắn chặt hàm răng, thể nội cảm giác càng ngày càng nóng, rất nhanh liền kinh lịch từ hầm băng đến lò luyện, thể nội như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nóng đến hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều giãn ra ra, thân thể của hắn không ngừng hướng ra phía ngoài sắp xếp mồ hôi. Ngồi tại phía sau hắn Hứa Thuần Lương lúc này quanh thân xương trắng bừng bừng, Hứa Thuần Lương từ thuyền hàng trên nhảy xuống về sau, toàn thân cao thấp đều bị thủy thấp thấu. Đến bây giờ cũng không có lo lắng thay quần áo, vừa vặn thừa dịp cho Lưu Hải Dư chữa thương dùng nội lực trưng quần áo khô hơi nước. Hiện tại Hứa Thuần Lương như cùng một cái đại hào hong khô cơ, hong khô tự thân đồng thời cũng ấm áp người khác,
đây là hắn đi vào thế giới này đến nay lần thứ nhất lợi dụng nội lực vì người khác chữa thương. Lưu Hải Dư mồ hôi nhễ nhại, thời gian trôi qua một giờ, với hắn mà nói lại như là vượt qua một cái dài rằng giặc phiêm hạ. Hứa Thuần Lương bàn tay rời đi lưng hắn, nguyên bản khắc ở trên lưng hắn cái kia màu xanh sẫm trưởng ấn đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thuần Lương đứng dậy, hướng Lưu Hải Dư nói, ngươi thành thành thật thật ngủ lấy một đêm, ngày mai là có thể khôi phục như thường. Lưu Hải Dư nhẹ gật đầu, tạ ơn, thanh âm của hắn biến đến vô cùng khàn khàn, vừa nói càng cảm giác hơn cổ họng giống như lửa đồng dạng. Hứa Thuần Lương kéo cửa phòng ra, người gầy vẫn ở nơi đó cẩn trọng thủ vệ, nhìn thấy Hứa Thuần Lương ra, vội vàng nói, lão Hải ra sao? Hứa Thuần Lương nói, không chết được, nheo mắt lại nhìn qua phương xa cổ thành đèn đuốc, có thể hay không đưa ta đoạn đường. Hứa Thuần Lương trở lại chỗ ở đã là rạng sáng 2 giờ, vì trợ giúp Lưu Hải Dư đuổi đi hàn độc, hắn cũng tổn hao không ít nội lực, ngoài ra, điện thoại cũng bởi vì ngâm nước mà triệt để báo hỏng. Hứa Thuần Lương điều tức về sau tắm rửa nghỉ ngơi, một mực ngủ đến sáng ngày thứ 29 điểm, đi ra ngoài mua cái điện thoại, tướng kẹt chen vào, vừa mới khởi động máy liền thấy Mạc Hàm chừa cho hắn tin tức. Hứa Thuần Lương cười thầm, Mạc Hàm lần giao dịch này chẳng những không có từ trong tay đối phương đạt được xương rồng, ngược lại ném đi 4 khối, thật có thể nói là mất cả chỉ lẫn chài. Hứa Thuần Lương chưa hồi phục, về khách sạn thời điểm, nhìn thấy Tiết An Lương tại đại đường. Hứa Thuần Lương cười nói, Tiết tiến sĩ, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Tiết An Lương đối với hắn phi thường kính sợ, cười nói, giáo sư để cho ta tới xin ngài cùng đi uống trà. Hứa Thuần Lương nói, bên này kỳ thật không có uống trà thói quen. Tiết An Lương nói, hắn tìm ngài có việc. Hứa Thuần Lương giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ nói, ta đi lấy hành lý, chờ một lúc muốn về Đông Châu. Hứa Thuần Lương đi lấy hành lý thời điểm, Tiết An Lương thành thành thật thật tại đại đường chờ lấy hắn. Bạch Mộ Sơn mời Hứa Thuần Lương uống trà địa phương vẫn là Hồng Hưng Trà Lâu, khoảng cách quán rượu này không xa, Tiết An Lương bồi tiếp Hứa Thuần Lương cùng đi đi qua. Hứa Thuần Lương nói, hắn tìm ta làm gì? Tiết An Lương nói, ta không rõ ràng, bất quá giáo sư tâm tình không tốt lắm. Hứa Thuần Lương kém chút không có cười ra tiếng, tâm tình không tốt, đáng đời, muốn đem ta vứt ở một bên đơn độc đi giao dịch, lần này tốt, bị người đen ăn đen đi. Tiết An Lương hướng chung quanh nhìn một chút, vững tin bốn phía không người, Phương mới thấp giọng nói, Bạch giáo sư tối hôm qua đi ra thẳng đến rất khuya mới trở về. Hứa Thuần Lương khắp không trải qua thầm nghĩ, Tế Châu sống về đêm cũng phong phú như vậy. Tiết An Lương nói, ta để cho người ta theo dõi hắn. Hắn là đi cùng thì Thái Bình gặp mặt. Hứa Thuần Lương nhíu mày, Tiết An Lương nói sự tình hắn đều đã biết, bất quá An Lương có thể nói với mình, liền chứng minh người này vẫn là dùng hết một kẻ nội ứng chức trách, thứ nhất là hắn muốn chờ mình định thời gian ném cho ăn giải dược, còn có một nguyên nhân là Tiết An Lương cũng có mưu đồ. Hứa Thuần Lương nói, lão già này không tử tế a, rõ ràng đáp ứng muốn để ta ở đây, thế mà cõng ta làm loại chuyện này. Phía trước đã đến Hồng Hưng Trà Lâu. Hai người không nói thêm gì nữa, Tiết An Lương nói cho Hứa Thuần Lương số phòng, để chính hắn đi lên. Hứa Thuần Lương đi vào tên là Thái Bạch Cư phòng, sau khi đi vào, mới phát hiện bên trong căn bản không phải Bạch Mộ Sơn mà là Mạc Hàm. Mạc Hàm làm cái mời giấu tay xin mời Hứa Thuần Lương đi vào nàng đối diện ngồi xuống, cười tủm tỉm nói, đại biến người sống a, vốn cho rằng là cái lừa đời lấy tiếng ngụy quân tử, không nghĩ tới biến thành một cái bội bạc hoa cô nương. Mạc Hàm không có chút nào để ý hắn chào phúng, rót cho hắn chén trà, nói khẽ, Bạch giáo sư bị thương, cho nên ta thay hắn tới. Hứa Thuần Lương nói, thụ thương, tối hôm qua cùng ta lúc chia tay không phải êm đẹp. Mạc Hàm nói, các ngươi chia tay là mấy điểm. Hứa Thuần Lương nói, ngươi chừng nào thì biến thành cảnh sát. Nàng chẳng lẽ hoài nghi Bạch Mộ Sơn thụ thương cùng mình có quan hệ. Mạc Hàm nói, tối hôm qua có người chui vào Bạch giáo sư nơi ở. Đánh cắp trên tay hắn xương rồng, còn đem hắn đả thương. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm, Mạc Hàm nói dối cũng không đỏ mặt, Bạch Mộ Sơn cõng mình vụng trộm cùng thì Thái Bình làm giao dịch, về phần xương rồng bị trộm cũng là tại quỷ trên chợ, Mạc Hàm chẳng lẽ không rõ ràng. Bạch Mộ Sơn tổng sẽ không liền nàng đều cùng một chỗ lừa gạt. Hứa Thuần Lương ra vẻ ngạc nhiên nói, thật sự là lẽ nào lại như vậy, người nào to gan như vậy, thậm chí ngay cả Bạch giáo sư đồ vật cũng dám trộm. Mạc Hàm tiếp cận Hứa Thuần Lương hai mắt, lạnh lùng nói, người tối hôm qua đi ra có đúng hay không? Hứa Thuần Lương nói, đúng a, người thế mà theo dõi ta. Nâng chén trà lên ngửi ngửi hương trà,
người cái này trà hoa nhài không tệ. Kỳ thật hắn vừa tiến đến liền thấy Mặc Hàm sử dụng lá trà là tự mang, cô nàng này ăn mặc chi phí giảng cứu đây. Mặc Hàm nói, ở khách sạn ra đi vào người khác đều nhìn thấy, còn cần đến theo dõi. Hứa Thuần Lương nói, quay lại ta phải tìm khách sạn lão bản lý luận, thế mà không bảo đảm khách nhân tư ẩn. Mặc Hàm nói, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Mặc Hàm, người nói như vậy liền không có ý nghĩa, ta làm gì có lỗi với chuyện của ngươi. Ngươi một bộ hưng sư vấn tội tư thế, ta tân tân khổ khổ giữ gìn ích lợi của ngươi, ngươi cõng ta cùng Hoa Niên đàm thành chuyển nhượng hiệp nghị, rõ ràng là ngươi hướng sau lưng ta đâm đao. Mặc Hàm lạnh lùng nói tiếp đi. Ta đều không có cùng ngươi so đo, đạt được xương rồng tin tức về sau, ta có phải hay không trước tiên thông chi ngươi. Là ta bồi tiếp Bạch Mộ Sơn bọn hắn đi gặp Thì Thái Bình, ta giúp các ngươi giật dây. Mặc Hàm không khách khí chút nào đánh gãy hắn nói, xương rồng ở nơi nào? Một, Hứa Thuần Lương nói, người bệnh tâm thần A, người muốn xương rồng đi tìm Thì Thái Bình A. Mặc Hàm nói, tối hôm qua người có phải hay không đi qua chợ quỷ? Đối diện Hứa Thuần Lương vòng vo căn bản không có tác dụng gì, dứt khoát gọn gàng dứt khoát. Hứa Thuần Lương nói, cái quỷ gì thị, người làm là tiểu thuyết huyền nghi. Mặc Hàm nói, người ít cho ta giả ngu, nàng lấy điện thoại cầm tay ra. Thả một đoạn video, chính là một cái đầu đội nón xanh ra hỏa bị đám người hợp nhau tấn công tràng cảnh. Hứa Thuần Lương cầm lấy nhìn một chút, chậc chậc khen, cái này nón xanh tiểu ca thân thủ không tệ. Mặc Hàm nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chính là hóa thành cho ta đều nhận ra. Hứa Thuần Lương hướng Mặc Hàm nói, đây coi là thổ lộ sao? Ta còn thật không biết ngươi đối ta yêu như thế khắc cốt minh tâm. Mặc Hàm nói, Hứa Thuần Lương, ta chưa hề nghĩ tới ngươi sẽ hèn hạ như vậy. Vậy mà làm ra loại này phủ để chịu tân sự tình. Hứa Thuần Lương thở dài nói, ngươi là cử chỉ điên rồ vẫn là có bị hại vọng tưởng. Ngươi con mắt nào nhìn ra người này là ta? Mặc Hàm nói, Hứa Thuần Lương, ngươi đủ vô sỉ chỉ cần không bắt ngươi hiện hình ngươi là sẽ không thừa nhận. Hứa Thuần Lương nói, Mặc tiểu thư, ngươi làm rõ ràng mình là tại nói chuyện với người nào, vụ hãm cán bộ quốc gia hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Liền ngươi còn cán bộ quốc gia. Ngươi có dám hay không đem làm qua chuyện xấu dám đường đường chính chính nói ra. Hứa Thuần Lương nói, lời không hợp ý không hơn nửa câu, ta tính đã nhìn ra, ngươi sáng sớm tới tự tìm phiền phức, tìm ta muốn xương rồng. Nếu như tìm căn nguyên tố nguyên, trong tay các ngươi những cái kia xương rồng đều là chúng ta lão Hứa ra, ta không gây phiền phức cho các ngươi liền vụng trộm vui đi, thế mà còn trả đũa. Bạch Mộ Sơn làm sao tổn thương, xương rồng làm sao rớt. Có phải hay không nghĩ vung ra ta cõng cùng người ta giao dịch, kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mặc Hàm cắn chặt môi anh đào, mặc dù đoạn video này trên nón xanh từ đầu tới đuôi đều không có lộ mặt, nhưng nàng nhận định con hàng này chính là Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, con người của ta hận nhất người khác bội bạc, từ hôm nay trở đi, hai ta nhất đao lưỡng đoạn. Mặc Hàm nắm lên chén trà một ly trà tất cả đều dội tại Hứa Thuần Lương trên mặt. Hứa Thuần Lương thế mà không có né tránh, bị nàng dội cho đầy đầu đầy mặt. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương dáng vẻ chật vật, Mặc Hàm thế mà cảm thấy có chút chột dạ, nàng cuối cùng vẫn là bị chọc giận, nàng rất nhanh liền ý thức được, Hứa Thuần Lương chính là muốn chọc giận mình, mà lại cố ý không né tránh nàng ly kia trà. Hứa Thuần Lương nói khẽ, nhỏ bát phụ, sau đó hắn đứng người lên nghênh ngang rời đi. Mặc Hàm tựa như hành lan mười ngón đột nhiên nắm chặt, trong tay sứ thanh hoa chén trà bị nàng bóp vỡ nát. Hứa Thuần Lương đi ra phòng, tiến về thang lầu thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, tiểu hòa tử, dừng bước. Hứa Thuần Lương quay người nhìn lại, đã thấy góc đông nam ngồi xuống lấy một cái hạc phát đồng nhan lão đầu râu bạc, lão đầu kia mặc vải thô đường trang, tiếu dung hòa ái dễ gần, giơ tay nhấc chân ở giữa hơi có chút tiên phong đạo cốt, hắn hướng Hứa Thuần Lương vẫy vẫy tay nói, tiểu hòa tử, có thể hay không qua đi theo ta trò chuyện hai câu. Hứa Thuần Lương cảm thấy lão nhân này hình dạng có chút quen thuộc, cố gắng nghĩ nghĩ, hẳn là tại thuốc cao trên gặp qua, nhân hòa đường thuốc cao đóng gói bên trên có hình của hắn, lão nhân này chính là nhân hòa đường người sáng lập Chu Nhân Hòa. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Hứa Thuần Lương đối Chu Nhân Hòa là nghe tiếng đã lâu, biết lão gia hỏa này năm đó lợi dụng xét nhà cơ hội lấy đi Hứa gia không ít bảo bối, còn hại chết cô nãi nãi của mình Hứa Trường Anh. Hứa Thuần Lương cho rằng Chu Nhân Hòa sẽ không vô duyên vô cớ gọi mình, đã gặp được. Vậy liền hảo hảo nói chuyện, hắn ngược lại muốn xem lão gia hỏa này muốn chơi hoa dạng gì. Hứa Thuần Lương đi vào Chu Nhân Hòa trước mặt,
mỉm cười nói, lão tiên sinh nhận biết ta. Chu Nhân Hòa làm một cái mời dấu tay xin mời, cười nói, Thuần Lương, ta gặp qua hình của ngươi, mời ngồi. Hứa Thuần Lương nghe hắn trực tiếp gọi ra tên của mình, xem ra Chu Nhân Hòa cũng không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ hắn cùng Mạc Hàm là hẹn xong. Lúc này Mạc Hàm cũng từ trong phòng ra, nàng vốn cho rằng Hứa Thuần Lương đã đi, lại không nghĩ tới Hứa Thuần Lương vẫn ngồi tại trong trà lâu cùng một cái lão đầu râu bạc uống trà. Hứa Thuần Lương chỉ làm như không nhìn thấy nàng, tiểu ni tử thế mà dùng trà dội ta, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi về sau còn không phải cưỡi trên cổ ta đi tiểu A. Mạc Hàm không có quấy rầy bọn hắn, lặng lẽ đi, có chút xám xịt, nàng bắt đầu hối hận mình dùng trà dội Hứa Thuần Lương, phát tiết xong mới ý thức tới mình trúng kế, đi qua nàng rất ít dạng này mất lý trí. Mạc Hàm ra trà lâu, lên đậu ở chỗ đó một cỗ màu đen Bentley, Bạch Mộ Sơn liền ngồi ở bên trong chờ lấy, nhìn thấy Mạc Hàm không kịp chờ đợi nói, như thế nào? Hắn, Mạc Hàm một đôi mắt đẹp hàn quang chợt hiện, giống như hai đạo lưỡi dao đâm vào Bạch Mộ Sơn buồng tim. Bạch Mộ Sơn không khỏi dùng mình một cái. Mạc Hàm hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại, lúc này nàng đã triệt để bình tĩnh lại, hắn cùng Chu lão đầu cùng một chỗ. Chu Nhân Hòa uống trà không hề giống Mạc Hàm như vậy giảng cứu, cùng cái khác đi vào Hồng Hưng trà lâu trà khách cũng không có gì khác nhau, lớn ấm trà, lớn bát trà, lá trà cũng là phổ thông hàng thông thường. Không biết nguyên nhân gì, Hứa Thuần Lương uống cái này phổ thông thông hoa nhài cảm giác so Mạc Hàm đặc biệt mà chuẩn bị chín âm hoa nhài còn muốn sướng miệng. Chu Nhân Hòa để phục vụ viên lại đưa tới một bàn hạt dưa đậu phộng, mỉm cười nói, các ngươi Hứa gia nhân dáng dấp đều rất xinh đẹp. Hứa Thuần Lương nói, lão gia tử, dùng xinh đẹp để hình dung một cái nam nhân giống như không quá phù hợp a. Chu Nhân Hòa nói, lấy tuổi của ta khen ngươi xinh đẹp cũng không có gì không ổn, vẫn là trước tự giới thiệu mình một chút, lão phu Chu Nhân Hòa. Nhân Hòa đường chính là ta xây dựng, ngươi hẳn là nghe ra ra ngươi đề cập qua tên của ta, ta đi qua từng tại hồi xuân đường học y, nói đến ta là ra ra ngươi sư huynh. Hứa Thuần Lương nói, ta chưa từng nghe ra ra nhắc qua, theo ta được biết, hồi xuân đường y thuật quá khứ là không truyền ngoại nhân. Chu Nhân Hòa một chút cũng không có sinh khí gật đầu nói, không tệ, không truyền ngoại nhân, ngươi đi qua có nghe nói hay không qua ta. Hứa Thuần Lương nói, nghe nói qua Nhân Hòa đường. Nghe nói thuốc cao tại trên mạng bán không tệ, ban đầu ở Trường Hưng bệnh viện nhận thầu phòng, cho Trường Hưng bệnh viện gây không ít phiền phức. Chu Nhân Hòa nói, nhận thầu Trường Hưng bệnh viện gọi Chu Nghĩa Sinh, là ta một cái bà con xa chất tử. Lão gia tử, Nhân Hòa đường thuốc cao cũng là học được chúng ta Hứa gia phối phương A. Hứa Thuần Lương câu nói này hỏi được rất có khiêu khích ý vị, bất quá hắn mình cho rằng đối cái này hồi xuân đường phản đồ, hại chết mình cô nãi nãi chân hung, không nói trộm đã là đủ khách khí. Chu Nhân Hòa thế mà không có phủ nhận, hắn gật đầu nói, y thuật của ta được từ tại hồi xuân đường, không có hồi xuân đường sẽ không có ngày nay Nhân Hòa đường. Câu trả lời của hắn hoàn toàn ra khỏi Hứa Thuần Lương ngoài ý liệu, lão nhân này là cái nào gân không đúng. Thế mà ở ngay trước mặt chính mình thừa nhận. Hứa Thuần Lương cố ý nói, ta tại Nhân Hòa đường thương phẩm trên nhưng không có gặp dạng này đánh dấu. Chu Nhân Hòa cười nói, Nhân Hòa đường ta sớm đã giao cho hai đứa con trai. Như thế nào kinh doanh là chuyện của bọn hắn, ta từ bất quá hỏi, vô luận ngươi hỏi ta, hay là người khác hỏi ta, ta cũng sẽ không né tránh xuất thân hồi xuân đường sự thật. Hứa Thuần Lương nói, lão gia tử giống như đem hết thảy đều nghĩ thoáng. Người sắp chết lời nói cũng thiện, Chu Nhân Hòa đã là già trên 80 tuổi chi niên, dạng này người trên đời này ngày giờ không nhiều, có lẽ nhìn thấu thế sự, có thể buông xuống ngày xưa ân ân oán oán. Chu Nhân Hòa nói, chờ ngươi nhiều lịch luyện mấy năm. Liền sẽ biết, rất nhiều chuyện cũng không phải là giống ngươi thấy bộ dáng, rất nhiều người cũng không phải giống ngươi nghe nói như vậy. Hắn nâng chung trà lên bát uống một hớp lớn trà đạo, ra ra ngươi vẫn luôn rất hận ta. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, không có sự tình, lão nhân gia ông ta từ không chủ động xách ngươi. Hứa Thuần Lương cũng không nói láo, ra ra chỉ là tận lực phòng ngừa đề cập Chu Nhân Hòa người này, nhưng là từ chưa bộc lộ qua quá sâu cừu hận, cũng không có trả thù dự định. Chu Nhân Hòa nói, Thuần Lương, ta có thể xưng hô như vậy ngươi sao? Hứa Thuần Lương nói, tùy tiện, đặt tên chính là vì để người khác kêu. Chu Nhân Hòa nở nụ cười, hắn có thể cảm thấy được Hứa Thuần Lương đối với mình mâu thuẫn. Trường Thiện thật sự là người có phúc, con cháu cả sảnh đường, từng cái lại là như thế không chịu thua kém. Hứa Thuần Lương nói, ngài cũng không kém a, Nhân Hòa đường khiến cho sinh động, hai đứa con trai sự nghiệp cũng làm hùng hùng hổ hổ.
Chu Nhân Hòa thở dài nói, hai người bọn họ đều không phải là ta thân sinh. Hứa Thuần Lương trong nháy mắt im lặng, Chu Nhân Hòa thật đúng là không có đem mình làm ngoại nhân, lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, liền trong nhà điểm này tư ẩn đều tuôn ra tới, Hứa Thuần Lương cũng đã làm Nhân Hòa đường bài tập, nhưng là cũng không có tra ra điểm này, như thế nói đến Chu Nhân Hòa căn bản không có hậu đại. Báo ứng a. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói, dưỡng dục tri ân lớn hơn trời. Sinh không bằng nuôi căn bản chính là nói nhảm, máu mủ tình thâm mới là ngã bất diệt chân lý. Chu Nhân Hòa đem trong tay bát trà chậm rãi buông xuống nói, đời ta chỉ thiếu qua một người tình cảm, đó chính là Hứa Trường Anh. Có rất nhiều người nói ta khi sư diệt tổ, vong ân phụ nghĩa, người hỏi một chút ra ra người hắn có phải hay không cũng cho rằng như vậy. Hứa Thuần Lương nói, sự tình qua đi lâu như vậy, ra ra của ta đều đã buông xuống, ngài cần gì phải xoắn suýt tại tâm đâu. Chu Nhân Hòa nói, năm đó ta dẫn người dò xét hồi xuân đường không giả, nhưng là ta không có hủy đi hồi xuân đường đồ vật. Nếu như ta không có làm như vậy, Hứa gia đồ vật căn bản lưu không đến bây giờ, lại càng không có hôm nay chi hồi xuân đường. Hứa Thuần Lương nói, bởi vì ngươi biết những vật kia quý giá. Chu Nhân Hòa cười nói, ngươi nói là ta ngấp nghé Hứa gia đồ vật, cho nên muốn làm của riêng, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như lúc trước vây lại hồi xuân đường người không phải ta, mà là những người khác, già như vậy Hứa gia tổ trên lưu lại đồ vật chỉ sợ sớm đã bị hủy đến sạch sẽ. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ hắn nói đến cũng có đạo lý, nếu như đổi thành người khác tới xét nhà, chắc chắn sẽ không đem Hứa gia dược điển xem như đồ tốt, những cái kia y dược điển tịch bị cho một mồi lửa cũng có khả năng. Bất quá lão nhân này khẳng định không có cao thượng như vậy, lúc trước điểm xuất phát hẳn là muốn đem Hứa gia tổ truyền đồ vật chiếm làm của riêng, mặc dù sau đó đại bộ phận đồ vật chính phủ đều trả lại hồi xuân đường, nhưng là còn có một bộ phận hẳn là bị hắn giấu kín, không phải cũng sẽ không có Nhân Hòa đường hôm nay chi thịnh vượng. Chu Nhân Hòa nói, ta nói những này không phải nghĩ tẩy bạch tự kỷ, ta chỉ là luận sự, Tôn Tử Binh Pháp đã nói, kích thủy chi tật, về phần phiêu thạch người, thế. Tại ngay lúc đó thế cục dưới, muốn bảo trụ hồi xuân đường cũng chỉ có thuận thế mà làm, rất nhiều chuyện ra ra ngươi cũng nên minh bạch. Hứa Thuần Lương nói, hắn nếu là biết ta cùng ngươi ngồi cùng một chỗ uống trà, cũng sẽ không vui. Chu Nhân Hòa nói, ta rời đi hồi xuân đường thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái nhóc con, lại biết cái gì. Đúng, người có biết hay không Hứa gia từng tại Lão Thành mở qua y quán. Hứa Thuần Lương nói, ngài là nói trên con đường này. Chu Nhân Hòa nói, đúng vậy, hai mắt sâu tiếp cận Hứa Thuần Lương con mắt, nghĩ không muốn đi xem. Hứa Thuần Lương nói, địa điểm cũ còn tại. Chu Nhân Hòa gật đầu nói, vẫn luôn tại. Hứa Thuần Lương đối Lão Hứa gia gia tộc sử rất có hứng thú, dựa theo Chu Nhân Hòa nói, có rất nhiều hồi xuân đường chuyện xưa Liên gia gia cũng chưa chắc biết. Chu Nhân Hòa đứng dậy thanh toán sổ sách, trà lâu nhân viên phục vụ đối với hắn có chút khách khí, nhìn ra được hắn ngay tại chỗ được xưng tụng đức cao vọng trọng. Hứa Thuần Lương có chút hiếu kỳ, Chu Nhân Hòa vì sao lại chủ động tìm tới mình, hôm nay trà lâu gặp nhau đến tột cùng là trùng hợp còn là cố ý an bài, hắn cùng Mặc Hàm đến cùng có biết hay không. Chu Nhân Hòa mặc dù qua tuổi bát tuần, nhưng là tinh thần quắc thước, đi trên đường cũng là từng bước sinh phong, dẫn Hứa Thuần Lương đi vào phố cũ một tòa cổ trạch phía trước. Mở cửa phòng, đẩy cửa vào. Bên trong có ba gian nhà ngói, phía đông có một cái phòng bếp, trong viện trưng bày đá mài chuồng ngựa bị cải thành hồ cá, bên trong bơi lên mấy đầu cá chép. Chu Nhân Hòa nói, nơi này chính là người tằng tổ phụ đã từng làm nghề y địa phương. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, chưa từng nghe ra ra nói qua. Chu Nhân Hòa nói, cho ngươi thêm nhìn cách đồ vật. Hắn mở ra nhà chính đại môn, đẩy cửa phòng ra. Một mặt tấm biển đập vào mi mắt, kia nước sơn đen chữ vàng tấm biển mặc dù có chút pha tạp, nhưng vẫn là thấy rõ phía trên chữ viết, Hồi Xuân Đường. Hứa Thuần Lương có thể đánh giá ra tấm biển này so với nhà bọn họ cái gọi là tổ truyền kia một khối còn muốn cũ kỹ, chẳng lẽ năm đó Chu Nhân Hòa dẫn người xét nhà thời điểm cũng đem tấm biển này cho thuận đi, một mực lưu đến bây giờ, bọn họ lão Hứa ra đồ vật phải nghĩ biện pháp muốn trở về. Chu Nhân Hòa nói, phi thường tật cần dùng phi thường pháp. Tại ngay lúc đó bối cảnh dưới, nghĩ trình độ lớn nhất địa bảo ở Hứa gia dược điển, chỉ có áp dụng phương pháp như vậy. Hứa Thuần Lương ánh mắt nhìn về phía bàn thờ trên hai người, trong đó một cái là hắn tằng tổ phụ một cái khác nữ tử hắn cũng không nhận ra, tằng tổ phụ ảnh chụp hắn đã từng nhìn thấy qua. Chu Nhân Hòa nói, Thuần Lương, ta lưu ý ngươi đã có một đoạn thời gian, Hứa gia tử tôn bên trong, cũng chỉ có ngươi mới có thể để cho ta yên tâm phó thác.
Hứa Thuần Lương càng phát ra kỳ quái, từ lời hắn không khó nghe ra, hắn quan sát mình đã có một đoạn thời gian rất dài, chỉ là hắn muốn phó thác cái gì. Luôn cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Chu Nhân Hòa mời Hứa Thuần Lương ở một bên trên ghế bành ngồi xuống, hắn tướng tay trái của mình bày đặt ở trên bàn trà, ra hiệu Hứa Thuần Lương vì hắn bắt mạch. Hứa Thuần Lương ngón tay khoác lên Chu Nhân Hòa trên mạch môn, hắn lập tức đánh giá ra Chu Nhân Hòa chính là bên ngoài quan mạch, căn cứ trung y ghi chép, nếu như quan trước một phần xa lớn xa hơn quan mạch, thậm chí quan trước một phần là quan mạch 3-4 lần, cái này là bên ngoài quan mạch, nói rõ âm dương lập tức liền muốn điểm, quan cách chi mạch thắng, không thể cực ở thiên địa chi tinh khí, thì chết vậy. Ngón tay thoáng tăng lực, Chu Nhân Hòa mạch tượng thạch từng tới cực, không có chút nhu hòa chi tượng có thể nói là phát như đoạt tác, tích tích như bắn thạch, chứng minh hắn lập tức ở vào thận chết tượng, bệnh tình lại không ngừng tăng thêm, nên sống không quá lâu. Loại này mạch tượng bình thường được xưng là tử mạch, bình thường tới nói xuất hiện trước tử mạch lại xuất hiện bệnh hết thuốc chữa, bệnh nhân đã bệnh nguy kịch, châm, thạch, độc dược nhiều không thể bằng, chỉ có tĩnh tâm điều dưỡng, dựa vào thượng thiên chiếu cố, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hứa Thuần Lương nội tâm không khỏi ngưng trọng lên, Chu Nhân Hòa mạch tượng chính là bệnh nguy kịch chi dấu hiệu, từ mạch tượng phán đoán tối đa cũng chính là nửa năm tuổi thọ. Hứa Thuần Lương hơi kinh ngạc nhìn qua Chu Nhân Hòa. Chu Nhân Hòa gật đầu nói, không tệ, ta đã ngày giờ không nhiều. Hứa Thuần Lương nguyên bản đối Chu Nhân Hòa tràn ngập đề phòng, nhưng là bây giờ ý thức được trước mặt đã là cái người sắp chết, đối với hắn cảnh giác cũng buông xuống rất nhiều, mặc dù lần thứ nhất tiếp xúc, nhưng hắn luôn cảm thấy Chu Nhân Hòa cũng không phải là đại gian đại ác người. Trước đó không lâu hộ tống ra ra đi viếng mộ, còn chứng kiến Chu Nhân Hòa cho Hứa Trường Anh tặng hoa tươi, hiện tại lại biết Chu Nhân Hòa hai đứa con trai đều không phải hắn thân sinh. Đủ loại dấu hiệu cho thấy người này đối Hứa Trường Anh tình cảm rất sâu. Chu Nhân Hòa nói, ta đại nạn sắp tới, có một số việc không thể không nói, nhưng lại không thể nói cho ngoại nhân, càng nghĩ trên đời này cũng chỉ có người thích hợp nhất. Hứa Thuần Lương càng phát giác chuyện này không giống bình thường, hắn họ Chu, mình họ Hứa, hắn là hồi xuân đường phản đồ, mình là lão Hứa gia danh chính ngôn thuận đích hệ tử tôn, hai người vốn hẳn nên có thù không ân, nhưng tuần nhân cùng hết lần này tới lần khác chọn chúng mình. Hắn đến tột cùng là già nên hồ đồ rồi vẫn là nghĩ xáo lộ mình. Hứa Thuần Lương nói, lão gia tử, ta chỉ sợ không chịu nổi nhiệm vụ này. Chu Nhân Hòa nói, liên quan tới Hứa gia sự tình, ta không nói cho ngươi còn có thể với ai nói. Hứa gia y thuật khái không truyền ra ngoài, lại truyền tử không truyền nữ, ngươi có biết hay không ngươi tằng tổ phụ vì sao thu ta làm đồ đệ. Hứa Thuần Lương nao nao. Chu Nhân Hòa nhìn qua bàn thờ trên ảnh chụp nói. Ta sinh tại ngày theo thời đại, bởi vì chiến hỏa nguyên nhân, ta sinh ra tới về sau phụ mẫu liền thất lạc, ta theo mẫu thân cùng một chỗ sinh hoạt, chưa bao giờ thấy qua cha ta, coi là cha ta đã sớm chết. 9 tuổi thời điểm, mẹ ta bởi vì bệnh qua đời, trước khi lâm chung, nàng viết một phong thư, cho ta một vật, để cho ta đi Đông Châu hồi xuân đường tìm nơi nương tựa một vị họ Hứa người ta, nàng căn dặn ta, cái này phong tin vô luận như thế nào đều không thể mở ra. Nhất định phải tự tay giao cho tay của người kia bên trên. Hứa Thuần Lương ánh mắt nhìn về phía cùng tầng tổ phụ song song treo ảnh chụp, trên tấm ảnh nữ nhân nhìn ôn nhu hiền thục, lúc này Hứa Thuần Lương đã mơ hồ đoán được cái gì. Chu Nhân Hòa nói, ta một đường ăn xin, trên đường tao ngộ chiến loạn, mấy chuyên suýt nữa mất mạng, trải qua thiên tân vạn khổ đến Đông Châu, tìm được hồi xuân đường, dựa theo mẹ ta nhắc nhở, tướng lá thư này giao cho ta sư cha. Hứa Thuần Lương nói, hắn nhận ngươi rồi. Kỳ thật Hứa Thuần Lương đã đoán được Chu Nhân Hòa cùng Hứa ra nguồn gốc. Chu Nhân Hòa lắc đầu. Sư phụ ta vừa mới kết hôn thành gia không lâu, có xinh đẹp thê tử, vừa sinh một cái đáng yêu nữ nhi. Sư phụ thu ta làm học đồ, về sau lại nhận ta làm con nuôi, sư phụ một nhà đều rất không tệ, sư phụ thậm chí phá lệ thu ta làm đồ đệ, dạy ta Hứa ra y thuật. Chu Nhân Hòa nói đến đây, nhắm hai mắt, trên mặt biểu lộ vô cùng ôn nhu, qua một hồi lâu hắn mới tiếp tục nói. Sư phụ ta sư nương đối ta đều tốt, sư muội ta Hứa Trường Anh cũng tướng ta làm thân nhân đối đãi. Nàng vừa xinh đẹp lại thông minh, khéo hiểu lòng người, trên đời này ta chưa bao giờ thấy qua tốt như vậy nữ hài tử. Có một ngày, nàng vụng trộm nói cho ta, nàng thích ta. Chu Nhân Hòa hô hấp trở nên dồn dập lên, mặc dù thời gian đã qua nhiều năm như vậy, hồi ức đoạn chuyện cũ này vẫn làm cho hắn kích động lên, đời này của hắn hạnh phúc nhất thời gian vĩnh viễn lưu tại niên đại đó. Những năm này hắn mặc dù còn sống, nhưng là cùng chết cũng không có bất kỳ cái gì phân biệt. Ta mặc dù thích nàng nhưng là ta chưa hề hy vọng xa vời qua nàng có thể thích ta,
bởi vì ta chỉ là một cái không cha không mẹ ăn nhờ ở đậu học đồ, Hứa gia đối ta có ân, ta thiếu Hứa gia quá nhiều. Anh tử ở phương diện này so ta dũng cảm được nhiều, nàng tướng thích ta sự tình nói cho ta biết sư mẫu một mực đối với ta rất tốt, nàng cũng sớm có ý đó, nghe anh tử nói chuyện, lập tức quyết định thúc đẩy chúng ta cái này một cọc việc hôn nhân, thế nhưng là... Hứa Thuần Lương nhìn qua tóc trắng xóa Chu Nhân Hòa, đối cái nhìn của hắn lặng yên phát sinh chuyển biến, nguyên lai lão gia tử này một đời là như thế bất hạnh, Chu Nhân Hòa mặc dù còn chưa nói xong, Hứa Thuần Lương đã có thể tưởng tượng đến tầng tổ phụ biết được việc này về sau phản ứng. Chu Nhân Hòa chán nản nói, sư phụ ta kiên quyết không đồng ý chuyện chung thân của chúng ta, anh tử để cho ta theo nàng cùng một chỗ bỏ trốn, ta không đành lòng nàng cùng ta chịu khổ, sư phụ sư mẫu đối ta ân trọng như núi, ta cũng không thể làm có lỗi với chuyện của bọn hắn. Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, cho nên nàng tìm cái chết. Chu Nhân Hòa lắc đầu nói, nàng là bị người hại chết, nàng bị ta cự tuyệt về sau. Khóc rời đi, đêm đó cũng không về nhà, chúng ta bốn phía tìm nàng, tìm tới nàng thời điểm, nàng. Nàng nhảy sông tự vận, ta tại phụ cận trong rừng cây tìm được nàng quần áo, đủ loại dấu hiệu cho thấy, nàng trước khi chết bị người lăng nhục. Chu Nhân Hòa nói đến đây, hai tay gắt gao bắt lấy ghế bành lan can, chán nổi gân xanh ra, đi qua 60 năm, hắn vẫn hận thấu xương. Hứa Thuần Lương nói, tìm tới hung thủ. Chu Nhân Hòa nhẹ gật đầu. Một cái lúc ấy chúng ta không đắc tội nổi nhân vật, ta cùng sư phụ mai táng anh tử, ta quyết định rời đi hồi xuân đường, từ đây cùng sư phụ phân rõ giới hạn ta phải dùng phương thức của mình đi báo thù, ta không muốn liên lụy Hứa gia, sư phụ biết muốn ta làm cái gì, hắn liều mạng ngăn cản ta, vì thuyết phục ta từ bỏ báo thù, hắn không thể không nói cho ta biết chân tướng. Hứa Thuần Lương hít vào một ngụm khí lạnh, đoạn chuyện cũ này Liên gia gia cũng không biết, Chu Nhân Hòa mặc dù không có nói ra chân tướng cụ thể là cái gì. Nhưng là Hứa Thuần Lương đã hoàn toàn minh bạch. Chu Nhân Hòa nói, ta không có nghe từ sư phụ khuyên nhủ, ta nhận anh tử bi kịch hoàn toàn là hắn một tay tạo thành, nếu như hắn sớm một chút nói rõ chân tướng, anh tử liền sẽ không thích trên ta, cũng sẽ không phụ khí trốn đi, ta rời đi hồi xuân đường, không lâu vận động tới, ta tích cực yêu cầu tiến bộ, nghĩ hết biện pháp tiếp cận cửu nhân, cùng hắn trở thành bằng hữu, cũng chỉ có như thế, ta có cơ hội xuống tay với hắn. Hứa Thuần Lương nhìn lấy lão nhân trước mắt tràn đầy đồng tình, nếu như không phải hắn chính miệng nói ra, làm sao đều sẽ không nghĩ tới cái này chuyện cũ năm xưa càng như thế ly kỳ khúc chiết. Cho nên ngươi thừa cơ ra tay giết chết hắn. Chu Nhân Hòa nói, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn, ta để hắn nếm tận nhân gian thống khổ, ta muốn đem mình thừa nhận thống khổ gấp bội thường trả lại hắn, ta rốt cuộc tìm được cơ hội, ta tại nhà bọn hắn trong thức ăn gia nhập độc dược, cha mẹ của hắn, huynh đệ của hắn, thê tử của hắn, còn có hắn tất cả đều trúng độc chết đi. Chu Nhân Hòa thủ đoạn có thể nói là tàn nhẫn chi cực, nhưng là ngẫm lại hắn thừa nhận hết thảy, hắn làm chuyện như vậy cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, nếu như loại sự tình này phát sinh ở trên người mình, chỉ sợ mình cũng sẽ như vậy làm, trước mắt vị trường bối này ngược lại là cùng mình có thù tất báo tính tình có chút tương tự. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hứa Thuần Lương nói, bọn hắn sở dĩ dám chiếm làm của riêng, nguyên nhân là chính chúng ta không coi trọng, không hiểu được tuyên thệ chủ quyền. Chu Nhân Hòa cảm khái nói, ta đi qua một chuyến Nam Hàn, nơi đó Hàn Y mọc lên như nấm, tại bọn hắn quốc dân trong lòng, Hàn Y địa vị so với Tây Y càng thêm tôn sùng, cho rằng lúc trước trộm đi qua đồ vật đã thành bọn hắn dân tộc văn hóa, Trung Hoa truyền thống y học bị trộm đi đích thật là chín châu mất sợi lông, nhưng là bởi vì chúng ta tự thân coi nhẹ. Không biết có bao nhiêu bí phương đã tiêu vong. Hứa Thuần Lương nói, ngài yên tâm, ta sẽ không để cho hồi xuân đường xảy ra chuyện, nếu như cái này Hoàng Hữu Long dám can đảm tìm chúng ta phiền phức, ta sẽ để cho hắn nỗ lực gấp trăm lần đại giới. Chu Nhân Hòa mím môi, tiểu tử này trên người thật có chính mình lúc trước chơi liều, đây chính là huyết mạch truyền thừa, chớ nhìn hắn cùng Hứa Thuần Lương hôm nay mới là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng là trong nội tâm cảm giác thân thiết khó mà hình dung. Chu Nhân Hòa nói, người còn trẻ, có tiền trình thật tốt, ngàn vạn không thể phạm năm đó ta sai lầm. Năm đó hắn cực hận người hoàng gia, cơ hồ tướng hoàng gia diệt môn, sau đó hắn nhưng lại chưa cảm thấy báo thù khuây khỏa, vì bảo hộ sư phụ hắn lựa chọn tự sát, sư mẫu cũng hậm hực mà kết thúc, hắn trở thành Hứa gia trong mắt thù người. Từ khi Hứa Trường Anh sau khi chết, hắn liền sinh hoạt tại vô tận trong thống khổ, hắn đương nhiên không muốn đời cháu Hứa Thuần Lương dẫm lên vết xe đổ. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài cứ yên tâm. Ta hiểu được bảo vệ mình. Chu Nhân Hòa vui mừng gật gật đầu nói,
ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà nói, lão gia tử, ngài hôm nay chuyên các loại ta sao? Chu Nhân Hòa cười nói, cơ hồ mỗi ngày ta đều sẽ đi Hồng Hưng trà lâu uống trà, vẫn luôn muốn tìm ngươi nói chuyện, tìm không thấy cơ hội thích hợp, không nghĩ tới hôm nay gặp được. Hứa Thuần Lương nói, ta còn tưởng rằng ngài cùng Mặc Hàm đã hẹn. Chu Nhân Hòa nói, Mặc Hàm. Hứa Thuần Lương nói, chính là hôm nay cùng ta tại Hồng Hưng trà lâu gặp mặt nữ hài tử. Chu Nhân Hòa nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta không biết nàng, nữ hài nhi kia dáng dấp thật sự là xinh đẹp, bạn gái của ngươi sao? Nàng cũng không là bạn gái của ta, đúng, ngài nhận biết thì Thái Bình sao? Chu Nhân Hòa nói, nhận ra, bác Cổ Hiên lão bản, hắn cùng nhi tử ta Nghĩa Văn lui tới tương đối nhiều. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ thì Thái Bình xương rồng đến từ Chu Nghĩa Văn? Có lẽ Chu Nhân Hòa có thể trợ giúp mình tìm tới đáp án. Hứa Thuần Lương từ gia gia hiến cho xương rồng cho Đông Châu nhà bảo tàng nói lên, một mực nói đến hiện tại, đương nhiên hắn không có nói cho Chu Nhân Hòa xương rồng trên là Hoàng đế nội kinh thiên dưỡng thiên, chỉ là nhấn mạnh xương rồng trên văn tự phi thường chân quý. Chu Nhân Hòa nghe hắn nói xong, thấp giọng nói, năm đó hồi Xuân Đường hoàn toàn chính xác còn có hai đại xương rồng, khi đó đều là lưu làm dược liệu sử dụng, xương rồng bên trên khắc có văn tự cũng là chuyện thường xảy ra, ai cũng không xem là bảo bối gì. Hai đại dương, Hứa Thuần Lương có chút giật mình, lão Hứa gia năm đó thế mà có nhiều như vậy bảo bối. Chu Nhân Hòa nói, tràn đầy hai đại dương, hơn phân nửa đều là từ dân gian siêu tập có được, chúng ta năm đó kê biên tài sản hồi Xuân Đường thời điểm, tướng hai dương xương rồng đem đến nhà kho phong tồn, về sau có người đem trong đó một ngụm lớn cái dương mang đi, xương rồng bị xem như rác rưởi ngã xuống nhà kho phía sau trong đống rác, khi đó cái dương là đồ tốt, xương cốt cái nào có người muốn, còn cảm thấy điểm xấu đâu. Hứa Thuần Lương nói, những cái kia xương rồng đâu? Chu Nhân Hòa nói, ta phát hiện sau tướng xương rồng siêu tập, vùi lấp tại phụ cận trên sườn núi, người không nói ta suýt nữa đều quên, về sau còn cho hồi Xuân Đường chỉ là trong đó một dương xương rồng. Hứa Thuần Lương vừa mừng vừa sợ, như thế nói đến còn có một nửa xương rồng bị Chu Nhân Hòa giấu đi, quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Chu Nhân Hòa mang tới giấy bút, đem địa chỉ viết xuống dưới, còn căn cứ ấn tượng vẽ lên một tấm bản đồ. Hứa Thuần Lương cẩn thận tướng địa chỉ hảo hảo thu về, Chu Nhân Hòa chỉ vào hồi Xuân Đường chiêu bài nói, cái này hồi Xuân Đường chiêu bài là năm đó ngươi Tằng tổ phụ tại Tế Châu làm nghề y lúc lưu lại, trong này hết thảy có chút là ngươi Tằng tổ cha, có chút là của ta, cũng là thời điểm giao cho lão Hứa ra. Hắn tướng một cái chìa khóa đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, đa tạ lão gia tử. Chu Nhân Hòa nói, ta tuổi tác đã cao, ngày giờ không nhiều, ta chỉ hy vọng chúng ta lão Hứa gia có thể tướng hồi Xuân Đường cái này tấm bảng hiệu bảo trụ, khi nhìn các ngươi những này hậu bối có thể bình an, ta đi qua có lẽ còn có thể là Hứa gia làm chút sự tình, nhưng bây giờ đã hữu tâm vô lực. Hứa Thuần Lương nói, gia gia nếu là biết ngài là Hứa gia làm hết thảy, chắc hẳn cũng sẽ cùng ngài tiêu tan hiềm khích lúc trước. Chu Nhân Hòa nói, ta cũng không có làm cái gì, trên thực tế Hứa gia chính là bị ta liên lụy. Năm đó nếu như không phải ta khăng khăng báo thù, hắn liền sẽ không còn nhỏ mất cha, hắn đời này trôi qua cũng không dễ dàng. Hai tử, đừng quên ngươi lời hứa với ta, hôm nay ngươi ta ở giữa nói tới hết thảy, ngàn vạn không thể để người thứ ba biết được. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch Chu Nhân Hòa dụng tâm lương khổ. Chu Nhân Hòa đứng dậy mang theo hắn đi vào phía tây gian phòng bên trong, dựa vào tường cũng bài phóng bốn cái cây nhãn dương gỗ, bên trong đều là hắn những năm này y thuật tâm đắc. Chu Nhân Hòa theo cùng sư phụ học y khi lấy được chỉ đạo phương diện, Hứa Trường Thiện cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng, nhưng là Chu Nhân Hòa rời đi hồi Xuân Đường về sau, hắn liền không dùng qua Hứa gia bí phương đã cứu người, xây dựng Nhân Hòa Đường về sau, trọng điểm trị liệu chấn thương xương tổn thương, bí phương truyền thừa từ ông ngoại Chu gia. Chu Nhân Hòa để Hứa Thuần Lương bớt thời gian tướng những thứ kia tất cả đều dọn đi, tìm ổn thỏa địa phương cất giữ. Buổi chiều Hứa Thuần Lương thừa đường sắt cao tốc quay trở về Đông Châu. Đến đường sắt cao tốc đứng thời điểm, bên ngoài hạ mưa to, Mai Như Tuyết đã lái xe tới đón hắn, nhìn thấy Hứa Thuần Lương trong tay sách không ít thổ đặc sản, Mai Như Tuyết đánh mở dương phía sau, giúp hắn tướng đồ vật bỏ vào. Người mua nhiều đồ như vậy làm gì? Hứa Thuần Lương nói, chính là chút thổ đặc sản, cho lão gia tử nếm thử. Hắn để Mai Như Tuyết xoay người sang chỗ khác. Làm gì? Hứa Thuần Lương lấy ra một con châm cài cắm ở Mai Như Tuyết búi tóc phía trên.
Mai Như Tuyết còn tưởng rằng hắn từ Tế Châu cái nào đó cảnh khu mua cái giả cổ đồ chơi, chê hắn đem mình kiểu tóc làm cho loạn, gỡ xuống châm cài xem xét, đã thấy cái này châm cài một mặt điêu khắc vỗ cánh muốn bay phượng hoàng, xảo đoạt thiên công sinh động như thật, phượng hoàng con mắt khảm nạm lấy hồng ngọc, thân thể khảm nạm lấy lục lỏng thạch, cánh phía dưới có một hàng chữ nhỏ, nội vụ phủ sắc tạo. Mai Như Tuyết kiến thức rộng rãi, biết bốn chữ này đại biểu cho hoàng cung ngự chế, kinh ngạc nói, thứ này là ở đâu ra? Hứa Thuần Lương nói, ngươi không cần phải để ý đến, tóm lại không phải trộm được. Mai Như Tuyết nói, đây chính là hoàng cung văn vật, ngươi không nói rõ ràng ta cũng không dám muốn. Hứa Thuần Lương nói, ta tằng tổ nãi nãi truyền thừa. Mai Như Tuyết nói, thật. Đương nhiên là thật, ta lúc nào lừa qua ngươi. Mai Như Tuyết nói, các ngươi hứa ra thật đúng là đại hộ nhân gia. Hứa Thuần Lương cười nói, gặp được ta ngươi vụng trộm vui đi thôi. Mai Như Tuyết mắng, vì cái gì không phải ngươi vụng trộm vui. Nàng tướng châm phượng một lần nữa cắm vào búi tóc, đối tấm gương nhìn một chút, cười nói, ta cũng không dám mang theo như thế quý báu đồ vật dạo phố. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua nàng nói, đẹp. Mai Như Tuyết khuôn mặt đỏ lên nói, buồn nôn. Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, lại là Gia Gia gọi điện thoại tới, hỏi hắn đến Đông Châu hay chưa. Hứa Thuần Lương sớm cho lão gia tử phát tin tức. Lúc đầu Hứa Thuần Lương dự định cùng Mai Như Tuyết ban đêm đơn độc ăn cơm, nhưng Mai Như Tuyết để hắn về sớm một chút, thật vất vả trở về một chuyến vẫn là trước bồi lão gia tử. Hồi xuân đường bên kia đã chuyển xong, Hứa Trường Thiện hai ngày này đi ẩn hồ quan để biệt thự, ở chỗ này chỗ tốt lớn nhất là thanh tĩnh, lớn nhất chỗ xấu là tịch mịch, đi qua đi ra cửa liền có thể nhìn thấy hàng xóm láng giềng hiện tại đi ra ngoài cũng khó khăn nhìn thấy đến người, từng nhà đều giam giữ đại môn, không có quê nhà trước đó thân thiết. Trịnh Bồi An gần nhất lại tại bận bịu bệnh viện Chu Hoài Kiến lập công việc, cho nên rất ít tới. Trần Thuần hai ngày này tại Đông Châu nhưng là cô nàng này ngoại trừ ban đêm tới ở, thời gian khác đều ở bên ngoài, coi như trở về nàng cũng rất ít bồi lão gia tử nói chuyện phiếm. Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết đến thời điểm, lão gia tử đang ngồi ở trước cửa xem mưa, rất có điểm trông mòn con mắt ý tứ. Hứa Thuần Lương đem thổ đặc sản buông xuống, Mai Như Tuyết kêu một tiếng Hứa Gia Gia. Hứa Trường Thiện cười nói, Tiểu Tuyết cũng tới. Hứa Thuần Lương nói, nàng đi đường sắt cao tốc đứng tiếp ta không phải ta phải đội mưa trở về. Hứa Trường Thiện nói sớm Tiểu Tuyết tới, ta liền chuẩn bị điểm ăn ngon. Hứa Thuần Lương nói, làm sao cái ý tứ, ta trở về liền không có tốt ăn. Hứa Trường Thiện nói, người ta Tiểu Tuyết là quý khách. Mai Như Tuyết nói, Hứa Gia Gia, ngài tuyệt đối đừng cùng ta khách khí như vậy. Hứa Thuần Lương nói, đúng đấy, sớm tối đều là người một nhà, ngài khách khí ngược lại không tốt. Mai Như Tuyết xinh đẹp đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói, các ngươi hai người trò chuyện, ta cùng Thuần Lương vừa mới trên đường mua chút kho đồ ăn, ta đi chuẩn bị một chút. Hứa Thuần Lương nói, ta từ Nguy Sơn Hồ mang đến tương vịt cùng trứng mặn, vất vả Mai Bí Thư. Hứa Trường Thiện cười nói, ta liền thích ăn Nguy Sơn Hồ trứng vịt muối, còn nói ta khách khí, người gọi thế nào người ta Mai Bí Thư. Mai Như Tuyết nói, Hứa Trấn Trưởng khó coi ta. Hứa Trường Thiện cười ha ha, lão nhân này cái gì đều hiểu, người ta vợ chồng trẻ liếc mắt đưa tình đâu, hắn để Hứa Thuần Lương đi giúp tay. Hứa Thuần Lương tiến vào phòng bếp lại bị Mai Như Tuyết chạy ra, để hắn hảo hảo bồi lão gia tử nói chuyện phiếm, cơm tối liền giao cho nàng. Hứa Trường Thiện hướng phòng bếp phương hướng nhìn một chút, thấp giọng nói, các ngươi lúc nào kết hôn a? Hứa Thuần Lương nhìn không được bật cười. Gia Gia lúc này mới đem hồi xuân đường kết thúc không có mấy ngày, liền không chịu ngồi yên, không vội, chúng ta đều còn trẻ, dự định trước bận bịu sự nghiệp. Hứa Trường Thiện nói, các ngươi sự nghiệp đều rất thành công, tuổi còn trẻ đều là một phương lãnh đạo, lại nói, bận bịu sự nghiệp cũng không thể chậm trễ thành ra a, thừa dịp ta hiện tại tay chân còn lưu loát, có thể giúp các ngươi mang hài tử. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài suy tính được thật chu đáo, chính ta vẫn còn con nít, thật không nghĩ tới sinh con sự tình. Hứa Trường Thiện nghiêm mặt nói, bất hiếu có ba vô hậu vi đại. Hứa Thuần Lương nói, Gia Gia, ngài vẫn là đem hồi xuân đường mở đi, tiếp tục như vậy nữa dễ dàng nhàn sinh ra sai lầm, nếu không dạng này, ta giúp ngài tìm kiếm cái bạn già, dù sao ngài thân thể còn cứng rắn. Tiểu tử thúi, ngươi nói bậy bạ gì đó, có tin ta hay không đánh ngươi a? Lúc này Trịnh Bồi An đến đây, trong tay mang theo vừa mua kho đồ ăn, nhìn thấy Hứa Thuần Lương cũng tại. Hô, Thuần Lương trở về. Hứa Thuần Lương thừa cơ thoát thân, Trịnh Thúc,
ngài bồi gia gia của ta trò chuyện, ta đi phòng bếp hỗ trợ. Hứa Trường Thiện há chịu buông tha hắn, ngươi lưu lại, để ngươi Trịnh thúc đi. Mai Như Tuyết nghe được Trịnh Bồi An thanh âm cũng ra chào hỏi. Trịnh Bồi An để Mai Như Tuyết nghỉ ngơi, trong phòng bếp sự tình hắn lành nghề. Hứa Trường Thiện nhắc nhở Hứa Thuần Lương cho Trân Thuần gọi điện thoại, để nàng về nhà đến ăn cơm chiều, cô nàng này mỗi ngày đi sớm về trễ, không biết bận rộn cái gì. Hứa Thuần Lương bấm Trân Thuần điện thoại, vừa vặn Trân Thuần đã tiến vào cư xá, nàng buổi chiều cùng Chu Đức Minh cùng đi đánh cầu lông, là Chu Đức Minh đưa nàng trở về. Hứa Thuần Lương không nghĩ tới bọn hắn trở lại Đông Châu liên hệ như thế mật thiết, cảm giác hai người phát triển được có chút nhanh, đã Chu Đức Minh đều tới, liền để Trân Thuần gọi hắn tới cùng nhau ăn cơm. Chu Đức Minh lần đầu đến nhà có vẻ hơi câu nệ, hắn cũng không có gì chuẩn bị, Trân Thuần là cái đại khái tính tình, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Chu Đức Minh nghĩ nghĩ, đem mình vừa mua cầu lông đập đưa cho Hứa lão gia tử, mặc kệ lễ vật có đúng hay không dù sao cũng so tay không mạnh. Hứa Trường Thiện nhìn thấy hắn đưa cho mình cầu lông đập, có chút sở khóc sở cười, hài tử, ta tay chân lẩm cẩm chơi không động này cái. Trân Thuần nói, ông ngoại, người ta tấm lòng thành, để ngài cầm ngài liền cầm lấy. Hứa Trường Thiện nói, đúng vậy, từ chối thì bất kính ta giữ lại về sau đập chăn mền. Tất cả mọi người nở nụ cười, Mai Như Tuyết bên kia đã đem đồ ăn dọn xong, chào hỏi mọi người ngồi vào vị trí. Trân Thuần nhìn thấy Mai Như Tuyết trên đầu châm phượng. Nhãn tình sáng lên, oa! Tuyết tỷ, người cái này cái châm cài đầu thật xinh đẹp. Mai Như Tuyết cười tay giơ lên nâng đỡ châm phượng, ca của ngươi đưa cho ta. Trân Thuần lại thấy được cổ tay nàng trên vòng tay phỉ thúy, oa! Tay này vòng tay tên hay quý a. Hứa Thuần Lương nói, người oa oa cái gì? Đến cùng địa phương nhỏ tới chưa thấy qua cái gì việc đời. Ông ngoại, biểu ca hắn luôn luôn đối của ta vực kỳ thị. Trân Thuần cáo lên hình. Hứa Trường Thiện cười nói, chuyện của các ngươi ta không lẫn vào. Lão nhân này thực chất bên trong trọng nam khinh nữ, trong lòng hắn cháu trai ruột so ngoại tôn nữ trọng yếu được nhiều. Trân Thuần thở phì phò nói, liền biết ngươi bất công, về sau ta không tới, để một mình ngươi trông coi như thế căn phòng lớn. Hứa Trường Thiện nói, ngươi làm không ai theo giúp ta. Biểu ca ngươi sau khi kết hôn, nhiều sinh mấy cái, chúng ta lão Hứa ra khẳng định nhân khẩu thịnh vượng. Lúc nói chuyện ý vị thâm trường nhìn Mai Như Tuyết một chút. Mai Như Tuyết gương mặt xinh đẹp nóng lên, lão gia tử câu nói này có ý riêng a. Hứa Thuần Lương lo lắng nàng xấu hổ, cười nói, mọi người nhanh ngồi, khó được trong nhà nhiều người như vậy, đều là người một nhà, ta liền không nhất nhất giới thiệu, Đức Minh, đừng khách khí a. Chu Đức Minh nhẹ gật đầu, ta cũng thích náo nhiệt. Hắn rất thích Hứa gia không khí, trong nhà hắn quy củ liền đặc biệt nhiều. Tại trước mặt cha mẹ phi thường câu nệ, gia đình như vậy không khí cũng tạo thành hắn bên trong hướng tính cách, càng là như thế, Chu Đức Minh càng là hướng tới dân chúng tầm thường nhà vui vẻ hòa thuận sinh hoạt. Chu Đức Minh bình thường không thế nào uống rượu, tại Hứa Thuần Lương khuyên bảo cũng uống một bình, Trân Thuần tử lượng không được, Mai Như Tuyết quay đầu phải lái xe, cho nên bọn họ hai người uống đổ uống. Trịnh Bồi An gần nhất nghiệp vụ bận rộn, thật vất vả buông lỏng một lần, hôm nay không có ý định rời đi, mở rộng chính thức uống. Hắn cũng nghe nói Hoa Niên tập đoàn đem phân viện bán đi tin tức, hướng Hứa Thuần Lương nghe ngóng chuyện này thật giả. Hứa Thuần Lương đem phân viện gần nhất phát sinh sự tình đơn giản nói một lần, mặc dù không có đề cập Chu Đức Minh cùng Trân Thuần tại công trường chuyện bị đánh, nhưng là Chu Đức Minh trong lòng minh bạch, mình tao ngộ có thể là Hoa Niên tập đoàn rời khỏi Nguy Sơn đảo dây dẫn nổ. Trịnh Bồi An cảm thán nói, ta hôm nay còn cùng cố viện trưởng đàm chuyện này. Cố viện trưởng cho Trường Hưng lưu lại tài phú cứ như vậy bị bọn hắn một chút xíu cho tiêu xài rơi mất. Mai Như Tuyết nói, Hoa Niên tập đoàn tình trạng tài chính cũng không lạc quan, bọn hắn hiện tại tập trung hết thảy lực lượng kiến thiết khu công nghệ cao hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện, hoàn toàn chính xác không có năng lực ứng đối tam tuyến khởi công, sớm một chút từ bỏ Nguy Sơn đảo kiện khang dưỡng lão bệnh viện hạng mục cũng vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Trịnh Bồi An nói, Xích Đạo vốn liếng 2 ức tiếp nhận. Hoa Niên tập đoàn cái gì đều không có ra liền mò được 2 ức, cái này không công bằng, cái này 2 ức hẳn là thuộc tại chúng ta Trường Hưng bệnh viện. Hứa Thuần Lương nói, công tư hợp doanh đều đã hoàn thành, hiện tại bàn lại 200 triệu thuộc về liền không có chút ý nghĩa nào. Mai Như Tuyết nói, Xích Đạo vốn liếng như vậy vội vã cầm xuống Nguy Sơn đảo bệnh viện có phải hay không còn có nguyên nhân khác. Hứa Thuần Lương nói, cái này cũng không rõ ràng, bản đến vẫn là có hy vọng để Hoa Niên tập đoàn vô điều kiện rút lui trận. Trong lòng của hắn quyết định chủ ý,
hai cái này ức khẳng định không thể để cho Hoa Niên tập đoàn dễ dàng như vậy lấy đi, bản thân cái này khởi chuyển nhượng liền trái với lúc trước hiệp nghị của bọn hắn. Xích đạo vốn liếng vòng qua Hồ Sơn Trấn trực tiếp tìm lãnh đạo cấp trên thúc đẩy chuyện này, rõ ràng là đối Hồ Sơn Trấn chính phủ không nhìn, không cho bọn hắn chút giáo huấn, về sau xích đạo vốn liếng còn không phải đi ngang. Hứa Trường Thiện đối bọn hắn chuyện công tác cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, kỳ thật ngay từ đầu hắn đối Trường Hưng bệnh viện làm cái gì hình thức đầu tư cổ phần liền không coi trọng, cảm thấy kia là chơi đùa lung tung, có vòng đóng lâu công phu còn không bằng nhiều suy nghĩ một chút làm sao đem chữa bệnh trình độ tăng lên, chỉ cần toàn bộ bệnh viện chữa bệnh trình độ tăng lên, còn sầu bệnh nhân không đến. Đảo lại nói, không quản các ngươi lâu đắp lên bao nhiêu xinh đẹp, bệnh viện thiết bị nhiều tiên tiến, nhưng nhân viên y tế trình độ không được, người ta bệnh nhân cũng không có khả năng tới. Phải biết bệnh nhân quan tâm nhất là thế nào đem bệnh chữa lành, mà không phải làm những này hư đầu ba não đổ vật. Hứa Trường Thiện đem quan điểm của hắn nói sau khi đi ra, cái thứ nhất nhảy ra phản đối là ngoại tôn nữ Trân Thuần. Trân Thuần cho rằng ông ngoại quan điểm lạc hậu, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, hiện tại mặc kệ cái gì ngành nghề đều không thể rời đi tuyên truyền, nàng mặc dù không phải y học nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng là nàng cũng rõ ràng chạy chữa điều kiện tầm quan trọng còn cầm Hồi Xuân Đường nêu ví dụ từ, nói Hồi Xuân Đường sở dĩ nhiều năm như vậy không có quá lớn phát triển cũng là bởi vì ông ngoại khuyết thiếu rất nhanh thức thời tinh thần. Hứa Thuần Lương biết cô nàng này mới mở miệng liền miệng lưỡi dẻo quẹo, lo lắng nàng gây lão gia tử không cao hứng, cười nói, chúng ta trò chuyện điểm khác, gia gia đều lớn tuổi như vậy, ngươi liền đừng hy vọng hắn rất nhanh thức thời. Hứa Trường Thiện nói, đúng đấy, ta đều về hưu, hiện tại chính là được chăng hay chớ. Trân Thuần nói, khó mà làm được, tại Hương Giang ngài lớn tuổi như vậy còn đang làm việc nhiều hơn. Chu Đức Minh nhìn không được nói một câu, đó là bởi vì bọn hắn không có hưu bổng. Trân Thuần nói, mặc dù không có hưu bổng chế độ, nhưng là có mạnh tích kim. Mai Như Tuyết nói, điểm này ta cũng có hiểu biết, tại nuôi lão phương bột, Hương Giang là không về nội địa, rất nhiều người già còn muốn đi ra ngoài làm công. Nguyên nhân căn bản chính là thu nhập vấn đề, bất quá bây giờ quốc gia chuyên môn nhằm vào Hong Kong cư dân khai thông nội địa xã bảo đảm phục vụ, chỉ cần tại nội địa ghi danh Hong Kong cư dân chứng thành có thể mua sắm xã bảo đảm, dạng này liền có được đa trọng bảo hộ. Nếu như Mai Như Tuyết không nói, những người khác hơn phân nửa là không biết cái này chính sách, Trân Thuần cảm thán nói, vẫn là chính chúng ta quốc gia tốt. Hứa Trường Thiện rất vui mừng ngoại tôn nữ đối quốc gia tán đồng cảm giác càng ngày càng cao. Bởi vì nàng lại không khỏi nhớ tới nhi tử Hứa Gia Hiên, nếu là nhi tử chịu về nước kia thì tốt biết bao, một mọi người người cùng nhau dòng dã cùng hưởng thiên luân chi nhạc, bất quá hắn cái này một nguyện vọng chỉ sợ tại sinh thời là khó mà thực hiện. Trịnh Bồi An lại nhắc lên bọn hắn chủ bị tân y viện mệnh danh vấn đề, Hứa Thuần Lương để ra ra cho khởi một cái. Hứa Trường Thiện nói, ta đều lạc hậu, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình liền không nhúng vào. Trân Thuần nở nụ cười, ông ngoại thế mà còn nhớ thù. Ta nói ngài không hiểu được rất nhanh thức thời cũng không phải nói ngài tụt hậu, làm cái bệnh viện danh tự còn không đơn giản. Hứa Thuần Lương nói, liền ngươi năng lực, ngươi như vậy năng lực ngươi hỗ trợ khởi một cái. Trân Thuần nói, liền gọi Trường Thiện bệnh viện. Hứa Trường Thiện vừa uống đến miệng bên trong một ngụm canh kém chút không có phun ra ngoài, cố nén nuốt xuống, ho khan hai tiếng nói, ngươi cái cô nàng không phải sạc chết ta mới tính xong. Hứa Thuần Lương cùng Trịnh Bồi An liếc mắt nhìn nhau. Hai người lại cảm thấy Trân Thuần cái tên này lên được không tệ, dùng lão gia tử danh tự đến một lần có ý nghĩa đặc thù, thứ hai còn có thể có chút danh nhân hiệu ứng, thứ ba Trường Thiện hài âm là chàng thiện, rất phù hợp bọn hắn hậu môn trực tràng chuyên khoa bệnh viện chủ đề. Hứa Thuần Lương nói, ta cảm thấy không tệ. Trịnh Bồi An gật đầu nói, ta cũng cảm thấy rất không tệ, sư phụ nếu là không phản đối chúng ta liền dùng cái tên này. Hứa Trường Thiện nói, ta làm sao không phản đối, ta khẳng định phải phản đối. Không tưởng nổi a. Trân Thuần để Chu Đức Minh nói hai câu. Chu Đức Minh nói, hiện tại lấy danh nghĩa cá nhân mệnh danh đơn vị càng ngày càng nhiều, ta cảm thấy dùng Hứa Gia Gia danh tự mệnh danh bệnh viện ý nghĩ rất tốt, đến một lần Hứa Gia Gia là Đông Châu chứ danh bác sĩ, tên của hắn bản thân liền ủng có nhất định quảng cáo hiệu ứng, thứ hai cái tên này đã khí quyển lại tràn đầy nhân văn quan tâm ý vị. Mai Như Tuyết nói, ta cũng cảm thấy đặc biệt phù hợp. Hứa Thuần Lương nói, Gia Gia, ngài sẽ không phải đối bệnh viện không có lòng tin a. Hứa Trường Thiện nói, ta đương nhiên có lòng tin chẳng phải là một cái tên nha, muốn dùng liền dùng ta chẳng qua là cảm thấy, các ngươi lúc đầu bệnh viện gọi Trường Hưng bệnh viện, hiện tại làm cái Trường Thiện bệnh viện, đây không phải muốn cùng người ta minh mắt trương gan làm đối kháng sao.
Trịnh Bồi An cười nói, chúng ta chính là tiểu đả tiểu nháo chuyên khoa bệnh viện, cùng Trường Hưng bệnh viện loại này tổng hợp tam giáp không thể so sánh, liền coi như chúng ta nghĩ, người ta cũng sẽ không đem chúng ta đương thành đối thủ. Triệu Phi Dương gần nhất tâm tình một mực không tốt, mặc dù Nguy Sơn đảo phân viện sự tình đã định xuống dưới, thế nhưng là hắn luôn cảm thấy không có cam lòng, loại này đến mà phục mất cảm giác để người đặc biệt tiếc nuối. Triệu Phi Dương chuyên tiến về Nam Giang tham gia Hoa Niên tập đoàn cùng Xích Đạo vốn liếng đàm phán. Bùi Lâm bởi vì thân thể nguyên nhân cũng không cùng nhau đi tới, kỳ thật nàng là vì để tránh cho xấu hổ. Triệu Phi Dương ký tên xong chuyển nhượng hiệp nghị cũng không lập tức trở về Đông Châu, mà là đi Từ Dĩnh quán trà. Nam Giang cũng nghênh đón một trận mưa xuân, hôm nay quán trà sinh ý có chút thanh đạm, Từ Dĩnh một mình bằng cửa sổ nghe mưa. Triệu Phi Dương xuất hiện để nàng có chút ngoài ý muốn, gần nhất nàng rất ít chủ động cùng Triệu Phi Dương liên hệ, thậm chí liền Triệu Phi Dương phụ thân qua đời sự tình cũng không biết, hai ngày trước nghe nói về sau, vốn định gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một dưới, có thể kiểm tra lo đến Triệu Phi Dương gần nhất tâm tình cùng tình cảnh, cú điện thoại này rốt cục vẫn là không có đánh. Từ Dĩnh nghe mưa thời điểm còn đang suy nghĩ mình có phải hay không nên về một chuyến Đông Châu, ở trước mặt an ủi một chút Triệu Phi Dương, nghĩ đến nhập thần thời điểm nhìn thấy một người che dù xuất hiện tại trong tầm mắt của mình. Trong mưa Triệu Phi Dương có vẻ hơi cô đơn, hắn mặc một thân quần áo màu đen, ống tay áo trên còn mang theo một cái hiếu chữ huy chương, cả người gầy gò rất nhiều. Từ Dĩnh thả ra trong tay chén trà, bước nhanh đuổi ra ngoài, tại Triệu Phi Dương đến trước khi đến đã mở cửa phòng ra. Phi Dương, sao ngươi lại tới đây? Triệu Phi Dương nói, đến Nam Giang đi công tác, thuận tiện đến xem lão bằng hữu. Từ Dĩnh từ trong tay hắn tiếp nhận dù che mưa, Triệu Phi Dương đi vào quán trà, Nam Giang quá lạnh, vẫn là ngươi trà này xã dễ chịu. Từ Dĩnh nói, Nam Giang so với Đông Châu muốn ẩm ướt một chút, bên này cũng không có hơi ấm. Triệu Phi Dương nói, có thể là tâm tình nguyên nhân đi. Từ Dĩnh nói, uống rượu sao? Triệu Phi Dương sửng sốt một chút, nơi này không phải quán trà sao? Bất quá hắn lập tức hiểu rõ ra Từ Dĩnh hẳn là nghe nói chuyện của hắn, là đang chiếu cố cảm thụ của hắn. Triệu Phi Dương cười nói, khách theo chủ liền. Từ Dĩnh dịu dàng cười nói, vậy liền uống trà. Nàng rất nhanh liền chuẩn bị xong đỏ bùn hỏa lô, dùng sắt ấm nấu một bình lão bạch trà, cái này sắt ấm vẫn là nàng từ Nghê Hồng mang tới. Triệu Phi Dương cũng có một con, là Từ Dĩnh đưa cho hắn, hắn về sau lại đưa cho phụ thân. Phụ thân thẳng đến qua đời đều không có sử dụng qua. Nếm thử một miếng màu hổ phách cháo bột, Triệu Phi Dương cảm giác ấm áp một chút. Từ Dĩnh nói, bá phụ sự tình ta mới nghe nói, ngươi làm sao không cho ta biết một tiếng. Triệu Phi Dương nói, sự tình phát sinh tương đối đột nhiên, ta đoạn thời gian kia trong đầu đều là trống không. Từ Dĩnh nhẹ gật đầu nàng có thể thông cảm Triệu Phi Dương tình trạng, ngươi cùng Bùi Lâm có hay không bởi vì việc này chịu ảnh hưởng. Triệu Phi Dương khóe môi hiện ra một nụ cười khổ, làm sao có thể không chịu ảnh hưởng. Ta bây giờ căn bản không cách nào đối mặt nàng, chỉ muốn gặp được nàng, liền sẽ nhớ đến ta cha. Từ Dĩnh nói, nàng cũng là người bị hại. 39. Triệu Phi Dương thở dài, đem trong tay chén trà buông xuống, nhìn qua ngoài cửa sổ nói, nếu để cho ta tìm tới người kia ta nhất định sẽ không tha hắn. Từ Dĩnh nói, bi kịch đã tạo thành, Triệu bá bá nếu như dưới suối vàng có biết. Nên không nghĩ hôn nhân của các người bởi vì người khác âm mưu mà hủy đi. Triệu Phi Dương lắc đầu, cha ta chưa hề xem trọng qua hôn nhân của chúng ta, nếu như lúc trước ta nghe hắn, không có lựa chọn cùng Bùi Lâm kết hôn, cha ta còn êm đẹp còn sống, là ta hại chết cha ta. Hắn vành mắt đỏ lên, nhiều ngày như vậy đến nay, hắn cuối cùng có thể tìm được một cái thích hợp thổ lộ hết đối tượng, không giữ lại chút nào nói ra giấu ở trong lòng. Từ Dĩnh yên lặng giúp hắn nối liền trà, đâu chỉ phụ thân của hắn. Kỳ thật chung quanh đa số người đều nhìn ra hắn cùng Bùi Lâm hôn nhân là sẽ không hạnh phúc, nhưng là Triệu Phi Dương vẫn chấp mê dứt khoát. Từ Dĩnh nhớ kỹ thời đại học Triệu Phi Dương là bực nào hăng hái siêu quần bạt tụy, đi đến công việc cương vị về sau, hắn cũng rất nhanh đã chứng minh tự thân năng lực, nàng vẫn cho là dạng này người sẽ tiền đồ vô hạn, nhưng mấy năm gần đây không biết là duyên cớ gì, Triệu Phi Dương như là đi vào một cái ngõ cụt, tướng đi qua ưu thế dần dần tiêu hao hầu như không còn. Từ Dĩnh cũng không chỉ một lần cân nhắc qua vấn đề này, có lẽ là nàng tướng Triệu Phi Dương nghĩ đến quá mỹ hảo, có lẽ Triệu Phi Dương trước đây một đường đi được quá thuật, không có trải qua chân chính ngăn trở, một khi gặp được chân chính thí nghiệm liền lập tức hiện nguyên hình, Triệu Phi Dương khi xử lý việc lớn đầu não cũng không phải là như vậy thanh tỉnh. Từ Dĩnh nhớ kỹ có vị vĩ nhân nói qua,
quá sớm thành thục người đều tồn tại hoặc nhiều hoặc ít tâm lý thiếu hụt, một phần trong đó người quen thuộc tại dùng kinh nghiệm đi làm việc, còn có một bộ phận người thích dùng thành thục đi che giấu tự thân nhược điểm, cuối cùng lấy được thành tựu phản chẳng bằng người bình thường. Liên Liên Từ Dĩnh mình cũng kinh lịch đồng dạng tâm lý lịch trình, đại học thời điểm nàng xem Triệu Phi Dương làm thần tượng, cho là hắn không gì làm không được, đi đến xã hội về sau, phát hiện Triệu Phi Dương có một số việc trên cũng tồn tại khuyết điểm, trải qua những năm này lịch luyện, lại nhìn Triệu Phi Dương, liền phát hiện trên người hắn tồn tại quá nhiều khuyết điểm cùng không thành thục địa phương. Là mình trở nên già dặn, vẫn là Triệu Phi Dương một mực dậm chân tại chỗ dừng bước không tiến đâu. Từ Dĩnh hỏi Triệu Phi Dương đến Nam Giang nguyên nhân. Triệu Phi Dương tướng phát sinh ở Nguy Sơn đảo sự tình nói, Từ Dĩnh cũng hết sức quen thuộc Hứa Thuần Lương, cho nên hắn không cần thiết giấu giếm cái gì. Từ Triệu Phi Dương góc độ đàm Hứa Thuần Lương đến Nguy Sơn đảo sở tác sở vi, khó tránh khỏi có chút tức giận bất bình, hắn cho rằng Hứa Thuần Lương rời đi Trường Hưng về sau làm hết thảy chính là vong ân phụ nghĩa. Góc độ khác biệt đối đãi chuyện thái độ liền không phải một dạng, Từ Dĩnh mặc dù đồng tình Triệu Phi Dương gần đây tao ngộ, nhưng là nàng cũng không cho rằng Hứa Thuần Lương có cái gì quá phận địa phương, đã Hứa Thuần Lương đã đi Hồ Sơn Trấn hắn làm hết thảy đều là muốn giữ gìn Hồ Sơn Trấn lợi ích. Triệu Phi Dương nói, hắn hiện tại vẫn chỉ là điều tạm hắn biên chế tại Trường Hưng, bưng Trường Hưng bắt nện Trường Hưng nồi, người nói tiểu tử này có thể hay không hận. Từ Dĩnh nhàn nhạt nở nụ cười, đây còn không phải là theo ngươi học. Triệu Phi Dương sửng sốt một chút, hắn rất nhanh liền minh bạch Từ Dĩnh ý tứ. Hắn một tay thúc đẩy Trường Hưng bệnh viện từ chế độ công hữu hướng công tư hợp doanh chuyển biến, rất nhiều người đều ở sau lưng nói hắn như vậy, Triệu Phi Dương lắc đầu, ta cùng hắn không phải một dạng, ta là vì Trường Hưng tốt hơn phát triển. Từ Dĩnh nói, Phi Dương, ta phát hiện ngươi rất am hiểu là hành vi của mình tìm lý do. Triệu Phi Dương nhíu mày, chính mình lúc trước điểm xuất phát chính là như thế, hắn là vì Trường Hưng tốt hơn phát triển, hắn muốn mang lĩnh Trường Hưng toàn thể nhân viên y tế trọng trấn Trường Hưng. Để Trường Hưng trở thành toàn bộ giang hoài địa khu chữa bệnh thị trường nhân vật thủ lĩnh, vì cái gì cố gắng của mình liền không ai nhìn thấy, liền Từ Dĩnh cũng nói như vậy. Từ Dĩnh nói, người dám nói mình thôi động Trường Hưng cải cách liền không có một chút tư tâm. Triệu Phi Dương nói, ta dám nói mình từ đầu đến cuối đem tập thể lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Từ Dĩnh nhẹ giọng thở dài nói, khả năng đi qua ngươi dạng này nghĩ tới, nhưng là ngươi sẽ bị hiện thực cải biến, chính ngươi thậm chí đều không có ý thức được loại sửa đổi này. Sáng hai mắt nhìn qua Triệu Phi Dương, người một mực khát vọng thành công, người phi thường rõ ràng, sự cấp có thể là người hoạn lộ đỉnh phong, cho nên người mới có chuyển đổi trận doanh ý nghĩ. Triệu Phi Dương nói, không phải, ta sở dĩ quyết định từ đi công chức là bởi vì Bùi Lâm, ta lo lắng có người cầm chuyện này làm văn chương. Từ Dĩnh nói, ta trước đây cũng một lần nghĩ như vậy qua, nhưng về sau ta mới ý thức tới, người từ đi công chức cũng không phải là vì Bùi Lâm. Ngươi không thể là vì một nữ nhân đi hy sinh tiền đồ của mình, nếu như ngươi tại sĩ đồ trên còn có rất lớn lên cao không gian, ngươi thậm chí sẽ không ở Bùi Lâm trước mặt buông lỏng cảnh giác, Phi Dương, ngươi rất ưa thích kiếm cớ, luôn yêu thích đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Triệu Phi Dương trong lòng khẽ giật mình, hắn lặng lẽ phản hỏi mình. Có sao, ta là hạng người như vậy sao? Từ Dĩnh nói, ngươi là đối với mình có rất cao kỳ vọng người, ngươi từ lúc còn trẻ liền phi thường tự phụ. Mặc dù ngươi đã là Đông Châu hệ thống vệ sinh trẻ tuổi nhất sự cấp cán bộ, nhưng là ngươi vẫn chưa đủ, ngươi cho rằng tự thân năng lực không nên dừng bước ở đây, ngươi còn muốn đi đến càng xa. Triệu Phi Dương nhấp một ngụm trà dùng để che giấu nội tâm bất an. Từ Dĩnh nói, nếu như ngươi an tâm đương Trường Hưng bệnh viện viện trưởng, có lẽ ngươi có thể trở thành một cái rất tốt viện trưởng. Triệu Phi Dương nói, chữa bệnh thị trường cạnh tranh phi thường kịch liệt. Nếu như ta an vu hiện trạng liền trông coi Trường Hưng kia một mẫu ba phần đất, sớm muộn gì cũng phải bị cái này thị trường đào thải. Từ Dĩnh nói, chỉ là dã tâm của ngươi kiếm cớ thôi, kỳ thật ngươi làm công tư hợp doanh chân chính mục đích vẫn là vì thực hiện ngươi hoành đồ đại trí, ngươi cũng không phải là Trường Hưng nhân viên cân nhắc, hoặc là nói ngươi không có có đem bọn hắn đặt ở vị thứ nhất, một cái chân chính tướng nhân viên lợi ích thả tại vị trí thứ nhất người lãnh đạo, là sẽ không mang lấy bọn hắn mạo hiểm. Triệu Phi Dương trong ánh mắt toát ra mấy phần thất vọng, hắn luôn luôn coi là Từ Dĩnh là hiểu rõ nhất mình người, thế nhưng là tại sự miêu tả của nàng bên trong, mình thành một cái cực độ tự tư, chuyên quyền độc đoán, đưa toàn thể nhân viên lợi nhờ vào không để ý người. Từ Dĩnh nói, ta mặc dù không biết ngươi cho Trường Hưng mang đến cái gì, nhưng là ta lại thấy được ngươi không ngừng nhượng bộ. Ngươi đã từng nói, muốn tại Bùi Lâm nhúng tay Trường Hưng sự tình trên kiên trì lập trường của mình,
nhưng hiện thực lại là nàng trở thành Hoa Niên lớn khỏe mạnh người phụ trách, thậm chí tiến vào Gia Niên Bách Hóa Ban Giám Đốc. Triệu Phi Dương nói, nàng tiến vào Ban Giám Đốc không phải ta có thể quyết định, là Đường Kinh Vĩ một tay an bài. Từ Dĩnh nói, ngươi có hay không phản đối? Triệu Phi Dương không nói gì. Từ Dĩnh thở dài nói, Phi Dương, người không thể chỉ lo chạy về phía trước đường, nên lúc ngừng lại vẫn là phải dừng lại nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ thật kỹ, vì cái gì người chung quanh sẽ rời đi ngươi. Không muốn luôn muốn đừng người trách nhiệm, là thời điểm suy nghĩ tỉ mỉ một chút tự thân vấn đề. Triệu Phi Dương nói, ta sẽ cân nhắc. Từ Dĩnh cho hắn tục chén trà, Phi Dương, ta hôm nay nói đến có chút nhiều, chỗ không đúng ngươi nhiều thông cảm. Triệu Phi Dương cười đến có chút đắng chát chát, bên cạnh ta đã có rất ít nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu. Sau bữa cơm chiều, Hứa Thuần Lương mang theo Chu Đức Minh đi thăm một chút nhà hắn biệt thự, Chu Đức Minh cảm khái nói, sớm biết học y như thế kiếm tiền, ta lúc đầu cũng lựa chọn học y. Hứa Thuần Lương nói, biệt thự này là cha ta mua, cùng có học hay không y không quan hệ, mà lại ta cũng không phải bác sĩ. Chu Đức Minh nói, đúng rồi, Hoa Niên tập đoàn từ Nguy Sơn đảo rút vốn sự tình cùng chúng ta không sao chứ. Hứa Thuần Lương lắc đầu, đừng suy nghĩ nhiều, là Hoa Niên tự thân vấn đề, bọn hắn tài vụ xảy ra trạng huống, mà lại Nguy Sơn đảo bệnh viện nhân viên y tế một mực tại tìm kiếm duy quyền, trên thực tế phân viện đã thành Hoa Niên tập đoàn trong mắt gân gà, cùng dạng này không ngừng tiêu rông dài không bằng kịp thời dừng tổn hại, còn có thể thu được một bút khả quan chuyển nhượng kim. Chu Đức Minh nói, ta đối thể chế bên trong sự tình không có hứng thú, cha ta cũng nói ta là con mọt sách, không thích hợp tham chính. Tốt nhất vẫn là tại trong đại học thành thật thật nghiên cứu học vấn. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi cũng không phải con mọt sách, ngày đó ngươi tại Nguy Sơn đảo biểu hiện được vẫn là rất dũng cảm, ngay cả ta đều không nghĩ tới. Chu Đức Minh ngượng ngùng nở nụ cười, nói câu không sợ ngươi chê cười, ta từ nhỏ đến lớn không có cùng người đánh qua một trận, ngày đó là lần đầu tiên. Thạch Trương Ngư Phẩm 3015 chữ 202 3.04 2607-48 Hứa Thuần Lương nói, đánh nhau cũng không phải chuyện gì xấu, nam nhân muốn chân chính thành thục, đánh nhau là cần phải trải qua lịch luyện quá trình. Chu Đức Minh cười nói, từ ta lúc nhỏ, mẹ ta sẽ giáo dục ta không muốn cùng người ta đánh nhau, nàng nói đánh nhau đều là xấu hài tử, hiện tại ta mới phát hiện, nghe mẹ nói không nhất định đều là đúng. Hai người cùng một chỗ nở nụ cười, Hứa Thuần Lương ý thức được mỗi hài tử ngoan kỳ thật đều có một viên sao động tâm. Chu Đức Minh lại căn dặn hắn. Không cần tiếp tục truy cứu những cái kia bảo an trách nhiệm, kỳ thật những cái kia bảo an cũng chỉ là phục tùng mệnh lệnh, tình huống lúc đó chính là hiểu lầm, không cần thiết không phải để người ta cho làm vào ngục giam đi. Hứa Thuần Lương đáp ứng, hắn cũng không muốn tướng chuyện này làm lớn chuyện, một khi ảnh hưởng mở rộng, làm không tốt sẽ chọc cho ra rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ban đêm Hứa Thuần Lương bồi tiếp Mai Như Tuyết đi thương trường đi dạo, trên đường Mai Như Tuyết nói cho Hứa Thuần Lương một việc. Nguy Sơn đảo Nguyệt Nha Loan chỉnh đốn và cải cách về sau, Hà Điền Điền mang nữ nhi đi tới Đông Châu, tại gác chuông khu mở một nhà nhỏ tiệm cơm, sinh ý cũng không tệ lắm, hai ngày trước đi tìm mình, mời nàng hỗ trợ tìm quan hệ giải quyết tiểu tư nam đi học vấn đề. Gác chuông khu tốt nhất tiểu học là Thanh Xuân Lộ tiểu học, Hà Điền Điền lần này rời đi Đông Châu trong đó một cái nguyên nhân chính là muốn cho nữ nhi tốt hơn giáo dục, phụ thân nàng Hà Thủ Nhân mặc dù đang giáo dục hệ thống làm cả một đời. Nhưng là đã về hưu không có quan hệ gì, lại càng không cần phải nói là tại Đông Châu. Mai Như Tuyết biết Tần Chính Dương phu nhân Lý Văn Tĩnh chính là Thanh Xuân Lộ tiểu học hiệu trưởng, cùng mình mở miệng còn không bằng để Hứa Thuần Lương mở miệng, dù sao hai người bọn họ hiện tại là trong công tác cộng tác. Hứa Thuần Lương cười đáp ứng xuống, hắn lập tức liền cho Tần Chính Dương gọi điện thoại. Tần Chính Dương sững sờ cũng không đánh liền đáp ứng, mặc dù bây giờ nhập học danh ngạch khẩn trương. Nhưng là lão bà của hắn trong tay vẫn là có danh ngạch, bình thường cái này danh ngạch đều là cho hắn sử dụng, tặng lễ không nhất định phải dùng vật thật, Tần Chính Dương muốn tại thể chế bên trong đi lên, các mặt quan hệ cũng phải cần đánh điểm, chỉ bằng lấy cái đôi này kia chút tiền lương còn thiếu rất nhiều, cho nên quan hệ đổi thành liền thành thực tế nhất lựa chọn. Loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, mặc dù không thể nói cỡ nào quang minh chính đại, thế nhưng không tính trái với nguyên tắc, thích hợp lợi dụng một chút trong tay tài nguyên. Tăng lên mình đồng thời là càng phạm vi lớn nhân dân phục vụ luôn luôn là đa số cán bộ tôn chỉ. Mai Như Tuyết nghe nói hắn nhanh như vậy liền đem sự tình làm xong, bởi vậy phán đoán hắn cùng Tần Chính Dương hiện tại quan hệ phi thường ăn ý, không phải Tần Chính Dương cũng sẽ không như thế thống khoái đáp ứng, phải biết Thanh Xuân Lộ tiểu học danh ngạch đã bị người xào đến 10 vạn,
Tần Chính Dương cho Hứa Thuần Lương nhân tình này cũng không nhỏ. Mai Như Tuyết lôi kéo Hứa Thuần Lương đi mua quần áo cho hắn, Hứa Thuần Lương biểu thị làm hai thân quần áo thể thao là được rồi, hắn tại lối ăn mặc không thế nào giảng cứu, chủ yếu đổ cái dễ chịu. Đi vào cửa hàng lại gặp được người quen, lại là lúc trước tại đẹp vô cùng ngực lớn nhận biết Trung Nguyệt Cầm, hai người đã từng cộng tác bán qua thanh lương cao. Đông Châu mấy nhà nổi danh vận động nhãn hiệu đều là nàng tại đại diện, Trung Nguyệt Cầm vẫn nhớ kỹ Hứa Thuần Lương lúc trước cho trợ giúp của mình, nhiệt tình biểu thị để hắn tùy tiện tuyển, nhìn kỹ một mực lấy đi. Hứa Thuần Lương nói, Trung đại tỷ, ngài cho ta cái tiến giá là được, nếu thật là tặng không, ta liền đi. Trung Nguyệt Cầm cũng chỉ đành đáp ứng. Mai Như Tuyết biết Hứa Thuần Lương độ đối chọn lựa quần áo đã không hứng thú cũng không thông thạo, để bọn hắn trò chuyện, mình đi xem một chút. Các loại Mai Như Tuyết rời đi về sau, Trung Nguyệt Cầm cười hì hì nói, tiểu Hứa, có thể a, bạn gái thật xinh đẹp a. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không kém a. Trung Nguyệt Cầm cười nói, đúng thế, tuấn tú lịch sự, chúng ta cùng một chỗ ngực lớn có mấy vị giàu phu nhân đều coi trọng ngươi. Hứa Thuần Lương như thế ra mặt dày đều lúng túng, đại tỷ ngài đừng nói giỡn. Trung Nguyệt Cầm cười khanh khách nói, ngươi đừng hiểu lầm, người ta là muốn cho ngươi làm con rể, còn nắm ta giới thiệu cho ngươi đối tượng đâu, đúng, ta hai ngày trước từ hồi xuân đường qua, phát hiện các ngươi tại sao đóng cửa. Hứa Thuần Lương đem ra quyết định về hưu sự tình nói cho nàng. Trung Nguyệt Cầm vốn cho rằng Hứa Thuần Lương bây giờ còn đang trường hưng, không nghĩ tới kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Người ta hiện tại cũng đã là Hồ Sơn trấn phó trấn trưởng. Trung Nguyệt Cầm trò chuyện lên Bùi Ngọc. Bùi Ngọc hiện tại mở một nhà chữa bệnh thiết bị công ty trách nhiệm hữu hạn, sinh ý làm được hồng hồng hỏa hỏa. Hứa Thuần Lương một đoán chuyện này liền cùng Bùi Lâm có quan hệ. Cho tới nay Bùi Ngọc đều cùng Bùi Lâm cộng tác làm ăn. Hai người một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối. Ném đầu lộ mặt sự tình trên cơ bản đều là Bùi Ngọc đang làm. Nữ nhân đều thích bát quái. Trung Nguyệt Cầm trò chuyện khởi Bùi Lâm kết hôn bất nhã video sự tình, sự kiện kia mặc dù cảnh sát giúp cho làm sáng tỏ, nhưng là dân chúng vẫn mang tính lựa chọn tin tưởng ảnh chụp đều là thật, cái này cũng khó trách, mọi người thường thường càng ưa thích mình cảm thấy hứng thú tin tức. Hứa Thuần Lương mặc dù đối Bùi Lâm khó chịu, nhưng có phải thế không phía sau bàn lộng thị phi người, hắn giúp đỡ làm sáng tỏ nói, đại tỷ, ngươi không tìm hiểu tình huống, cảnh sát đã tra rõ, những hình kia là có người ác ý PS nghi phạm đã bắt được. Trung Nguyệt Cầm nói, con ruồi không đinh không có khe hở trứng, cái kia Bùi Lâm bản thân liền có vấn đề, nàng một cái nho nhỏ y dược đại biểu làm sao bò nhanh như vậy, còn không phải dựa vào nàng bản thân có chút tư sắc lại thông suốt được ra ngoài. Bởi vì đẹp vô cùng ngực lớn sự tình, nàng đối Bùi Lâm không có cảm tình gì. Hứa Thuần Lương không muốn cùng nàng trò chuyện đi xuống, trò chuyện tiếp chính mình cũng thành người nhiều chuyện. Còn tốt Mai Như Tuyết đã giúp hắn chọn tốt quần áo, Trung Nguyệt Cầm cho cái nhập hàng giá. Trả tiền lúc ra cửa, đối diện gặp cũng tới dạo phố Bùi Lâm, Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này Đông Châu chỗ ngồi thật là đủ tà, nhắc Tào Tháo liền đến. Bùi Lâm bụng dưới đã sơ hiện quy mô, một người cầm hài nhi vật dụng, nhìn thấy đâm đầu đi tới Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết, nàng sửng sốt một chút, chợt trên mặt hiện ra ý cười, nha, trùng hợp như vậy a. Mai Như Tuyết hướng nàng lễ phép tính mỉm cười gật đầu, Hứa Thuần Lương cười nói, Bùi tổng dạo phố đâu? Bùi Lâm nâng tay lên bên trong hài nhi vật dụng, chuẩn bị sớm. Hứa Thuần Lương không có ở chung quanh nhìn thấy Triệu Phi Dương, một người. Bùi Lâm nói, Triệu Phi Dương cũng không như quan tâm, ta hiện tại xem như minh bạch, khó quái mọi người đều nói hảo nữ không gả hai cưới lang. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, lúc trước ngươi còn không phải đem Triệu Viện thổi phồng đến mức nhân gian ít có, ta nhìn ngươi là thẩm mỹ mệt nhọc. Bùi Lâm ý vị thâm trường nói, hắn người nào? Người còn không rõ ràng lắm sao? Trong lời nói rõ ràng đối Triệu Phi Dương tràn đầy oán niệm. Hứa Thuần Lương cũng không muốn tại nữ nhân này trên thân thật lãng phí thời gian, không có ý tứ a, phim nhanh mở màn, hôm nào trò chuyện tiếp. Bùi Lâm nói, vậy các ngươi nhanh đi. Các loại Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết rời đi về sau, nàng quay người nhìn qua bóng lưng của hai người, trong lòng tràn đầy hâm mộ, sờ lấy bành long bụng dưới, nhớ tới Triệu Phi Dương kia ghét bỏ mắt thần, trong lòng càng bất bình. Nàng nhớ ra cái gì đó, lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, bà, ngài ở nhà a, ta cho ngài mua ít đồ, cái này đưa qua. Mai Như Tuyết đưa Hứa Thuần Lương trên đường trở về, thói quen mở ra radio, vừa lúc là buổi chiều tin tức thời gian, một thì tin tức đưa tới Hứa Thuần Lương chú ý. Gần đây Tế Châu Cục Công an nước cảnh chi đội phá được cùng một chỗ lợi dụng tàu hàng bán văn vật vụ án,
bắt được người hiểm nghi phạm tội 57 người, đoạt lại các loại văn vật kế 2.300 dư kiện. Hứa Thuần Lương nghe xong lập tức liền nghĩ đến tối hôm qua chợ quỷ kinh lịch, hẳn là vụ án này, xem ra bọn hắn rời đi không lâu sau, cảnh sát liền tiếp vào tin tức khai thác toàn diện hành động. Hứa Thuần Lương cũng cảm thấy có chút gặp may mắn hạnh, nếu như mình chậm thêm đi một hồi, chẳng phải là cũng muốn lâm vào cảnh sát trong vòng vây, mặc dù mình không làm cái gì, nhưng loại kia tình trạng hạ cũng nói không rõ. Hứa Thuần Lương lấy điện thoại cầm tay ra tìm tòi một chút cái tin tức này, từ trên mạng tìm được mấy chương hiện trường hình ảnh, quả nhiên, chính là dùng để xây dựng chợ quỷ đầu kia tàu hàng, trên tấm ảnh nhìn thấy một đám không kịp đào tẩu nghi phạm ngồi xổm trên bong thuyền xếp thành một loạt. Còn có mấy tấm hình biểu hiện ra đoạt lại tang vật, xem ra cảnh sát hành động đạt được thành công lớn. Hứa Thuần Lương không khỏi nhớ tới Lưu Hải Dư, lần hành động này sẽ không phải là hắn hướng cảnh sát cung cấp tình báo a. Chuông điện thoại di động đánh gãy Hứa Thuần Lương trầm tư, hắn nhìn thoáng qua dãy số, lại là Loan Ngọc Xuyên. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ Mặc Hàm tại mình nơi này đụng phải cái đinh, hiện tại liền Loan Ngọc Xuyên đều xuất động. Có thể thấy được những cái kia xương rồng trong lòng bọn họ địa vị sao mà trọng yếu. Loan Ngọc Xuyên nay trời đã tới Đông Châu, chủ yếu là cùng nơi đó quan viên chính phủ gặp mặt, trao đổi đầu tư Đông Châu sự tình. Loan Ngọc Xuyên gọi cú điện thoại này mục đích là nghĩ tiến về Hồi Xuân Đường tiếp một chút Hứa lão tiên sinh, Hứa Thuần Lương cứu tính mạng của hắn, hắn đến Đông Châu về tình về lý đều nên đi ân nhân cứu mạng trong nhà bái phỏng một chút. Hứa Thuần Lương cho rằng Loan Ngọc Xuyên chỉ là lý do thôi. Nhưng là người ta đường xa mà đến, nếu như tránh mà không thấy cũng không lễ phép, huống chi Xích đạo vốn liếng đã bắt đầu bố cục Nguy Sơn đảo, về sau bọn hắn tránh không được liên hệ trước tìm một chút hắn mục đích. Hứa Thuần Lương cùng Loan Ngọc Xuyên hẹn xong thời gian, cúp điện thoại, hướng Mai Như Tuyết nói, Xích đạo vốn liếng Loan Ngọc Xuyên, hắn muốn tới nhà của ta tiếp gia gia của ta. Mai Như Tuyết nói, hôm nay Chu thư ký tự mình tiếp thấy hắn, cảnh bí thư tiếp khách, nghe nói Xích đạo vốn liếng muốn tại Đông Châu bố cục. Lần này đầu tư không nhỏ. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, như thế xem ra Loan Ngọc Xuyên người này mặt bài không nhỏ, Nguy Sơn đảo hẳn là quan trọng nhất, Nguy Sơn đảo bệnh viện chuyển nhượng hiệp nghị bọn hắn đã ký tên, trước mắt đang cùng Đại Hằng đàm phán dự định tiếp nhận Đại Hằng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn hạng mục. Mai Như Tuyết nói, Xích đạo vốn liếng nếu như có thể tướng hai cái hạng mục đều cầm xuống, đối Hồ Sơn trấn là một chuyện tốt, có thể thống nhất quy hoạch, phòng ngừa bên trong hao tổn. Dừng lại một chút lại nói, đối ngươi cũng là chuyện tốt. Hứa Thuần Lương nói, cùng ta giống như không có quan hệ gì a. Có, ngươi về sau cùng Mặc Hàm chẳng phải trải qua thường gặp mặt. Mai Như Tuyết lúc nói lời này có chút chua chua. Hứa Thuần Lương cười ha ha, làm sao có chút mùi giấm. Mai Như Tuyết nói, ta mới lười nhác khen ngươi là ngươi chạy không được, không phải ngươi mạnh cầu không được, ngươi nói có đúng hay không. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Công việc cùng giao tình muốn tách ra, tuyệt đối không nên nói nhập làm một. Hứa Thuần Lương nói, cần tuân Mai Bí Thư chỉ thị. Mai Như Tuyết nở nụ cười, được rồi, đừng Mai Bí Thư dài Mai Bí Thư ngắn, gần nhất trong thành phố tiến hành cơ cấu cải cách, thành lập khu công nghệ cao quản ủy hội, Cảnh Văn Tuấn đồng chí đảm nhiệm khu công nghệ cao quản ủy hội đảng công quan lớn, mới tăng một vị quản ủy hội chủ nhiệm, chức vị của ta cũng sẽ phát sinh biến động. Hứa Thuần Lương nói, mới tăng quản ủy hội chủ nhiệm là ngươi. Mai Như Tuyết lắc đầu nói, ta tư lịch không đủ, hẳn là quản ủy hội phó chủ nhiệm, cảnh bí thư khẳng định là muốn đi lên, đoán chừng rất nhanh liền Đông Châu đảng tổ thành viên. Hứa Thuần Lương tại Hồ Sơn trấn trong khoảng thời gian này cũng không phải toi công lăn lộn, đoán chừng Cảnh Văn Tuấn chẳng mấy chốc sẽ trở thành phó thị, hắn thăng chức về sau khu công nghệ cao cấp lãnh đạo còn sẽ phát sinh biến động, 8-9 phần 10 cái này quản ủy hội chủ đảm nhiệm liền sẽ rơi vào Mai Như Tuyết trên đầu. Hứa Thuần Lương thầm than Mai Như Tuyết tiến bộ nhanh chóng, mình cũng phải thêm chút sức, không phải đời này cũng phải bị Mai Như Tuyết đè ở phía dưới. Nam nhân A, ai không sĩ diện, ta cũng nghĩ ở phía trên. Mai Như Tuyết nói cho Hứa Thuần Lương, lần này biến động lớn nhất chính là thành lập văn lữ cục, bởi vì Hán Nguyên suối nước nóng cho Đông Châu mang tới ảnh hưởng trái chiều, để cấp lãnh đạo rút kinh nghiệm xương máu, bọn hắn quyết định cải biến Đông Châu văn lữ hệ thống cơ cấu quá phân tán rườm rà hiện trạng, tướng cục du lịch. Cục văn hóa khảo cổ, văn hóa cục ba cục sát nhập, cứ như vậy đầu tiên tinh giản chính là các cục lãnh đạo. Bị Chu thư ký từ kinh thành gọi đến truyền quốc dân, có thể nói là thụ mệnh tại nguy nan thời điểm, đã xác định là Đông Châu văn lữ cục cục trưởng kiêm đảng tổ bí thư, nguyên văn hóa cục cục trưởng Lý Ngọc Sơn đảm nhiệm đảng tổ phó thư ký, nguyên văn vật cục cục trưởng Trần Định Quân đi giả khoa hiệp, kỳ thật chính là từ cương vị lãnh đạo trên lui ra tới,
Cục Văn hóa Khảo cổ Phó Cục trưởng Thiếu Đông đảm nhiệm Văn lữ Cục Phó Cục trưởng, cũng phụ trách văn vật bảo hộ tương quan công việc. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, cứ như vậy truyền quốc dân quyền lực lại lớn, ba cục hợp nhất, phạm vi quản hạt so với quá khứ lớn gấp ba. Mai Như Tuyết lại cho rằng Đông Châu văn lữ công việc không dễ làm, Đông Châu mặc dù lịch sử lâu đời nhưng là bởi vì cái này địa phương từ cổ chí kim đều là binh gia vùng giao tranh, chiến loạn không ngừng, trên mặt đất bảo đảm lưu lại di tích cổ không nhiều. Bản thân cũng không có danh sơn đại xuyên loại hình tự nhiên cảnh quan, tiến vào thế kỷ 20 đến nay, nơi đó đại lượng khai thác than đá, đối nhau thái tạo thành ảnh hưởng rất lớn, trở thành tài nguyên khô kiệt thành thị. Hiện tại cái gọi là một nửa thanh sơn một nửa hồ, thanh sơn đều là độ cao so với mặt biển hơn 100 mét gò nhỏ lăng, hồ trên cơ bản đều là hồ nhân tạo cùng sụp đổ khu, có thể nói Đông Châu lớn nhất tự nhiên hồ nước chính là Nguy Sơn Hồ, còn cùng Tế Châu cùng hưởng. Đông Châu tướng cấp quốc gia nghỉ phép khu trung tâm định tại Nguy Sơn Đảo, chính là nghĩ dựa vào nơi này được trời ưu ái tự nhiên phong quang. Hứa Thuần Lương hỏi thăm một chút Phạm Lý Đạt, Mai Như Tuyết không có đặc biệt lưu ý, trong ấn tượng người này cũng chưa từng xuất hiện tại văn lữ cục ban lãnh đạo bên trong. Phạm Lý Đạt thành vì quốc gia cấp nghỉ phép khu bộ chỉ huy chủ nhiệm, Hứa Thuần Lương vốn cho là hắn nhận lấy trọng dụng, 89 phần 10 muốn kế nhiệm du lịch cục trưởng đâu, nhưng ai có thể nghĩ tới kế hoạch không bằng biến hóa. Hiện tại lại thành lập văn lữ cục, quốc gia này cấp nghỉ phép khu bộ chỉ huy liền trở nên có chút nửa vời, đoán chừng liền Phạm Lý Đạt chính mình cũng không biết rõ hắn định vị. Mai Như Tuyết nói cho Hứa Thuần Lương, cũng không phải là tất cả lãnh đạo đều có được bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý năng lực, cũng không ít cùng cầu hùng tách ra bổng tử, tách ra một cái ném một cái, nhìn tình trạng trước mắt, Phạm Lý Đạt rất bất hạnh trở thành bị ném rơi cái kia. Đưa Hứa Thuần Lương trở lại ẩn hồ quan để, mưa lại hạ xuống. Hứa Thuần Lương nghe được cái này ào ào tiếng mưa rơi, nhìn Mai Như Tuyết một chút, vừa vặn Mai Như Tuyết cũng đang nhìn hắn. Hứa Thuần Lương nói, mưa như thế lớn, nếu không ngươi liền chớ đi. Mai Như Tuyết gương mặt xinh đẹp nóng lên, nhỏ giọng nói, mưa lại không lớn, ta cũng không muốn người khác nói nhàn thoại. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đối ta còn không tin được à. Cũng không phải để ngươi cùng ta ngủ, chân thuần ở nhà. Mai Như Tuyết lắc đầu, vẫn là không được. Ta lái xe cũng không bao xa. Nàng chủ động tiến tới tại Hứa Thuần Lương trên mặt hôn một cái, lại bị Hứa Thuần Lương ôm lấy cổ, ôm vào trong ngực, cho nàng một cái quấn nguyên đau khổ nụ hôn dài. Hứa Thuần Lương phát hiện mình có cần phải an bài cái trước đơn độc chỗ ở, mặc dù biệt thự đủ lớn, nhưng là bình thường ra ra đều tại, khuyết thiếu tư ẩn. Mai Như Tuyết lại đặc biệt coi trọng mặt mũi, nếu như mình đơn độc ở có lẽ nàng đêm nay liền sẽ không kiên trì trở về. Hứa đại giáo chủ ý thức được mình đã đạo tâm như vượn, ý chí tuấn mã, tại mê người Mai bí thư trước mặt càng ngày càng khuyết thiếu định lực, bất quá hắn cũng không có miễn cưỡng Mai Như Tuyết, trong ngực cọ sát một hồi lâu mới thả nàng rời đi. Mai Như Tuyết thẹn thùng đầy mặt, bị người này nhào nặn đắc thủ đủ đều mềm nhũn. Mai Như Tuyết rời đi về sau, Hứa Thuần Lương từ cửa sau tiến vào biệt thự, ra ra đã đi ngủ, chân thuần ngồi trong phòng khách nhìn kịch. Hứa Thuần Lương nói, đủ tự tại a. Chân Thuần nói, hưởng thụ ngày nghỉ cuối cùng mấy ngày, ta hậu thiên liền về Hương Giang. Hứa Thuần Lương tại bên người nàng ngồi xuống, cười nói, nhanh như vậy liền đi rồi, Đông Châu liền không có đáng giá ngươi lưu luyến địa phương. Chân Thuần nói, có a, ngươi cùng ông ngoại. Còn có đây này. Chân Thuần mở chừng hai mắt nói, thịt dê nướng. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, cũng không biết cô nàng này là thật ngốc vẫn là giả ngu. Chân Thuần giúp hắn ngâm chén trà. Hứa Thuần Lương nói, ta nhìn ngươi cùng Chu Đức Minh chơi đến rất tốt. Minh tử a, hắn là người tốt. Hứa Thuần Lương nghe xong nàng trực tiếp cho Chu Đức Minh phái phát thẻ người tốt, đoán chừng chuyện này khả năng hy vọng không lớn, bất quá bây giờ đều giảng cứu tự do yêu đương, coi như Chân Thuần là biểu muội hắn, cũng không thể chơi liên quan tình cảm của nàng. Chân Thuần nói, biểu ca, Trịnh Thúc Thúc có phải hay không thích ta mama? Hứa Thuần Lương nói nhảm, đây là bí mật sao? Chân Thuần thở dài nói, hắn cũng là người tốt. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cô gái nhỏ này đêm nay là thế nào, liên tiếp phái phát thẻ người tốt. Hứa Thuần Lương nói, đúng rồi, ta một mực không có lo lắng hỏi ngươi, ngươi lần này đột nhiên trở về là nguyên nhân gì. Chân Thuần hai con mắt xem tivi, không quan tâm nói, nghĩ các ngươi liền trở lại đi, nào có cái gì nguyên nhân. Hứa Thuần Lương nói, cảm giác ngươi có tâm sự dáng vẻ. Chân Thuần hai chỉ hai mắt trợn tròn xoe, ta, có tâm sự, ha ha, thật sự là phục ngươi, đem ý nghĩ dùng tại bạn gái của ngươi trên thân đi.
Ngày thứ hai buổi chiều, Loan Ngọc Xuyên đến nhà bái phỏng Hứa Trường Thiện, cùng hắn cùng đi đến còn có Bạch Mộ Sơn. Hứa Thuần Lương cũng không nghĩ tới Bạch Mộ Sơn sẽ đến, trong lòng tự nhủ con hàng này lúc trước từ Hứa ra hống đi nhiều như vậy xương rồng, làm sao có mặt tới, bất quá ở xa tới là khách, Hứa Thuần Lương cũng không trở thành tướng con hàng này cho đuổi đi ra. Hứa Trường Thiện ngược lại là biểu hiện được phi thường nhiệt tình, nhận ra Bạch Mộ Sơn về sau, cùng hắn thân thiết nắm tay, cảm khái nói, cùng Bạch giáo sư đã hơn 20 năm không gặp mặt. Bạch Mộ Sơn nói, Hứa lão tiên sinh, ta đã sớm nghĩ đến nhìn ngài, thế nhưng là ta có phụ nhờ vả, từ đầu đến cuối áy náy tại tâm a. Hứa Trường Thiện nói, chuyện năm đó cũng là thiên tai nhân họa, cũng không phải là trong lòng ngươi mong muốn, ngươi cần gì phải nhớ ở trong lòng. Lúc trước nếu như không phải ngươi nhận ra những cái kia xương rồng là giáp cốt văn, ta từ lâu tướng xương rồng làm thuốc. Hứa Trường Thiện nhìn rất thoáng, loại vật này sống không mang đến chết không mang theo, không cần thiết luôn luôn nhớ ở trong lòng. Đương nhiên hắn cũng không biết những này xương rồng trên ghi lại là sớm đã thất truyền, hoàng đế nội kinh thiên dưỡng thiên. Hứa Trường Thiện lại đối Loan Ngọc Xuyên biểu đạt cảm ơn, phải biết biệt thự này chính là Loan Ngọc Xuyên hỗ trợ giảm đi. Hứa Trường Thiện luôn cảm thấy thiếu người ta một cái rất lớn ân tình, kỳ thật hắn căn bản không rõ ràng nội tình, Loan Ngọc Xuyên mệnh chính là Hứa Thuần Lương cứu, bất quá Hứa Thuần Lương sớm cùng hắn bắt chuyện qua, để hắn tại gia gia bột trước tuyệt đối đừng nhắc đến chuyện này. Loan Ngọc Xuyên lần này đến đây đặc biệt dẫn trà mới, thừa dịp Bạch Mộ Sơn cùng Hứa Trường Thiện thật lâu công phu, Loan Ngọc Xuyên đưa ra nghĩ thăm một chút. Hứa Thuần Lương minh bạch hắn là muốn theo mình đơn độc nói chuyện. Sau cơn mưa viện lạc phân xanh đỏ gầy, không khí trong lành, Loan Ngọc Xuyên đề nghị bọn hắn ra ngoài tại trong cư xá đi một chút. Hứa Thuần Lương nói, Loan Tổng là lần đầu tiên tới sao? Loan Ngọc Xuyên gật đầu nói, khả năng người đối xích đạo vốn liếng cũng không hiểu rõ. Bình thường tới nói chúng ta xích đạo vốn liếng là không làm thực thể, lựa chọn có tiềm lực hạng mục tiến hành đầu tư, nhưng là chúng ta cũng không can thiệp cỗ thể vận doanh, cho người hợp tác lấy mức độ lớn nhất tự do. Hứa Thuần Lương nói, có tiền thật tốt ha. Loan Ngọc Xuyên cười nói, cái gì cũng không sánh nổi sinh mệnh trọng yếu, nếu như lần trước không phải ngươi giúp ta, ta có nhiều tiền hơn nữa cũng không có cơ hội hoa. Hứa Thuần Lương cười nói, Loan Tổng thông thấu a. Người nhất định phải kinh lịch một lần sinh tử mới có thể trở nên thông thấu, ta hiện tại rượu thuốc lá đều giới một có thời gian liền rèn luyện thân thể. Hứa Thuần Lương cố ý nói, Loan Tổng khí sắc càng ngày càng tốt, bình thường đều làm sao kiện thân. Nói ra ta học tập một chút, Loan Ngọc Xuyên nói, Hứa tiên sinh ra học uyên thâm, ta còn là không muốn múa dìu qua mắt thợ, kỳ thật ta lần này tới là có chuyện muốn nhờ. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, vô sự không đăng tam bảo điện. Loan Ngọc Xuyên nếu là không sở cầu tại sao có thể có hứng thú tới đây bái phỏng bọn hắn hai người. Loan Ngọc Xuyên nói, Bạch giáo sư là bạn tốt của ta, hắn đời này nguyện vọng lớn nhất chính là tại giáp cốt văn cất giữ cùng nghiên cứu trên có thành tựu, ta cũng đáp ứng giúp hắn, long cổ nhà bảo tàng chính là ta bỏ vốn khởi đầu nếu như Hứa ra còn có xương rồng, ta có thể giá cao mua xuống. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, cũng không được là vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này trước đó chúng ta liền nghiên cứu thảo luận qua, năm đó nhà chúng ta hoàn toàn chính xác có không ít xương rồng, nhưng là về sau đều quyên cho Đông Châu nhà bảo tàng, vẫn là Bạch giáo sư dẫn tiến, nhà chúng ta thạc quả cận tồn mấy khối, toàn đều là lúc trước kẹp ở trong sách. Loan Tổng, cái này trên thị trường xương rồng còn nhiều, rất nhiều, vì sao các ngươi hết lần này tới lần khác nhìn chúng hồi xuân đường? Hứa Thuần Lương đương nhiên biết rõ Loan Ngọc Xuyên mục đích, hắn cố ý hỏi như vậy. Ngược lại muốn xem hắn trả lời như thế nào. Loan Ngọc Xuyên nói, thực không dám giấu giếm, căn cứ Bạch giáo sư nói, hồi xuân đường lúc trước hiến cho cái đám kia xương rồng, phía trên ghi lại văn tự phi thường đặc biệt, theo hắn phán đoán, kia đoạn văn chữ bên trong bao hàm lấy cực kỳ trọng yếu tư liệu lịch sử, căn cứ những cái kia tư liệu lịch sử có lẽ có thể đem ta Trung Hoa văn minh sử thật to sớm, thậm chí có thể vượt qua quốc tế thừa nhận Ai Cập 7.000 năm lịch sử. Hứa Thuần Lương cười thầm. Loan Ngọc Xuyên a Loan Ngọc Xuyên, ngươi thật sự là chứng trạc đàng hoàng nói hưu nói vượt, làm ta tốt như vậy lắc lư. Bạch Mộ Sơn tại giáp cốt văn nghiên cứu phương diện hoàn toàn chính xác có thể được xưng là chuyên gia, cũng chính là chuyên gia mà thôi. Bạch Mộ Sơn mấy quyển học thuật chuyên lấy hắn đều đọc qua, bên trong giáp cốt văn phiên dịch lỗ hổng trồng chất, đoán chừng con hàng này cũng là liền đoán được, so với trước đây một vị nào đó đào mộ dẫn đến đại lượng văn vật tổn hại họ Quách chuyên gia không mạnh hơn bao nhiêu. Hứa Thuần Lương thậm chí cho rằng, lấy Bạch Mộ Sơn tiêu chuẩn căn bản là không có cách phá giải thiên dưỡng thiên, thượng thiên,
nhưng là Loan Ngọc Xuyên còn có Bạch Mộ Sơn bệnh thần kỳ khôi phục lại nên giải thích như thế nào? Chẳng lẽ Bạch Mộ Sơn chuyên gia thân phận chẳng qua là dùng để che giấu chân tướng ngụy trang, chân chính giải mã giáp cốt văn một người khác hoàn toàn? Lại hoặc là Bạch Mộ Sơn cố ý ẩn giấu đi thực lực bản thân, giảm xuống phiên dịch xác suất chúng để tránh gây nên người khác hoài nghi? Bạch Mộ Sơn luôn mồm ung thư gan của hắn khỏi hẳn là thông qua tại Bắc Mỹ giải phẫu trị liệu, nhưng Tiết An Lương vạch trần việc này chân tướng, Bạch Mộ Sơn tiến về Bắc Mỹ chữa bệnh là thật, nhưng là hắn căn bản cũng không có mở qua đao. Trước mắt Loan Ngọc Xuyên quan mạch ngăn chặn đã đả thông, không uống thuốc, không làm tham gia trị liệu, liền đã thần kỳ khôi phục. Chỉ có tu luyện thiên dưỡng thiên, đạt tới thông kinh sinh tủy tình trạng mới có thể làm được. Hứa Thuần Lương cơ hồ có thể kết luận. Hai người này đều tu luyện, Hoàng đế nội kinh chi thiên dưỡng thiên, đương nhiên giới hạn tại nửa bộ phận trên. Hứa Thuần Lương nói, Loan Tổng nguyện ý là xương rồng tốn hao như thế nào đại giới đâu. Loan Ngọc Xuyên nói, một khối xương rồng 1.000 vạn. Cổ có 1.000 vàng mua xương ngựa, hiện có 1.000 vạn mua xương rồng. Hứa Thuần Lương cũng không nghi ngờ Loan Ngọc Xuyên thành ý, con hàng này tài lực hùng hậu, thân gia nghe nói có hơn mấy trăm ức, có thể điều động tài chính càng là vô số kể. Nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy mua sắm xương rồng, chứng minh một sự kiện, Loan Ngọc Xuyên hẳn phải biết xương rồng trên ghi lại đến tột cùng là cái gì, cũng không bài trừ hắn đang thử thăm dò mình, thông qua lợi dụng phương thức của mình chứng thực trợ quỷ mất tung xương rồng trong tay của mình. Dù sao Mặc Hàm trước đây liền lấy ra hiện trường thu hình lại, nhận định cái kia bị trợ quỷ đám người vây công ra hỏa chính là mình, Loan Ngọc Xuyên hẳn là cũng biết chuyện này. Hứa Thuần Lương nói, ta quay đầu hảo hảo ở tại trong nhà tìm xem. Nhìn xem có thể hay không tìm tới cá lọt lưới, nếu là có thể tìm tới như vậy mấy khối, ta chẳng phải là liền tài vụ tự do. Lấy Hứa tiên sinh thực lực tài vụ tự do còn không dễ dàng. Loan Ngọc Xuyên tuyệt không phải nịnh nọt, so với xương rồng, sinh mệnh mới là vô giá, nếu như Hứa Thuần Lương đem y thuật tận sức tại đổi lấy cách xù thù lao phương hướng, trở thành ức vạn phú ông còn không phải vài phút sự tình. Hứa Thuần Lương hỏi hắn cùng Đại Hằng đàm phán tiến triển, Loan Ngọc Xuyên nói cho Hứa Thuần Lương. Đàm phán vẫn đang trong quá trình tiến hành, có kết quả sẽ trước tiên thông chi hắn. Khách nhân rời đi về sau, Hứa Trường Thiện tìm ra những cái kia xương rồng bản dập, chăm chú nhìn trong chốc lát, bùi ngùi thở dài nói, ta thật sự là hổ thẹn a, tổ tông lưu lại đồ tốt như vậy, ta lại không hiểu được chân quý để chân quý như thế văn hiến hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hứa Thuần Lương không có đem Loan Ngọc Xuyên phải tốn 1.000 vạn mua một khối xương rồng sự tình nói cho hắn biết, nếu là nói cho ra ra. Còn không biết hắn muốn hối hận thành bộ dáng gì, dù sao đi qua trong tay hắn đã từng có được qua hơn 1.000 khối, dựa theo Loan Ngọc Xuyên ra giá đến chuyển đổi, thỏa thỏa hơn 100 triệu, ngạnh sinh sinh bỏ qua đương Đông Châu nhà giàu nhất cơ hội. Đương nhiên Hứa Trường Thiện tuyệt không phải người tham của, nhưng là không có bảo vệ cẩn thận Hứa gia tài phú khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tiếc nuối. Hứa Thuần Lương nói, những này xương rồng năm đó đều là tặng gia gia lưu cho ngài sao? Hứa Trường Thiện nói, đến tột cùng là cái nào nhất đại lưu lại ta cũng không rõ ràng lắm, năm đó hồi xuân đường bị tịch thu, trên cơ bản bị lấy sạch. Chu Nhân Hòa đám người kia làm. Hứa Trường Thiện gật đầu nói, chính là hắn, bây giờ suy nghĩ một chút cũng may mắn là hắn dẫn người đến, hắn biết những cái kia đều là đồ tốt, cho nên nghĩ biện pháp bảo trụ, đổi thành người khác chỉ sợ sớm đã cho một mồi lửa. Hứa Thuần Lương nói, như thế nói đến, hắn ngược lại là giúp chúng ta Hứa ra làm một chuyện tốt. Hứa Trường Thiện nói, hắn ở đâu là người tốt lành gì rồi? Đơn giản là muốn tướng chúng ta Hứa ra đồ vật chiếm làm của riêng. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, nếu là ra ra biết Chu Nhân Hòa chính là hắn cùng cha khác mẹ ca ca, đoán chừng liền sẽ không như thế nói. Hứa Thuần Lương nói, ra ra, ngài cùng ta từng y thuật của ra ra đến tột cùng ai lợi hại hơn một chút. Hứa Trường Thiện trầm mặc xuống, qua một hồi lâu mới nói, ta cùng ngươi tặng ra ra là vô pháp so sánh, ngươi tặng ra ra phải đi trước. Còn không tới kịp tướng y thuật đều truyền cho ta, liền đã ôm hận chết đi. Hứa Thuần Lương nhẹ tay nhẹ rơi vào ra ra đầu vai biểu thị an ủi, Hứa Trường Thiện vỗ vỗ tay của hắn nói, ta thường xuyên đang nghĩ ta thẹn với Hứa gia liệt tổ liệt tông, đến một lần ta học nghệ không tinh thứ hai ta chưa thể tướng Hứa gia y thuật truyền thừa hậu nhân. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài cũng quá khiêm nhường, ngài nếu là học nghệ không tinh, như vậy Đông Châu còn có ai dám tự xưng lương y. Hứa Trường Thiện nói, ta cũng không phải khiêm tốn ngươi tằng tổ phụ thời điểm ra đi, ta cũng liền học được hắn 5 thành công phu, về sau toàn bộ nhờ tự học tìm tòi, hắn khi còn sống, cũng đã nói ta tại học y phương diện thiên phú có hạn, thậm chí so ra kém.
Hứa Thuần Lương biết hắn muốn nói người kia là Chu Nhân Hòa, thấp giọng nói, Chu Nhân Hòa y thuật so với ngài như thế nào? Hứa Trường Thiện nói, ta bắt đầu cho là hắn học được không ít đồ vật, nhưng về sau mới phát hiện, hắn đối Hứa gia y thuật không hiểu nhiều, dù sao chúng ta lão Hứa gia có môn quy, truyền tử không truyền nữ, người tằng tổ phụ đương sơ mặc dù thích hắn, nhưng là cũng không thể hỏng tổ tông quy củ. Hứa Thuần Lương thầm than, Chu Nhân Hòa cũng không phải là đối Hứa gia y thuật không hiểu nhiều, mà là Chu Nhân Hòa hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hắn đời này không có có lợi dụng tự thân y thuật cùng Hồi Xuân Đường đoạt mối làm ăn, thực sự hiểu rõ nội tình về sau phát hiện Chu Nhân Hòa người này thật đúng là chịu nhục. Ta tằng tổ phụ đến tột cùng là chết như thế nào? Hứa Trường Thiện nói, việc này nói rất dài dòng, lúc ấy chúng ta có vị họ Hoàng hàng xóm, hai nhà chúng ta quan hệ không tệ, đột nhiên có một ngày, nhà bọn hắn cả nhà chúng độc mà chết, nghe nói là có người tại bọn hắn trong thức ăn hạ độc. Người tằng tổ phụ cũng bị cảnh sát gọi đến hỏi lời nói, đi qua thời điểm còn rất tốt, có thể đi về sau, vậy mà vụng trộm phục độc. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, ra ra nói đến cùng Chu Nhân Hòa nói tới tình huống trên cơ bản có thể đối được, giả ra ngạc nhiên bộ dáng, chẳng lẽ tằng ra ra cùng hoàng gia. Hứa Trường Thiện lắc đầu nói, lão nhân gia ông ta trạch tâm nhân hậu khẳng định là sẽ không làm hạ độc sự tình, về sau cha ra, cái kia Hoàng Khải Giang là đặc vụ, bản án rất nhanh cũng phá. Hắn là sợ tội tự sát, lo lắng nhà bên trong bị thanh toán, cho nên cùng một chỗ uống thuốc độc bỏ mình, người tằng tổ phụ làm người cẩn thận chặt chẽ, bị việc này cho dọa, nhất thời nghĩ quẩn tìm cái chết. Hứa Thuần Lương nói, người hoàng gia đều đã chết. Hứa Trường Thiện nói, có cái tiểu hài tử còn sống, đứa bé kia gọi Tiểu Long, khi còn bé ta còn ôm qua hắn đâu. Đứa bé kia bây giờ làm gì? Hứa Trường Thiện nói, không biết, chuyện xảy ra không lâu hắn liền bị người đón đi. Hiện tại ở nơi nào, sống hay chết đều không rõ ràng. Hứa Thuần Lương quyết định vẫn là không muốn hướng ra ra lộ ra việc này, để lão gia tử an hưởng tuổi già, không muốn cho hắn gia tăng gánh nặng trong lòng. Dựa theo Chu Nhân Hòa thuyết pháp, Hoàng Hữu Long tướng Hứa gia coi là cửu nhân không đội trời chung, hắn lần này tiến quân Trung Hoa, mục đích đúng là muốn trả thù Hứa gia, trước đây không lâu hãm hại gia gia sự tình chính là hắn một tay bày ra. Muốn để gia gia rời xa nguy hiểm. Tốt nhất cách làm chính là tướng nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước, Hứa Thuần Lương sẽ không chờ lấy Hoàng Hữu Long lần thứ hai xuất thủ. Hứa Thuần Lương vốn định tại Đông Châu nhiều đợi mấy ngày, nhưng là Tần Chính Dương nửa đường gọi điện thoại để hắn mau trở về, Xích Đạo vốn liếng cùng Trường Hưng đã đạt thành chuyển nhượng hiệp nghị, ngày mai sẽ phải ký tên chính thức hợp đồng, mặc dù bọn hắn qua đi cùng Trường Hưng ký kết hợp đồng bên trong có cấm chỉ chuyển nhượng điều khoản quy định. Nhưng là lần này là trong thành phố ra mặt, yêu cầu bọn hắn Hồ Sơn trấn chính phủ hết sức phối hợp cũng thúc đẩy việc này. Thị lý ý tứ hết sức rõ ràng, chính là muốn địa phương trên không có thể từ đó chế tạo chướng ngại, Hứa Thuần Lương vốn cho rằng lần này Xích Đạo vốn liếng sẽ đem đại hằng bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn hạng mục cùng nhau cầm xuống, nhưng là đàm phán không có như vậy thuận lợi, song phương cuối cùng không có thỏa đàm. Đại hằng tập đoàn kiên trì tiếp tục giữ lại hạng mục này. Tại đàm phán quá trình bên trong phát sinh một kiện người trọng yếu biến cố động, nguyên đại hằng tập đoàn Hoa Đông khu tổng giám đốc Trương Hằng Dương tự nhận lỗi từ chức. Trương Hằng Dương cùng Hứa Thuần Lương ở giữa mặc dù không có quá sâu giao tình, nhưng cũng không có cái gì ghê gớm mâu thuẫn, thời khắc mấu chốt hiểu được nhượng bộ, tổng thể tới nói làm việc tương đối ôn hòa cũng tương đối linh hoạt. Tần Chính Dương biết rõ Trường Hưng khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hạng mục phi thường mẫn cảm, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể dẫn đến một trận bão tố. Để Hứa Thuần Lương sớm trở về là vì bình ổn quá độ, gần nhất nguy sơn đảo phong ba không ngừng, hắn cũng không muốn lại trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Trong thành phố đối lần này ký kết nghi thức phi thường coi trọng, tân nhiệm văn lữ cục trưởng truyền quốc dân tự mình tiến về có mặt, Hoa Niên tập đoàn phương diện cũng có Triệu Phi Dương, Bùi Lâm đến đây, Xích Đạo vốn liếng bên này đại biểu là Mặc Hàm, đồng thời còn có Mộc Thiên tập đoàn giám đốc Phương Hoành Phong. Hứa Thuần Lương nghe xong cái này đội hình liền hiểu. Xích Đạo vốn liếng vẫn là chỉ phụ trách ném tiền, cụ thể kiến thiết quản lý đều là Mộc Thiên tập đoàn tại làm, dựa theo Đông Nghiễm Sinh thuyết pháp, cái này Mộc Thiên tập đoàn chính là cái nhật tư xí nghiệp, nếu như bọn hắn cắm rễ nguy sơn đảo phát triển, tại rất nhiều dân bản xứ trong mắt tương đương quỷ tử lại vào thôn. Tần Chính Dương lặp đi lặp lại căn dặn chuyện này cần phải giữ bí mật, tại chính thức hợp đồng ký tên trước đó tuyệt đối không nên chế tạo ảnh hưởng quá lớn, để tránh gây nên dân ý bắn ngược. Hứa Thuần Lương tiếp vào Tần Chính Dương điện thoại về sau lập tức trở về Nguy Sơn Đảo, trên đường trở về liền bắt đầu bố trí tương quan tiếp đãi công việc. Sự thật chứng minh, Tần Chính Dương lo lắng cũng không phải là dư thừa, không đợi Hứa Thuần Lương trở lại Nguy Sơn Đảo,
Nguy Sơn đảo bệnh viện toàn thể nhân viên liền tiến về trấn chính phủ Thỉnh Nguyệt, bọn hắn không muốn bị bán qua bán lại, bọn hắn hy vọng trong trấn có thể thu hồi bệnh viện quyền quản lý, hy vọng trở lại 4 năm trước trạng thái. Hứa Thuần Lương biết được sau chuyện này lập tức cho Kim Vĩnh Hạo gọi điện thoại, để hắn mặc kệ hái dùng biện pháp gì nhất định phải khống chế lại nhân viên cảm xúc, hợp đồng còn không có chính thức ký tên, tin tức làm sao lại tiết lộ ra đi. Chuyện này khẳng định có người tại nội bộ giở trò. Kim Vĩnh Hạo có chút bất đắc dĩ, Nguy Sơn đảo bệnh viện đám này lão công nhân cũng không có tốt như vậy khống chế, hắn nếu như nói có tác dụng, cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần náo ra đi trấn chính phủ Thỉnh Nguyện sự tình, cuối cùng cái này một số người đối Trường Hưng chưa hề đều không có tán đồng cảm giác. Kim Vĩnh Hạo hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc hết thảy trước mắt, chuyển nhượng hợp đồng chính thức ký tên về sau, hắn lập tức vỗ mông rời đi, từ nay về sau cũng không tiếp tục đến Nguy Sơn đảo cái này lưu hắn lại quá nhiều xấu hổ ký ức phương. Kim Vĩnh Hạo nói cho Hứa Thuần Lương hoan niên lớn khỏe mạnh phó tổng Vũ Pháp Quân trước mắt ngay tại bệnh viện, phụ trách sự vụ cũng là hắn, chính mình là cái hỗ trợ cổ vũ, hắn nói căn bản không tính. Hứa Thuần Lương mới mặc kệ hắn đóng vai đến cái gì nhân vật, nhắc nhở Kim Vĩnh Hạo, hoan niên tập đoàn một ngày không có đem Nguy Sơn đảo bệnh viện chuyển nhượng ra ngoài, phát sinh bất cứ chuyện gì hoan niên đều phải có trách nhiệm, tạo thành bất luận cái gì không tốt hậu quả Hồ Sơn trấn chính phủ đều có quyền truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Ở trong đó cũng bao gồm Kim Vĩnh Hạo bản nhân. Hứa Thuần Lương còn chưa có tới Nguy Sơn đảo, Trương Hải Đào điện thoại liền đánh tới, hắn để Hứa Thuần Lương đừng vội từ bến tàu ra, Nguy Sơn đảo bệnh viện có không ít nhân viên đều đi bến tàu nghênh hắn. Hứa Thuần Lương cảm thấy không hiểu thấu, nghênh ta làm gì? Thật sự coi ta là thanh thiên đại lão gia, muốn để ta vì bọn họ ra mặt làm chủ, nghĩ không ra mình tại Nguy Sơn đảo bệnh viện những này nhân viên y tế trong lòng địa vị thế mà cao như vậy. Trương Hải Đào có chút đồng tình thở dài, để Hứa Thuần Lương ngàn vạn chuẩn bị tâm lý thật tốt, đám người kia không phải hoan nghênh hắn, hiện tại Nguy Sơn đảo bệnh viện những nhân viên kia cho là hắn cùng Xích Đạo vốn liếng là quan hệ mật thiết, trước đây giúp lấy bọn hắn nói chuyện, căn bản chính là xáo lộ, đơn giản là làm bộ dáng cho bọn hắn nhìn, mục đích thực sự là đem bọn hắn bán đi. Hứa Thuần Lương thật sự là đủ buồn bực, đây quả thực là từ không sinh có, hắn là muốn đem Nguy Sơn đảo bệnh viện từ Trường Hưng trong tay đoạt lại không giả. Nhưng là hắn không nghĩ tới bán cho Xích Đạo vốn liếng, Xích Đạo vốn liếng cùng Hoa Niên tập đoàn ở giữa chuyển nhượng hiệp nghị trước đó cũng không có cùng mình thông khí, ta mẹ nó là cá thể lo lắng dân tình vị quan tốt, không mang theo như thế oan uổng người. Hứa Thuần Lương chưa hề đều không phải là một cái lâm trận lùi bước người, lại nói Nguy Sơn đảo cứ như vậy lớn, tránh được nhất thời không tránh được một thế, hắn quyết định trực diện khó khăn, nghênh ngang đi vào trên bến tàu. Trên bến tàu có chừng mười mấy cái mặc áo khoác trắng nhân viên y tế đang chờ hắn, là Nguy Sơn đảo bệnh viện y tế chỗ chủ nhiệm Lưu Phúc Quý dẫn đội, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lần nào nháo sự đều không thể thiếu con hàng này thân ảnh, Hứa Thuần Lương phiền nhất bọn hắn mặc quần áo lao động nháo sự, có ý kiến có thể xách, mặc quần áo lao động tính là gì sự tình. Sợ người khác không biết thân phận của các ngươi, lão tử nếu là chăm chỉ không phải truy cứu các ngươi đi làm thoát cương vị trách đảm nhiệm. Hứa Thuần Lương hướng lấy bọn hắn đi tới, bọn này nhân viên y tế phần phật một chút đem hắn cho vây lên, từng cái mồm năm miệng mười chất vấn, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nói cũng phải loạn thất bát tao, không qua tất cả mọi người là người làm công tác văn hóa mặc dù từng cái lòng đầy căm phẫn, nhưng là không ai chủ động hướng Hứa Thuần Lương xuất thủ, đều biết người này có thể đánh, mà lại người ta hiện tại là phó trấn trưởng, đồ đần mới cùng hắn động thủ. Hứa Thuần Lương vui vẻ, mọi người làm sao đều tới nơi này. Có chuyện gì vẫn là đi bệnh viện nói đi. Lưu Phúc Quý nói, Hứa phó trấn, ngươi làm việc cũng quá không tử tế đi. Hứa Thuần Lương nói, ta làm sao không tử tế rồi. Lão Lưu ngươi đem nói cho ta rõ. Lưu Phúc Quý nói, ngươi luôn mồm muốn cho chúng ta chủ trì công đạo, kết quả là như thế chủ trì công đạo, giật dây chúng ta cùng Hoa Niên tập đoàn làm đối kháng, quay người lại liền đem chúng ta lại bán đi, ngươi cho chúng ta là thật sao? Ngươi có hay không tôn trọng qua chúng ta Nguy Sơn đảo bệnh viện nhân viên y tế? Các ngươi đều là nghe ai nói hưu nói vượn, ai giật dây các ngươi cùng Hoa Niên làm đối kháng rồi? Ai nói ta đem các ngươi bán đi, ta chính là vui lòng bán cũng phải có người nguyện ý mua không phải? Không phải Hứa Thuần Lương xem thường bọn họ, liền đám người này trình độ, rời đi Nguy Sơn đảo rất khó tìm đến cơm ăn. Có người nói, ngươi liền đừng có gạt bọn ta. Người nào không biết người đem chúng ta Nguy Sơn đảo bệnh viện bán đưa cho người tình nhân cũ. Hứa Thuần Lương nhìn chằm chằm nói chuyện vị kia, là vị về hưu lão thái thái, không nhìn nàng lớn tuổi lại là nữ,
Hứa đại giáo chủ thật muốn một bàn tay quất tới, còn mẹ nó tình nhân cũ, đến một lần Mặc Hàm không phải là của mình tướng tốt, thứ hai người ta cũng không giả, thật sự là làm giận a. Lại có người nói, người cũng lòng quá tham, một cái nhà máy rượu còn chưa đủ, còn muốn tăng thêm bệnh viện chúng ta. Hứa Thuần Lương nói, ta không rõ ràng ai tại tạo ta giao, nhưng là ta cam đoan ta sẽ đem người này tìm ra, còn có, các ngươi có chứng cứ có thể nói, không có chứng cứ không thể hồ thuyết, ai dám nghe nhầm đồn bậy ta liền liền hắn cùng một chỗ cáo, ta mới không quản ngươi có đúng hay không Nguy Sơn đảo bệnh viện, ta chẳng những muốn truy cứu luật pháp của ngươi trách nhiệm, ta còn muốn nện chén cơm của ngươi. Hiện trường xoát yên lặng xuống, Hứa Thuần Lương nhìn chằm chằm Lưu Phúc Quý nói, ngay cả ta lúc nào đến Nguy Sơn đảo đều hỏi thăm rõ ràng, có thể a, xem ra có nội ứng a, Lưu Phúc Quý, người dẫn đầu nhiễu loạn công cộng trật tự, uy hiếp địa phương cán bộ. Ta không có, chúng ta chính là đến muốn cái thuyết pháp. Hứa Thuần Lương nói, muốn thuyết pháp có thể, nhưng là các ngươi bày cái trận thế này làm gì? Coi là nhiều người ta liền sẽ biết sợ, coi là pháp không trách chúng. Ta nhưng nói cho các ngươi biết, sợ chết ta cũng không phải là đảng cộng sản viên, ta nhìn ai dám ngăn cản ta. Dù sao hắn cũng không phải, hắn cũng rõ ràng đám người này không có một cái nào là chạy đòi mạng hắn tới. Hứa Thuần Lương đi lên phía trước, bọn này nhân viên y tế đừng nhìn nhiều người, nhưng là không người nào dám thật chơi cứng rắn. Lưu Phúc Quý dáng chống đỡ lấy đứng tại chỗ, Hứa Thuần Lương đi vào trước mặt hắn, trừng mắt, tránh ra. Tất cả đồng sự đều nhìn qua Lưu Phúc Quý trông cậy vào con hàng này cùng Hứa Thuần Lương cứng đối kháng một chút, ai cũng không nghĩ tới, con hàng này đem đầu một cúi, còn nói một câu, tốt. Đã trơn tru tránh ra, thật là sợ ra độ cao mới. Dẫn đầu đều yếu thế, những người khác mới không làm cái này chim đầu đàn, từng cái nhao nhao lui lại nhường ra một con đường, Hứa Thuần Lương nhanh chân trải qua, bọn này thiên sứ áo trắng như đồng liệt đội hoan nghênh giống như. Trương Hải Đào không dám áp sát quá gần. Dù sao thân phận của hắn bây giờ còn thuộc về Nguy Sơn đảo bệnh viện, phí sức đào bên ngoài làm được quá minh sẽ bị người phỉ nhổ. Hứa Thuần Lương rời đi vòng vây, Trương Hải Đào liền mở ra quy 7 đi vào bên cạnh hắn, hướng về phía Hứa Thuần Lương nói, Hứa trấn trưởng, mau lên xe. Hứa Thuần Lương mở cửa lên xe trước không quên quay người nhìn thoáng qua đám kia nhân viên y tế, cũng còn đứng tại chỗ đâu, từng cái hoặc phẫn nộ, hoặc mê võng, hoặc phiền muộn, tình huống như thế nào. Đã nói xong tìm hắn muốn cái thuyết pháp, làm sao lại dễ dàng như vậy bắt hắn cho thả đi. Hứa Thuần Lương nói, ở chỗ này đứng ngốc ở đó làm gì? Không ngại mất mặt a, có vấn đề về bệnh viện a. Ô tô lái ra bến tàu, Trương Hải Đào cảm thán nói, Hứa trấn trưởng, còn phải là ngài a, vừa ra trận liền đem bọn hắn gây kinh hãi, ta hiện tại xem như minh bạch cái gì gọi là tú tài gặp binh có lý không nói được. Hứa Thuần Lương trừng mắt liếc hắn một cái. Sẽ không nói liền chớ nói lung tung. Trương Hải Đào cười hắc hắc nói, tuân mệnh, tuân mệnh. Hứa Thuần Lương nói, tình huống như thế nào? Ai đem chuyển nhượng tin tức tung ra ngoài? Bọn hắn làm sao biết ta trở về lúc nào? Trương Hải Đào nói, ta cũng không rõ ràng đột nhiên liền dư luận xôn xao, đều nói ngài đem bệnh viện chúng ta bán cho Xích Đạo vốn liếng. Cái này không vừa vặn Xích Đạo vốn liếng đại biểu là Mặc tiểu thư, cho nên mọi người cho rằng bị ngài cho lợi dụng. Hứa Thuần Lương nói, ta lúc nào lợi dụng bọn hắn rồi. Trương Hải Đào nói, không biết ai truyền nói ngày đó tại công trường phát sinh sự tình là ngài bố cục, còn nói cái kia Chu Đức Minh là Chu thư ký công tử, hết thảy đều là ngài kế hoạch tốt khổ nhục kế, Hoa Niên tập đoàn bị ngài cho tính kế, ngươi làm nhiều như vậy cũng là vì Mặc Hàm. Hứa Thuần Lương nhìn qua Trương Hải Đào. Trương Hải Đào tranh thủ thời gian giải thích, Hứa trấn trưởng, ta thề, chuyện ngày đó ta với ai đều không có nói qua. Hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng, ngày đó Chu Đức Minh xuất hiện tại công trường hiện trường chính là Hứa Thuần Lương bố cục, chỉ bất quá lúc ấy không có thiết kế Chu Đức Minh bị đánh khâu, chẳng ai ngờ rằng Hoa Niên đám này bảo an như thế hổ. Hứa Thuần Lương nói, Hải Đào, có người đang lợi dụng chuyện này gây sóng gió. Trương Hải Đào nói, Hoa Niên tập đoàn có phải là thật hay không đem bệnh viện cho bán trao tay rồi. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, mới xác định sự tình, Tần Bí Thư chuyên môn bàn giao. Tại chính thức hợp đồng không có ký tên trước đó tận lực giữ bí mật, để tránh tạo thành dân ý bắn ngược, này cũng tốt, tất cả mọi người biết. Hắn đoán chừng chuyện này khẳng định là nội bộ xảy ra vấn đề, bởi vì dính đến bộ môn đông đảo, cũng không tốt khóa chặt đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề, ai đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Tóm lại tiết lộ tin tức người không có ý tốt, cố ý chế tạo khủng hoảng không nói, còn hướng trên người mình bôi đen,
nói hắn cùng Mặc Hàm liên thủ cường thủ hào đoạt, quyền sắc giao dịch phong ba lắng lại không bao lâu, lần này gợn sóng lại lên. Mấu chốt là Hứa Thuần Lương cũng không phải là vi phạm lần đầu, Nguy Sơn đảo nhà máy rượu phong ba phía trước, mặc dù sự kiện kia chứng minh không có quan hệ gì với hắn, nhưng là hắn đã nổi tiếng bên ngoài. Hứa Thuần Lương suy nghĩ một chút, chuyện này tính nhắm vào rất rõ ràng, có người cố ý muốn đem ao nước này cấp giảo hồn, mục đích chủ yếu hẳn là phá hư lần này chuyển nhượng, thuận tiện lại hắc một chút hắn. Xích đạo vốn liếng chủ động nhắc tới chuyển nhượng, ấn lý thuyết bọn hắn sẽ không làm như thế chuyện nhàm chán, Hoa Niên tập đoàn phương diện cũng gấp tại thoát khỏi khốn cảnh, có thể đem khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện cái này khoai lang bỏng tay ném đi, đồng thời còn có thể thu được 2 ức chuyển nhượng kim, đối bọn hắn tới nói cũng là nhất cử lưỡng tiện sự tình, Hoa Niên cấp lãnh đạo làm chuyện này khả năng cũng không lớn. Vô luận là ai bày ra chuyện này, việc cấp bách chính là dập lửa, mau chóng tướng nhiệt độ hạ xuống đi, nếu như ảnh hưởng mở rộng đối với mình cũng không có gì chỗ tốt, vạn nhất để Chu thư ký biết mình lợi dụng hắn nhi tử bảo bối xáo lộ Trường Hưng, đổi thành ai cũng sẽ không vui. Hứa Thuần Lương để Trương Hải Đào về trước bệnh viện, hắn cho Kim Vĩnh Hạo gọi điện thoại, để Kim Vĩnh Hạo lập tức an bài bệnh viện người phụ trách chủ yếu đến hội nghị thất họp, cân nhắc đến nếu như chỉ là mình đi qua còn thiếu sức thuyết phục Hứa Thuần Lương lại liên hệ một chút Mặc Hàm. Mặc dù giữa hai người gần nhất có chút không nhanh, Nguy Sơn đảo bệnh viện dính đến xích đạo vốn liếng lợi ích, Hứa Thuần Lương dự định an bài nàng an bài tại toàn viện công nhân viên chức trước mặt làm tình huống nói rõ, đương nhiên hắn cũng suy tính Mặc Hàm không phối hợp khả năng. Mặc Hàm trước mắt ngay tại Nguy Sơn đảo, đối gần nhất phát sinh sự tình cũng có nghe thấy, nàng cũng không do dự, lập tức đồng ý tiến về tham gia hội nghị. Sau một tiếng, Nguy Sơn đảo bệnh viện phòng họp lớn bên trong tổ chức một lần liên quan tới khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hạng mục chuyển nhượng nói rõ hội nghị. Hứa Thuần Lương tới tương đối sớm, trước tiên ở sát phách trong văn phòng cùng Vũ Pháp Quân cùng Kim Vĩnh Hạo trao đổi một chút tình huống, hội nghị sắp lúc bắt đầu, Mặc Hàm mới vội vàng đuổi tới. Hứa Thuần Lương hướng nàng nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào. Mặc Hàm khóe môi giật giật, giống như cười mà không phải cười, còn nhớ rõ hắn tại Tế Châu chửi mình nhỏ bát phụ đâu, nếu như không phải đột nhiên tình trạng, thật không muốn phản ứng hắn, có thể thấy về sau lại cảm giác có chút không hận nổi. Hai người cùng một chỗ hướng hội trường đi đến. Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, các người cõng ta nói giao dịch, ta một phân tiền chỗ tốt không có mỏ lấy, bị mắng có thể gánh vác ở phía trước, ta nhưng không mang theo như thế hố người. Mặc Hàm nói, người bị mắng cùng ta có quan hệ sao? Hứa Thuần Lương nói, có, người không nghe bọn hắn đều nói ta là gần mực thì đen. Mặc Hàm liếc mắt nhìn hắn, phát hiện mấy ngày không gặp hắn thế mà thật hắc một chút, đoán chừng là ánh nắng nguyên nhân. Cùng mình nhưng không có quan hệ gì, nhớ tới Hứa Thuần Lương bây giờ bị ngàn người chỉ trỏ chật vật tình trạng, trong lòng không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hai người cùng một chỗ tiến vào hội trường, sự xuất hiện của bọn hắn để trong phòng họp xuất hiện một chút thanh âm không hài hòa, Mặc Hàm nghe đến phía dưới có người tại suyệt bọn hắn. Có người đang mắng, ăn cây táo rào cây sung, bán bệnh viện lợi ích, làm sao còn có mặt mũi tới. Gần mực thì đen, tâm quá đen. Đem chúng ta xem như Nguy Sơn đảo nhà máy rượu, đem Hồ Sơn Trấn xem như chính bọn hắn nhà, muốn làm cửa hàng nhỏ sao? Mặc Hàm nghe được những này chúng thuyết phân vân thanh âm, chẳng những không có cảm thấy sinh khí, ngược lại có chút muốn cười, không thể không bội phục nhân dân quần chúng phong phú sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo, nàng cùng Hứa Thuần Lương đều mang tâm tư. Vũ Pháp Quân cùng Kim Vĩnh Hạo giao đưa một cái ánh mắt, bọn hắn trước đó thương định tốt, hội nghị hôm nay từ Kim Vĩnh Hạo chủ trì. Kim Vĩnh Hạo hắng giọng một cái nói, mọi người mời trước yên lặng một chút, cân nhắc đến gần đây phát sinh một chút tình trạng, có thật nhiều lưu ngôn phỉ ngữ, khiến người ta thấp thỏm động, lo lắng bất an, cho nên chúng ta hôm nay đặc địa tổ chức lần này hội nghị, mọi người xin nhiều chút kiên nhẫn, chúng ta hôm nay đặc địa mời tới Hồ Sơn Trấn Hứa Trấn Trưởng, Hoa Niên lớn khỏe mạnh Vũ Tổng, còn có xích đạo vốn liếng thị trường Tổng Thanh Tra Mặc Tiểu Thư, bọn hắn sẽ đối với mọi người quan tâm vấn đề tiến hành trục nói rõ chuyện. Hiện tại chúng ta trước hoan nghênh Hứa Trấn Trưởng nói chuyện. Kim Vĩnh Hạo dẫn đầu vỗ tay, tham dự hội nghị người tiếng vỗ tay giải rác, xem ra tất cả mọi người không chào đón vị này đi qua Hứa Viện Trưởng, hiện tại Hứa Phó Trấn, bởi vì hơn phân nửa người đều cho rằng bị hắn cho lừa gạt, người này đi qua tại y viện thời điểm đại biểu Trường Hưng chèn ép bọn hắn, hiện tại đi Hồ Sơn Trấn thế mà còn thay đổi biện pháp tai họa bệnh viện. Hứa Thuần Lương một chút cũng không có cảm thấy xấu hổ, cười tủm tỉm nói. Ta hôm nay bản không có ý định đến bệnh viện, nhưng ta một chút thuyền, Lưu Phúc Quý đồng chí liền mang theo hơn 20 người tại trên bến tàu đem ta vây,
nói ta đem Nguy Sơn đảo bệnh viện bán đi, nói ta bán ích lợi của các ngươi, ta bán các ngươi cái gì lợi ích. Ta ở chỗ này nhất định phải tuyên bố một chút, ta tại Hồ Sơn trấn chính phủ công việc, cụ thể phụ trách chiêu thương dẫn tư, nhưng là ta không làm sinh ý ta cũng sẽ không từ đó vớt bất kỳ chỗ tốt nào. Con người của ta chưa hề đều là không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, ta đã dám đến, liền dám đối diện ngàn người chỉ trỏ, các ngươi xuất ra ta lấy quyền mưu tư chứng cứ, ta tuyệt đối đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, nhưng nếu như ai dám tạo ra hoang ngôn, biên chế hắc liệu, chỉ cần để cho ta bắt lấy, ta liền dám đem ngươi không an phận ngón tay cho bẻ gãy. Hiện trường lặng ngắt như tờ, con hàng này dám uy hiếp nhân dân quần chúng, quay đầu đánh 12.345 khiếu nại hắn. Hứa Thuần Lương nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà nói ta gần mực thì đen, Mặc tiểu thư họ Mặc, ta hai ngày này cũng hoàn toàn chính xác đen một chút, nhưng ta hắc là bởi vì Thái Dương phơi nhiều, không có quan hệ gì với nàng, giữa chúng ta cũng không có các ngươi tưởng tượng loại quan hệ đó, chúng ta chính là bằng hữu bình thường, các ngươi nếu như không tin có thể hỏi một chút Mặc tiểu thư, ta Hứa Thuần Lương có hay không cầm qua nàng một phân tiền chỗ tốt. Mặc Hàm trong lòng tự nhủ ngươi bắt ta nói cái gì sự tình, không có liền không có. Ngươi không sợ càng tô càng đen, không có bắt ta một phân tiền chỗ tốt. Trong khoảng thời gian này cũng không có ít lừa ta. Hứa Thuần Lương nói, Hoa Niên tập đoàn cùng Xích Đạo vốn liếng đạt thành chuyển nhượng hiệp nghị trước đó ta cũng không biết rõ tình hình, đây không phải ta trốn tránh trách nhiệm. Trên thực tế, bọn hắn song phương là tại ký tên chuyển nhượng hiệp nghị về sau mới thông chi bọn ta Hồ Sơn trấn chính phủ, điểm này Vũ Tổng cùng Mặc Tổng có thể chứng minh. Vũ Pháp Quân cùng Mặc Hàm liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đều nhẹ gật đầu. Sự thật không dung cãi lại, mặc dù Hứa Thuần Lương ý tứ rất rõ ràng, nói những này chỉ là muốn chứng minh chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Hứa Thuần Lương tiếp tục nói, ở chỗ này, ta đầu tiên cho thấy một chút Hồ Sơn trấn chính phủ thái độ, chúng ta Hồ Sơn trấn chính phủ là nhân dân chính phủ, tôn chỉ của chúng ta chính là vì nhân dân phục vụ, vĩnh viễn đem nhân dân lợi ích đặt ở vị thứ nhất, cá nhân ta cảm thấy lần này chuyển nhượng đối với các ngươi có ích vô hại, các ngươi là dự định đi theo Hoa Niên tập đoàn đồng tâm hiệp lực. Vẫn là muốn gia nhập Xích Đạo vốn liếng từ đây đi đến Kim Quang Đại Đạo. Phàm là có chút não tử đều biết ứng nên lựa chọn thế nào, các ngươi nếu như không hiểu được cân nhắc lợi hại, tiếp tục như thế náo xuống dưới, đem lần này chuyển nhượng làm không kết quả, cuối cùng xui xẻo vẫn là chính các ngươi. Phía dưới có nhân viên nhấc tay, Hứa Thuần Lương nói, ngươi không vội, chúng ta còn chưa tới trả lời vấn đề thời điểm, tiếp xuống ta còn là đem lời ống giao cho Hoa Niên tập đoàn Vũ Tổng. Để hắn cùng mọi người tự mình giải thích một chút. Vũ Pháp Quân làm một cái chuyển nhượng tình huống nói rõ, thừa nhận Hoa Niên tập đoàn cùng Xích Đạo vốn liếng đạt thành hiệp nghị, tướng bao quát Nguy Sơn đảo bệnh viện cùng khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện ở bên trong tất cả hạng mục đều chuyển nhượng cho đối phương. Hắn cũng không có nói về cụ thể giá cả, chỉ nói là, lần này chuyển nhượng đầy đủ cân nhắc đến toàn thể nhân viên lợi ích, là vì Nguy Sơn đảo bệnh viện tốt hơn phát triển. Về phần về sau sẽ như thế nào phát triển đã là Xích Đạo vốn liếng vấn đề. Vũ Pháp Quân cho rằng không cần thiết hướng bọn này nhân viên tiến hành giải thích. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hội nghị tổ chức về sau, đầu tiên là Hứa Thuần Lương đem chính hắn hái thanh, một bộ không liên quan đến bản thân tư thế, sau đó là Vũ Pháp Quân tướng trách nhiệm từ chối cho Xích Đạo vốn liếng. Phía dưới nhân viên đã không muốn, nhao nhao phàn nàn, Triệu Hoành Đạt lớn tiếng nói, các ngươi cái này nói tương đương không nói a, các ngươi không rên một tiếng liền đem bệnh viện chuyển nhượng. Có hay không hỏi qua ý kiến của chúng ta? Có hay không tôn trọng qua chúng ta những này bệnh viện lão công nhân? Bệnh viện không phải là các ngươi nói bán liền bán. Cái khác nhân viên nhao nhao phụ họa, Kim Vĩnh Hạo nhìn thấy thế cục không ổn, mau chạy ra đây phát ra tiếng nói, mọi người mời không nên kích động, tiếp xuống mời Mặc Tổng giám tiến hành tình huống nói rõ. Mặc Hàm đảo mắt trong hội trường nhân viên y tế nói, kỳ thật chuyện này vô cùng đơn giản, Hoa Niên tập đoàn sở dĩ muốn đem hạng mục chuyển nhường cho bọn ta. Là bởi vì bọn hắn không có tiền, thực hiện không được đối Hồ Sơn trấn chính phủ hứa hẹn. Hoa Niên tập đoàn một phương Vũ Pháp Quân cùng Kim Vĩnh Hạo biểu lộ đều trở nên phi thường xấu hổ, là sự thật không giả, nhưng ngươi cũng không thể trực tiếp nói ra đi. Mặc Hàm câu nói này nói chuyện phía dưới càng là quần tình xúc động, lúc trước bọn hắn cầm xuống Nguy Sơn đảo bệnh viện liền không dùng tiền, dựa vào cái gì thay chúng ta làm chủ, đem chúng ta bán đi. Mặc Hàm nói. Hoa Niên tập đoàn cùng Hồ Sơn trấn chính phủ lúc trước làm sao ký hợp đồng ta không biết, bên trong có hay không lợi ích lui tới ta càng không rõ ràng, nếu như các ngươi muốn biết, có thể đi tìm kiểm tra kỷ luật bộ môn điều tra. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cô nàng này đủ xấu, rõ ràng đem đầu mâu hướng trên người của ta dẫn,
ta ngược lại muốn xem ngươi còn muốn làm sao nói. Mặc Hàm nói, về phần đàm phán chi tiết thuộc về thương nghiệp cơ mật, ta không có khả năng ở chỗ này công khai, ở chỗ này ta chỉ có thể hướng mọi người cam đoan một sự kiện, đó chính là chúng ta xích đạo vốn liếng vào ở về sau, các ngươi đợi gặp chắc chắn sẽ không cải biến, các ngươi tiền lương tiền thưởng lại sẽ không phát sinh bị cố ý khất nợ hiện tượng, nếu như các ngươi còn chưa tin, có thể để Hồ Sơn trấn chính phủ làm đảm bảo. Nàng hướng Hứa Thuần Lương nhìn lại, hiện trường có thể đại biểu Hồ Sơn trấn chỉ có Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, ta có thể hướng mọi người cam đoan, Hồ Sơn trấn chính phủ vô luận đi qua hiện tại còn là lúc sau đều sẽ tướng ích lợi của các ngươi đặt ở vị thứ nhất, ta mặc kệ ai tới đón thụ bên này hạng mục, ai xúc phạm các ngươi lợi ích, chính là cùng chúng ta Hồ Sơn trấn chính phủ không qua được. Hắn mới sẽ không trên Mặc Hàm cái bẫy, ta vì sao phải cho ngươi nhóm đảm bảo. Ở chỗ này chúng ta là quy tắc chế định người, ai dám vi quy ta đối xử như nhau. Sau đó đến tự do đặt câu hỏi khâu, vẫn là Triệu Hoành đặt cái thứ nhất đứng lên, ta có mấy vấn đề. Một, lần này chuyển nhượng kim ngạch là nhiều ít. Hai, xích đạo vốn liếng có hay không xây bệnh viện dự định. Ba, chúng ta biên chế về chỗ nào. Chúng ta thu nhập cùng tiền hưu sẽ không nhận ảnh hưởng. Mặc Hàm nói, chuyển nhượng kim ngạch 200 triệu, xích đạo vốn liếng tiếp nhận về sau, sẽ tiếp tục tiến hành khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện kiến thiết, đến cho các ngươi biên chế vấn đề, sẽ có chuyên môn ban ngành chính phủ hướng các ngươi giải thích. Nàng trực tiếp đem bóng ra đá cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, tại các ngươi biên chế vấn đề trên từ đầu tới đuôi đều không có thay đổi, mọi người không muốn không có chút nào căn cứ phỏng đoán, Nguy Sơn đảo bệnh viện sẽ chỉ càng đổi càng tốt, mời mọi người đối chính phủ nhiều một chút lòng tin, ta ở đây cam đoan, tại chính thức ký kết trước đó, Hoa Niên tập đoàn sẽ cấp cho tất cả khất nợ tích hiệu tiền lương cùng tiền thưởng. Phú Pháp Quân cố ý ho khan một tiếng, Hứa Thuần Lương cái hứa hẹn này vượt quyền, hắn không nên thay Hoa Niên hứa hẹn chuyện này. Hứa Thuần Lương thái độ này cuối cùng thu được một chút tiếng vỗ tay, chứng thực đến trên người mình lợi ích mới là thực tế nhất. Hội nghị kết thúc về sau, Vũ Pháp Quân cười khổ nói, Hứa Trấn Trưởng, ta muốn theo ngài nói chuyện liên quan tới cái gọi là khất nợ tích hiệu sự tình. Hứa Thuần Lương nói, có chuyện gì đáng nói? Khất nợ nhân viên tiền lương chẳng lẽ không nên cấp cho sao? Vũ Pháp Quân nói, tích hiệu tiền lương bản thân liền là cùng hiệu quả và lợi ích móc nối. Nguy Sơn đảo bệnh viện những năm này đều ở vào hao tổn trạng thái, dựa theo bệnh viện xét duyệt cơ chế, chưa hoàn thành nhiệm vụ chính là muốn khấu trừ bộ phận tích hiệu tiền lương, đây là Ban Sơ liền nói tốt lắm. Ban Sơ đã nói xong nhiều chuyện, các người Hoa Niên tập đoàn còn hứa hẹn đem khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện dựng lên đâu, hiện tại còn không phải trái với lúc trước hứa hẹn. Phú Pháp Quân không phản bác được. Mặc Hàm trên một điểm này cùng Hứa Thuần Lương bảo trì cùng một trận tuyến, Phú Tổng. Ta cũng cho rằng tại chính thức ký tên hợp đồng trước đó các ngươi nhất định phải đem quá đi lịch sử còn sót lại vấn đề tất cả đều giải quyết. Đương nhiên, nếu như các ngươi ngại phiền phức, chúng ta có thể tại chuyển nhượng kim ngạch trên khấu trừ cần thanh toán cho nhân viên bộ phận. Phú Pháp Quân nói, ta sẽ mau chóng hướng công ty cao tầng phản ứng. Hứa Thuần Lương nói, ta thật sự là xem không hiểu các ngươi Hoa Niên tập đoàn, một cái dân doanh xí nghiệp khiến cho cơ cấu như thế phiền phức, hiệu suất làm việc cực kỳ thấp, khó trách các ngươi kinh doanh rối loạn. Phú Pháp Quân thở dài nói, Hứa Trấn Trưởng, ta cùng Lão Kim đều chỉ là chân chạy, chúng ta nói cũng không tính a. Hứa Thuần Lương là một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu, nói không tính tới làm gì. Để định đoạt người qua đến giải quyết vấn đề, Hoa Niên có thể hay không lấy ra chút thành ý. Đừng lãng phí thời gian của chúng ta cùng kiên nhẫn. Mặc Hàm nói, Hứa Trấn Trưởng nói không sai, cho tới bây giờ ta không có xem lại các người Hoa Niên phương diện bất luận cái gì thành ý. Nếu như các người định đem Nguy Sơn đảo bệnh viện nhiều như vậy vấn đề đều lưu cho chúng ta đến xử lý, kia ngày mai hợp đồng không ký cũng được. Phú Pháp Quân nghe xong có chút luống cuống, hiệp nghị đều đã cắm cọc tiêu qua, mắt thấy chính là chính thức ký hợp đồng, nàng thế mà muốn đổi ý, vội vàng nói, Mặc tiểu thư xin yên tâm, ta nhất định mau chóng đem những sự tình này xử lý tốt. Mặc Hàm nói, lại nhiều cam đoan cũng là ăn nói suông, vẫn là chờ bệnh viện vấn đề giải quyết, chúng ta lại ký tên chính thức hiệp ước. Nàng nói xong đứng dậy rời đi. Hứa Thuần Lương kỳ thật sớm liền muốn đi, lựa chọn cùng Mặc Hàm cùng rời đi. Hai người tới bãi đỗ xe, Hứa Thuần Lương nói, ngày mai tân nhiệm văn lữ cục trưởng truyền quốc dân qua tới tham gia ký kết nghi thức, ngươi thật dự định thả bọn họ bồ câu. Mặc Hàm nói, tiền của chúng ta đầu cho ai còn không phải như vậy, ta cũng không nói không ký, nhưng bây giờ nếu là ký, Hoa Niên tập đoàn lập tức bứt ra rời đi, tất cả phiền phức cùng bao phục đều cột cho chúng ta. Làm chúng ta là oan đại đầu sao?
Dựa vào Hứa Thuần Lương ý tứ, hai ức chuyển nhượng phí đều không cần cho, Mặc Hàm hiện tại tỉnh ngộ cũng chưa muộn lắm, thời khắc mấu chốt bảy Hoa Niên tập đoàn một đạo, chứng minh nàng đầu óc vẫn là rất thanh tỉnh, có lẽ nàng từ vừa mới bắt đầu liền đem vấn đề thấy rõ ràng. Hai người ánh mắt gặp nhau, Mặc Hàm mấp máy môi anh đào, có chút khó nhọc nói, thật xin lỗi, ngày đó ta không nên dùng nước dội ngươi. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm, cô nàng này cuối cùng ở trước mặt mình nhận sai, hắn phi thường minh bạch, hoàn toàn là xông vào xương rồng phân thượng. Hứa Thuần Lương rộng lượng nói, không sao, ta cũng mắng ngươi là nhỏ bát phụ, chúng ta hòa nhau. Mặc Hàm sửng sốt một chút, nhất định phải lặp lại một lần sao? Cái này chẳng phải là tương đương lại mắng mình một lần, con hàng này quả thật không phải cái thứ tốt, nuốt giận vào bụng nói, Loan Tổng bởi vì việc này hung hăng phê bình ta, hắn nói ta lấy oán trả ơn. Hứa Thuần Lương cười nói, không nghiêm trọng như vậy, ngươi chỉ là thẹn quá hóa giận thôi. Mặc Hàm nói, đêm hôm đó ngươi làm thật không có đi chợ quỷ. Hứa Thuần Lương nói, ta lừa ngươi có ý nghĩa sao? Mặc Hàm thở dài nói, hẳn là ta nhận lầm, đêm hôm đó thì Thái Bình đột nhiên liên hệ Bạch giáo sư, nói phải lập tức tiến hành giao dịch, sở dĩ không có thông chi ngươi, là bởi vì việc này cũng có nhất định phong hiểm, ngươi lại là quốc gia nhân viên công tác, vạn nhất xảy ra sai lầm có thể sẽ ảnh hưởng đến tiền trình của ngươi. Hứa Thuần Lương có chút bội phục Mặc Hàm, loại này nói láo cũng nghĩ ra được, giống như ngươi tất cả đều là đang vì ta suy nghĩ, lừa gạt quỷ A. Mặc Hàm nói, ngươi có lẽ không tin, nhưng là nếu như giao dịch thuận lợi, ta được đến những cái kia xương rồng về sau khẳng định sẽ đem bản dập đưa cho ngươi, ta mặc kệ Loan Tổng nghĩ như thế nào, ta đã đáp ứng ngươi sự tình liền nhất định làm đến. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ta tin ngươi cái quỷ, ngươi bây giờ là xương rồng nửa đường bị tiệt hồ cho nên mới nói như vậy, nếu như hết thảy thuận lợi, ngươi chịu cùng ta cùng hưởng mới là lạ, hư tình giả ý ai không biết ha. Hứa Thuần Lương gật đầu nói ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, không phải lúc trước ta liền sẽ không cùng ngươi hợp tác. Mặc Hàm thầm mắng hắn dối trá, thật sự coi chính mình không rõ ràng, ngươi lựa chọn cùng ta hợp tác đơn giản là muốn lợi dụng ta, nàng cũng không nói ra, giả ra tâm duyệt thành phục bộ dáng. Tóm lại ta đáp ứng ngươi, về sau gặp lại cái này loại sự tình, ta trước thương lượng với ngươi lại làm quyết đoán có được hay không. Hứa Thuần Lương nhận biết nàng lâu như vậy, còn chưa hề gặp nàng như hôm nay dạng này phục qua mềm, xem ra lần này là thật bị mình cầm chắc lấy bảy tấc, không thể không cúi đầu a. Ngẫm lại trước đây nhìn qua đoạn lục tượng kia, mặc dù mang lấy nón xanh, nhưng quen thuộc người vẫn là phải có thể từ thân hình nhận ra mình. Mặc Hàm thái độ cho thấy, nàng quyết định mất trộm xương rồng liền tại trong tay của mình, trong lòng nhất định đối với mình cực độ khó chịu, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Hứa Thuần Lương nói, sự tình đã đi qua, chúng ta đều không cần để ở trong lòng, về sau nên hợp tác thế nào còn là hợp tác thế nào có được hay không. Mặc Hàm nhẹ gật đầu, khóe môi lộ ra mỉm cười, trong lòng thầm than, người này thật sự là vô sỉ, đều bị người cho quay xuống, vẫn là chết không thừa nhận. Thật cho là cắm sừng liền có thể giấu giếm được mình con mắt. Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên vừa rồi trong hội nghị phát sinh sự tình đã truyền đến Tần Chính Dương trong lỗ tai. Tần Chính Dương dở khóc dở cười nói, Thuần Lương a, ta để ngươi trở về là muốn hóa giải mâu thuẫn bình ổn quá độ không phải để ngươi kích thích mâu thuẫn. Hứa Thuần Lương nói, Tần Bí Thư, điều này cùng ta có quan hệ gì? Là xích đạo vốn liếng ngại Hoa Niên tập đoàn khuyết thiếu thành ý. Cá nhân ta cho rằng tại ký kết trước Hoa Niên tập đoàn có trách nhiệm đem còn sót lại vấn đề toàn bộ giải quyết, như quả bọn hắn không giải quyết, về sau những vấn đề này chưa chừng còn cho chúng ta đến xử lý. Tần Chính Dương để hắn mau chóng cân đối một chút, ký kết sự tình đều đã định ra tới, ngày mai tân nhiệm văn lữ cục trưởng truyền quốc dân sẽ tới tham gia, cũng không thể lại đến lúc sửa đổi, trước đó đều đã đạt thành chuyển nhượng hiệp nghị, làm gì lại thêm khó khăn trắc trở. Quay chung quanh khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện sự tình chơi đùa thật sự là đủ lâu, hắn nghĩ thừa dịp lần này cơ hội triệt để đem vấn đề giải quyết triệt để. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, đem Tần Chính Dương ý tứ chuyển đạt cho Mặc Hàm. Mặc Hàm thế mà vô cùng phối hợp gật gật đầu, được, ngươi để cho ta ký ta liền ký. Thái độ của nàng đơn giản tới cái 180 độ lớn dễ ngoặt, khiến cho Hứa Thuần Lương đều có chút không thích ứng, hắn cười nói, ta còn phải thanh minh một chút. Hợp đồng là các ngươi song phương nói, ta chính là cái nhân chứng, vô luận là ta còn là Hồ Sơn trấn chính phủ cũng sẽ không tham dự bất cứ ý kiến gì. Mặc Hàm nói, biết ngươi sợ hãi nhận gánh trách nhiệm, ta cũng làm cho ngươi cái cam đoan, chúng ta sẽ không thay đổi càng thổ địa công dụng, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện kiến thiết ngay lập tức sẽ tiến hành, Nguy Sơn đảo bệnh viện tất cả chữa bệnh và chăm sóc người viên chúng ta đều sẽ lưu dụng,
bọn hắn đãi ngộ sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, nếu như lời hứa của nàng tất cả đều thực hiện, vô luận đối Nguy Sơn đảo bệnh viện nhân viên vẫn là đối Hồ Sơn Trấn đều là một tin tức tốt. Mặc Hàm nói, người nhìn dạng này được hay không, trước đem chúng ta chuyển nhượng kim đánh vào chính phủ chỉ định tài khoản, từ các người đốc xúc Hoa Niên tập đoàn giải quyết hiện giai đoạn tồn tại tất cả vấn đề, hết thảy giải quyết về sau, chính phủ lại tướng tiền gọi cho Hoa Niên. Hứa Thuần Lương đương nhiên đồng ý, hắn một mực khó chịu Hoa Niên, có thể cho Hoa Niên thêm chút chắn cớ sao mà không làm. Hứa Thuần Lương thuận tiện giúp nàng lại ra một cái chủ ý ngu ngốc, hắn cho rằng ngày mai ký kết nghi thức, Hoa Niên chỉ phái Triệu Phi Dương tới còn không đủ coi trọng, tốt nhất để Đường Kinh Vĩ Đường Kinh Luân huynh đệ một trong qua tới tham gia. Mặc Hàm nghe xong liền biết Hứa Thuần Lương muốn mượn cơ giày vò một chút Hoa Niên tập đoàn, nàng ngựa bên trên biểu thị đồng ý. Phủ Pháp quân tướng Mặc Hàm ý kiến phản hồi cho Bùi Lâm quyết định đi tìm Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương từ Nam Giang trở về sau một mực chờ lấy Bùi Lâm tìm hắn ly hôn, nhưng đợi mấy ngày đều không gặp động tĩnh. Triệu Phi Dương bắt đầu ý tứ đến, ngày đó Bùi Lâm nói ly hôn sự tình chẳng qua là thăm dò, nàng căn bản là không có ly hôn ý tứ, càng không nỡ đánh rơi trong bụng hài tử. Mấy ngày nay nàng tấp nập tiến về mẫu thân nơi đó, không biết cho mẫu thân rót cái gì thuốc mê, lão thái thái thế mà khuyên bọn họ hòa hảo, còn nói Bùi Lâm cũng là người bị hại. Bùi Lâm cùng Triệu Phi Dương một ngày không có ly hôn, nàng liền vẫn là viện trưởng phu nhân, nàng đi gặp Triệu Phi Dương không người nào dám ngăn cản. Cặp vợ chồng ở văn phòng gặp mặt, Triệu Phi Dương thấy một lần nàng liền thói quen nhíu mày, giữa chúng ta sự tình không thích hợp ở chỗ này nói. Bùi Lâm nói, ta cùng ngươi đàm công sự, không đến nơi đây nói đi nơi nào nói. Về nhà nói sao, ngươi trở về nhà sao? Triệu Phi Dương trầm mặc xuống. Hắn rõ ràng cảm giác được Bùi Lâm xé toang ôn nhu ngụy trang, bột đối với mình biểu hiện được càng ngày càng cường thế, loại này cường thế phía sau còn ẩn giấu đi một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được địch ý. Bùi Lâm nói, ta vừa tiếp vào thông chi xích đạo vốn liếng bên kia đưa ra một chút mới điều kiện. Triệu Phi Dương gật đầu nói, ta đã biết Nguy Sơn đảo bệnh viện những nhân viên y tế kia hai ngày này huyên náo rất hoan, tạo thành một chút ảnh hưởng không tốt, người ta đưa ra mới điều kiện cũng có thể lý giải. Bùi Lâm nói, hai ước giá tiền là Đường Tổng tự mình đánh nhịp định án, ta quyền lực có hạn, người đối Nguy Sơn đảo những nhân viên y tế kia nói lên điều kiện thấy thế nào? Có phải hay không muốn vô điều kiện thỏa mãn? Triệu Phi Dương thở dài nói, tốt hợp tốt tán đi. Bùi Lâm nghe ra hắn những lời này là tại một câu hai ý nghĩa, khóe môi lộ ra một nụ cười trào phúng, người nói là hai chúng ta sao? Triệu Phi Dương không nói chuyện, bình tĩnh nhìn qua Bùi Lâm, để chính nàng đi thể hội. Bùi Lâm nói, ta suy nghĩ kỹ càng, trong bụng ta hài tử không thể không có ba ba, chúng ta hôn nhân cho dù có sai, hài tử là vô tội, cần gánh chịu chủ yếu trách nhiệm người kia cũng không phải ta. Triệu Phi Dương nói, ta nói là phân viện sự tình. Bùi Lâm nói, ngày mai ký kết nghi thức ta sẽ không đi, xích đạo vốn liếng bọn hắn nói nếu như Đường Tổng đối lần này ký kết cũng không đủ coi trọng, mọi người có thể một lần nữa cân nhắc ký kết sự tình. Triệu Phi Dương sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Bùi Lâm nói, người thông minh như vậy còn nghe không hiểu cái gì ý tứ. Người ta chê ta không đủ phân lượng, lần này chuyển nhượng hiệp nghị nếu như muốn thuận thuận lợi lợi ký đến, Hoa Niên gia chủ hẳn là đến một chuyến, không phải vạn vừa ra biến cố gì, cái này hai ức chỉ sợ cũng không kết quả. Triệu Phi Dương có chút đau đầu, xích đạo vốn liếng chuyện bên kia còn thật không ít, Đường Kinh Vĩ đã đem Hoa Niên chữa bệnh quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn giao cho mình phụ trách, tại phân viện chuyển nhượng sự tình trên mình là có quyền ký kết. Hai ức đối với hiện tại Hoa Niên tới nói là mưa đúng lúc, Đường Kinh Vĩ cũng đáp ứng cái này hai ức tới sổ về sau sẽ trước cho quyền Trường Hưng sử dụng.